đây là nơi không phải ai cũng có thể đặt chân đến được. Tại đây lưu giữ những bí ẩn về cuộc chiến tranh Việt Nam và là nơi yên nghỉ của nhiều câu chuyện cùng những số phận con người khi đi qua cỗ máy chiến tranh với những bi hùng lịch sử. Họ là anh hùng, nhưng họ cũng là những ẩn số. Với nỗi lo rằng những gì không được biết đến có thể mãi mãi bị lãng quên, chúng tôi đã dành 5 năm trời để thực hiện bộ phim về một con người từng chiến đấu trên mặt trận thầm lặng này. Cuộc đời ấy phong phú và đầy bí ẩn đến mức nhiều sách báo viết về ông chỉ như những ánh đèn flash đủ lóe sáng một vài khoảnh khắc. Chúng tôi cũng chỉ hy vọng bộ phim này sẽ hé lộ thêm vài khoảnh khắc khác nữa của một con người sống cùng lúc hai cuộc đời. Cuộc đời nào cũng rất thật, rất người. Ông là tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn. Người Mỹ này là một học giả. Ông ta giảng dạy môn khoa học chính trị tại Đại học Davis, bang California. Tên ông Larry Berman đã xuất hiện trên nhiều bìa sách viết về cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong những thước phim này, Larry Berman chuẩn bị cho ra mắt cuốn tiếp theo khá đặc biệt với tựa đề Điệp viên hoàn hảo, hai cuộc đời khó tin của Phạm Xuân Ẩn, phóng viên báo Time và điệp viên Cộng sản Việt Nam. Tháng 4 năm 2007, sách ra mắt công chúng Mỹ và nó được xem là cuốn sách được trông đợi và cung cấp nhiều chi tiết lý thú về cuộc đời thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn. Trước Larry Berman đã có Jean-Claude Pomonti, cựu phóng viên báo Pháp tờ Le Monde, với Người Việt Thầm Lặng, cái tên làm gợi nhớ đến Graham Greene. Rồi Thomas Bass của báo The New Yorker với bài Người Điệp viên yêu chúng ta. Nhưng sớm nhất có lẽ là đồng nghiệp báo Time David Halberstam, vì trong cuốn sách xuất bản năm 1985 nói về Việt Nam có tên Sự Hình Thành Vũng Lầy, Halberstam đã diễn tả ông Ẩn như là người chủ chốt của một mạng lưới tình báo tuy nhỏ nhưng rất hữu hiệu trong giới ký giả và nhà văn. Một sự so sánh chỉ có thể kiểm định sau đó 10 năm. Để giải đáp nó, người ta xây dựng ở thành phố Lubbock giữa bang Texas khô cằn một cơ sở dữ liệu khổng lồ về cuộc chiến Việt Nam. Với cái tên Việt Nam Archives, Viện Lưu trữ Việt Nam thuộc Trung tâm Việt Nam, Trường Đại học Texas Tech, nơi có thể tìm thấy từ cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm đến thư của một y tá quân y Bệnh viện Hải quân Mỹ gửi về cho gia đình. Quy mô lưu trữ này xứng đáng với sự quan tâm và ảnh hưởng của chiến tranh Việt Nam với hơn một thế hệ người Mỹ. Một sự quan tâm có thể tính bằng những con số cụ thể. Nước Mỹ đã chi tổng cộng 600 tỷ đô la cho chiến tranh Việt Nam, chiếm 12% GDP quốc gia, huy động 70% lực lượng lục quân, 60% thủy quân lục chiến, 60% không quân và 40% hải quân, 22.000 sĩ nghiệp phục vụ chiến tranh. Sau một thời gian dài đến 20 năm, cuộc chiến tranh này tiếp tục làm tốn không ít giấy mực của giới sử học, báo chí, nghiên cứu chính trị, các chính khách. Nước Mỹ đã chi tổng cộng 600 tỷ đô la cho chiến tranh Việt Nam. Nhưng những gì nhân dân Mỹ nhìn thấy qua báo chí và truyền hình thì ngược lại là những hình ảnh gây ác mộng. Chúng chỉ là vài lát cắt trong 2 triệu cuộc hành quân tìm và diệt và 36 triệu phi vụ chiến thuật trong suốt cuộc chiến, nguyên nhân đưa đến cái chết của hàng triệu người. Năm 1993, trận chiến Mogadishu với bức ảnh lính biệt kích Mỹ bị bắt, bị trói và thân xác trần truồng của họ bị kéo lê trên đường phố đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân Mỹ. Vậy mà trong chiến tranh Việt Nam có đến hàng trăm tấm ảnh như thế từng được công bố, chỉ khác ở màu da của nạn nhân. Những thanh niên Mỹ xuất hiện trong các bức ảnh đều là công dân của một xã hội văn minh, nhưng tất cả đã biến dạng sau khi đi qua cái cối xay của chiến tranh, để lại những hình ảnh mà sau hàng chục năm vẫn còn làm người xem phải ghê sợ. Những bức ảnh không dành cho trẻ con. Trong bảo tàng chứng tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập chỉ 4 tháng sau ngày giải phóng Sài Gòn, người ta có thể nhìn thấy những bức tranh của một thế hệ trẻ thơ sinh ra trong hòa bình nhưng vẫn bị chiến tranh ám ảnh.
đón nhận thông điệp ấy rất có thể là con cháu của những phi công Mỹ ngày xưa từng thả dưới cánh bay 20 triệu gallon chất độc da cam. Nhưng những bức tranh mang thông điệp gửi đến tương lai này không hề mang màu sắc u ám của nỗi hận thù. Có những bằng chứng cho thấy ngay cả trẻ em cũng không được xem là ngoại lệ trong danh sách nạn nhân của cuộc chiến. Số bom Mỹ đã dội xuống hai miền Nam Bắc Việt Nam là 7,8 triệu tấn, lớn hơn lượng bom đạn mà Mỹ đã sử dụng trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đó. Trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, bình quân một người dân phải chịu 45,5 kg bom đạn, mỗi cây số vuông chịu 6 tấn bom đạn. Tỷ lệ này lớn hơn nhiều so với những nước bị thiệt hại nặng nhất trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Quy mô hủy diệt ấy biến Việt Nam thành cái tên của một cuộc chiến, chứ không còn của một xứ sở. 30 năm sau, trên 300.000 liệt sĩ vẫn chưa tìm được hài cốt. Con số này ở phía Mỹ là gần 1.500 trường hợp. Một bản báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2003 đã kết luận rằng trong chiến tranh Việt Nam, 3.181 ngôi làng đã bị phun chất diệt cỏ. Khoảng 2,1 đến 4,8 triệu người có mặt vào lúc phun. Con cháu những người này có khả năng chịu di chứng của chất độc tác động vào mã di truyền. Kể từ khi thành lập tới nay, bảo tàng này đã đón gần 9 triệu khách tham quan, trong đó có hơn 1 triệu rưỡi khách nước ngoài. Lý do của sự thu hút ấy là vì chiến tranh Việt Nam là một trong 11 cuộc chiến tranh lớn trên thế giới thời hiện đại và là cuộc chiến tranh quy mô nhất trong lịch sử hơn 200 năm của nước Mỹ. Về mặt thời gian, cuộc chiến này kéo dài nhất với hơn 20 năm so với 1 năm 7 tháng của chiến tranh thế giới thứ nhất, 3 năm 8 tháng của chiến tranh thế giới thứ hai, 3 năm 1 tháng của cuộc chiến tranh Triều Tiên. Thứ đến, cuộc chiến này huy động sức mạnh trí tuệ và sức người sức của cao nhất của nước Mỹ. Năm đời Tổng thống, từ Eisenhower, Kennedy đến Johnson, Nixon, rồi Ford, nối chân nhau điều hành 4 chiến lược chiến tranh thực dân mới ở chiến trường Việt Nam. Từ chiến tranh đơn phương, chiến tranh đặc biệt, đến chiến tranh cục bộ, rồi Việt Nam hóa chiến tranh. Giá của cuộc chiến ấy là sinh mạng của gần 60.000 người Mỹ, hơn 11.000 quân nhân trong số này chưa tới 20 tuổi. Theo nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, khoảng 14,7% binh lính Mỹ tham gia chiến tranh tại Việt Nam mắc chứng rối loạn tinh thần. 2,2% trong số đó vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Giờ đây, trên mảnh đất hiền hòa này, các khí cụ chiến tranh được sản xuất từ bên kia bờ Thái Bình Dương là những vật chứng lạc lõng giữa không gian thanh bình mà chúng ngự trị, như những dấu chấm hỏi về sự phi lý của một cuộc chiến tàn khốc. Hơn ngàn năm trước, vua Khai Sinh nhà Lý quyết định đóng đô ở đây. Gần một thiên niên kỷ sau, điện Càn Nguyên là nơi tập họp những bộ óc quyết định cục diện cuộc chiến với đế quốc Mỹ. Tại đây, tổng hành dinh của quân đội nhân dân Việt Nam, những quyết định quan trọng nhất trong sách lược phòng thủ miền Bắc và chiến lược giải phóng miền Nam đã được đưa ra, là điểm đến cuối cùng của mọi tin tức tình báo chiến lược. Cũng chính ở đây mà tháng Giêng năm 1975, một nghị quyết lịch sử ra đời với nhận định: chúng ta đang đứng trước thời cơ chiến lược lớn. Chưa bao giờ ta có điều kiện đầy đủ về quân sự và chính trị như hiện nay, có thời cơ chiến lược to lớn như hiện nay để hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất tổ quốc. Có người kể rằng chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau khi nhận được tin chiến thắng đã ngồi lại một mình trong căn phòng làm việc này, có lẽ để được đắm chìm vào những cảm xúc lớn lao ít đến lần thứ hai trong một đời người. Nhà
sử học Mỹ Howard Zinn từng nhận xét: Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến giữa một bên là tổ chức kỹ thuật hiện đại và bên kia là tổ chức con người. Cuối cùng, con người đã thắng. Chúng tôi muốn thêm vào đó vài từ: cuối cùng con người, lịch sử và văn hóa một đất nước 4.000 năm văn hiến đã chiến thắng. Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa, thì không phải một ngày, một tháng hay một năm, mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập. Câu nói này được thốt ra từ chính miệng chủ nhân của dinh, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trong những ngày cuối cùng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, như một lời tự thú về một chính phủ hoàn toàn do người Mỹ dựng lên và nuôi dưỡng trong cuộc chiến Việt Nam. Ngày 1 tháng 9 năm 1967, một cuộc bầu cử được dàn dựng để tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức dập khuôn theo mô hình nhà nước Mỹ, nổi bật ở điểm Tổng thống không chỉ nắm trọn quyền hành pháp mà còn lấn át cả quyền lập pháp và tư pháp. Hiến pháp năm 1967 cho phép Tổng thống nắm độc quyền ngoại giao và ký kết các hiệp ước quốc tế. Đặc biệt, Hiến pháp còn cho Tổng thống quyền ra sắc luật, là hình thức văn bản có tính lập pháp trong những trường hợp khẩn cấp. Người nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương thường là tướng tá quân đội, đội luật dân sự. Chính phủ miền Nam là chính quyền độc tài, quân phiệt. Lịch sử công trình kiến trúc này cũng chính là lịch sử của một giai đoạn đất nước chịu sự can thiệp của ngoại bang. Năm 1863, chỉ 4 năm sau khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn, Đô đốc La Gangier đã cho khởi công xây dựng dinh thống đốc thật hoành tráng, chủ ý phô trương uy thế chính quyền thực dân ở châu Á, với tên gọi dinh Norodom. Từ đó đến năm 1945, nhiều đời toàn quyền Pháp sử dụng dinh làm nơi ở và làm việc trong suốt thời kỳ xâm lược Đông Dương. Tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật đảo chính hất cảng Pháp, dinh trở thành nơi làm việc của chính quyền Nhật ở Việt Nam. Khi Pháp trở lại chiếm Nam Bộ, dinh Norodom là trụ sở làm việc của bộ máy chiến tranh xâm lược Pháp. Sau Hiệp định Geneva, dinh được bàn giao cho chính quyền Ngô Đình Diệm và được chính thức đổi tên thành dinh độc lập vào ngày 8 tháng 9 năm 1954. Tháng 2 năm 1962, máy bay của phe đảo chính ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Do không thể khôi phục lại, Tổng thống nền đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm cho san bằng và xây một dinh thự mới ngay trên nền cũ, theo đồ án của kiến trúc sư Ngô Viết Thủ, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi Nguyên La Mã. Công trình đang dở dang thì anh em Diệm Nhu bị phe đảo chính giết chết. Do vậy, người chủ tọa buổi lễ khánh thành dinh lại là Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, sau này là chủ nhân của dinh, với thời gian sống ở dinh thự này lâu nhất từ tháng 10 năm 1967 đến ngày 21 tháng 4 năm 1975, rồi nhường thời gian 9 ngày còn lại cho Trần Văn Hương và Dương Văn Minh. Số phận của nền đệ nhị Cộng Hòa kết thúc khi chiếc xe tăng mang số hiệu 843 của quân giải phóng miền Nam húc nghiêng cổng phụ của dinh, rồi xe 390 húc tung cổng chính vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sự kiên cố của dinh và những hầm ngầm chìm sâu dưới lòng đất hóa ra vô dụng. Để thực hiện cuốn sách của mình về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, trong vòng 5 năm tính từ tháng 7 năm 2001, giáo sư Larry Berman đã 18 lần đến Việt Nam phỏng vấn ông Ẩn hàng trăm giờ. Khi được Larry Berman gợi ý về tên cuốn sách Điệp Viên Hoàn Hảo, ông Ẩn tỏ ra không thích. Ông đã đề nghị được đổi lại là Điệp Viên May Mắn. Mặc dù vậy, ông Phạm Xuân Ẩn vẫn tôn trọng ý kiến của tác giả, giữ nguyên tựa đề cuốn sách như bản thảo ban đầu.
Giáo sư Larry Berman cho biết. Sau mỗi lần sang Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Xuân Ẩn, khi trở về Mỹ, ông đều đi tìm gặp những người bạn bè hoặc chỉ đơn thuần là người quen biết của vị thiếu tướng tình báo Việt Nam. Tất cả những người Mỹ từng quen biết hoặc có thời làm việc với Phạm Xuân Ẩn đều sửng sốt khi nghe giáo sư cho biết đó là một điệp viên xuất sắc tầm thời đại của Cộng sản Việt Nam, trong giáo mục một phóng viên của hãng Reuters và sau đó là của tạp chí Time. Những người này nói họ không mảy may nghi ngờ một chút nào về việc ông Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo. Và điều thú vị là tất cả những người Mỹ đó sau khi đã hết sửng sốt thì không ai tỏ ra thù ghét ông Phạm Xuân Ẩn, mà ngược lại, họ rất kính nể và trân trọng tình bạn với cựu phóng viên tạp chí Time. Như để giải thích điều này, trong phần đầu cuốn sách Larry Berman viết: ông Phạm Xuân Ẩn hứa sẽ hợp tác với tôi, nhưng với một điều kiện là ông bảo lưu quyền được nói rằng. Điều này nói ra chỉ để cho ông hiểu toàn cảnh bức tranh, chứ không được viết vào sách, vì nó có thể làm đau lòng con cháu của những người đó. Và xin đừng bao giờ kể câu chuyện đó với ai hoặc nhắc đến tên người ấy. Trong suốt ngày làm việc cuối cùng của tôi với ông, Phạm Xuân Ẩn luôn lo ngại rằng những điều ông nói ra có thể gây hậu quả ngược lại, không phải đối với ông mà là đối với những người khác. Ít nhất cũng có một người hiểu được tâm trạng ấy của ông Ẩn, đó là Daniel Ellsberg. Người đã đợi gần 30 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc mới tung ra cuốn hồi ký của mình với cái tên Bí mật hồi ký về Việt Nam và hồ sơ ngũ giác đài. Daniel Ellsberg là tiến sĩ kinh tế Đại học Harvard. Năm 1964, ông làm việc với phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng McNamara. Một năm sau, Daniel Ellsberg đến Việt Nam làm việc cho chùm CIA Lansden. Daniel trở về Mỹ năm 1967 và một mặt tham dự phong trào phản chiến, mặt khác liên hệ với các nhân vật cao cấp nắm quyền quyết định chính sách đối ngoại. Năm 1971, ông quyết định đứng hẳn về một phía bằng việc cung cấp 7.000 trang tài liệu mật của ngũ giác đài về chiến tranh Việt Nam cho báo chí tờ New York Times và Washington Post, với việc làm có thể khiến ông bị kết án tổng cộng 115 năm tù. Trả lời phỏng vấn trên salon.com, hai năm trước khi cuốn hồi ký được ấn hành, Daniel Ellsberg tỏ ý hối tiếc khi nói: nếu tôi công bố tài liệu trong năm 1964 hay 1965 khi còn làm việc ở ngũ giác đài, có thể chiến tranh đã không xảy ra, và tôi đã có thể ngăn ngừa được cái chết của 58.000 người Mỹ và hàng triệu người Việt. Và đây là điều khiến ông khác với Phạm Xuân Ẩn, người không tin rằng có thể dùng chữ nếu với lịch sử. Bộ phim của chúng tôi có thể thực hiện dễ dàng hơn nếu tiếng Ẩn viết hồi ký. Việc mà ông không làm, vì như ông từng nói, tôi chỉ làm công việc của bất cứ người yêu nước nào. Và còn vì ông muốn mãi mãi chôn sâu vào bóng tối lịch sử những bí mật nghề nghiệp không thể công bố, chôn giấu cả những uẩn khúc đau lòng và những tình huống hoàn toàn có thể cảm thông được trong bối cảnh chiến tranh, nhưng lại không thể tha thứ nếu phán xét trong thời bình. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện bộ phim tài liệu nhiều tập này, bởi tiếng Ẩn là một trong số rất ít người đã nhìn cuộc chiến cùng một lúc từ cả hai phía. Và để những thế hệ sau học được bài học hiếm thấy về một nhân cách lớn đã vượt qua được những thử thách giữa nghĩa vụ và tình người như thế nào. Một bài học có tựa đề là Phạm Xuân Ẩn. Có nhà văn nào sẵn sàng bỏ ra 10 năm chỉ để biết về một nhân vật? Có, đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Hải. 10 năm cho một cuốn sách 300 trang. Nhưng Phạm Xuân Ẩn, tên người như cuộc đời, là cuốn sách đầu tiên của Việt Nam về nhà tình báo chiến lược này. Sách đã đoạt giải A cuộc thi văn học Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống do Bộ Công an và Hội Nhà văn phối hợp tổ chức năm 2005.
cái hình ảnh con người với tất cả cái cuộc đời của họ thật thì không có bảo tàng nào giữ được. Thế thì mình muốn làm một cái chốt đèn flash, tức là mình biết rằng không thể nào biết hết được về ông này, rất khó. Bởi vì thứ nhất là các cái tài liệu của mình là chưa có cho phép giải mật về mặt nghề nghiệp của ông. Thứ hai nữa là cái con người này thì lại rất là khiêm nhường, và hầu như không bao giờ ông chịu ra với báo chí cả. Cho nên là mình mới lấy cái tiết là Phạm Xuân Ẩn tên người như cuộc đời. Ông là một cái gì bí ẩn ghê lắm. Và đối với Mỹ thì đối với tất cả các cái bạn Mỹ, các phóng viên Mỹ, người ta cũng nói rằng ông là một sự bí ẩn. Bởi vì ông không bao giờ ông bộc lộ cả. Và cái cuộc đời của ông phải hoạt động chìm sâu vào trong những cái thách thức rất khó khăn, nên tự nhiên nó trở thành một cái phẩm cách của ông. Ngay chính bản thân Mỹ, họ nói rằng là Mỹ không thắng được trong cuộc chiến tranh này là chính bởi vì văn hóa, không hiểu văn hóa. Thế cho nên, thế thì văn hóa của Việt Nam nó là cái gì? Văn hóa của Việt Nam nó rất là nhiều thứ, nhưng mà đấy là con người. Và cái chiều sâu của con người này chính là cái văn hóa ấy. Bởi vì các nhà văn Mỹ, các nhà báo Mỹ, người ta cũng giống như hai trong một, người ta muốn hiểu được cái ông Ẩn này thì người ta hiểu được thêm về cuộc chiến tranh. Thế thì tôi cũng phải làm cái nhiệm vụ ấy, tức là tôi cũng muốn tìm hiểu ông này để tôi hiểu được cuộc chiến tranh, và tôi hiểu thêm về người Việt Nam nữa. Mà người Việt Nam rất đẹp, người Việt Nam đã được thử lửa trong cái lao động khốc liệt nhất của dân tộc, đấy là chiến tranh. Người ta đánh giá rất cao, người ta đánh giá đây là một trong những cái người can đảm nhất của Việt Nam trong cái vị trí tình báo của ông. Thế và người ta lại yêu mến cái nhân cách của ông này, nhân cách của một nhà báo. Rõ ràng ông là một nhà báo, không phải cái nghề báo là cái nghề, cái vỏ bọc của ông, mà là ông là một nhà báo thực sự, một nhà báo rất giỏi. Ông có là người mà cách đây gần nửa thế kỷ ông đã tự mình lái một chiếc Renault, đằng sau có một con chó đẹp dê rất to, và đi lại trong Sài Gòn để giao dịch với tất cả các chính khách lớn ở trong Sài Gòn này. Nhưng mà để thấm đẫm tất cả tài liệu vào và cái hiểu biết về con người này và hiểu biết về cái nghề này thì tôi phải mất 10 năm. Là anh là một chiến sĩ hoàn hảo. Anh là một người lính gần như là ưu tú từ trong dòng máu, từ trong bản năng. Con người này là một tình báo viên có thể nói là xuất sắc số 1 của lịch sử chiến tranh đánh Mỹ, đánh Pháp Việt Nam. Tôi thấy là tôi yêu anh Ẩn, là cái tôi phải nói là anh Ẩn là cái người là tôi rất là phục, phải nói là tôi rất kính trọng. Anh ấy sống rất thoải mái, anh mình không cảm thấy một chút gì gọi là anh ấy giả dối trong cả. Mà tự nhiên tôi đâu có ý định đầu tiên là ông ấy là cái ân nhân vật của tôi đâu. Thế là tự nhiên tôi cứ nhập vào mình từng ngày một, tôi nhập vào từng ngày một, tự nhiên mình thấy yêu mến, mình thấy ấy, lúc nào mình cũng lần rồi mình nghĩ tới ông ấy. Thế thế tự nhiên và từ nó vào cái cặp của Vương Nam, nhưng mà cái đó về sau còn vào cả trong cái nhân vật là trong cái thời gian của người nữa. Cho nên viết về một nhân vật, mình không có ý định là mình tôn vinh, hoặc là mình không biến cái nhân vật thành những cái gì thiêng liêng. Thế nhưng mà tự nhiên trong lòng của mình cái sự cảm động của mình, cái lòng yêu mến, cái lòng kính trọng của mình, nó cũng khiến cho cái nhân vật đấy tự nhiên nó lùa vào ở trong nó từng câu từng chữ. Chính quay ngắn tôi nhìn cái xã hội ở trong này, tôi nhìn nó bình tĩnh hơn và nó chuẩn xác. Mặc dù là người trong quân đội, nhưng mà tôi thấy có một thời gian ông ấy vắng mặt hẳn mình, ông chỉ làm cái việc bên kia với bao nhiêu là hy vọng, với bao nhiêu niềm tin người ta, chứ cả một thời trai trẻ là sống trong vùng địch và làm việc ấy, người ta phải có cái niềm tin và có hiểu rất lớn cho cái tương lai nước Việt do đảng mình lãnh đạo. Tôi không biết sao tôi gặp Ẩn, tôi rất xấu hổ là mình nhà văn nhà báo là từ bé giờ cũng thế này, thì tự nhiên sao bây giờ bên này mình xung đột này nó càng tệ thế. Nhưng trang nhất của mình đâu, mình có đặt ra những cái chuyện như thế, mình chưa tin liệu được, mình chưa cảnh báo được, mình chưa nói trước bất cứ cái điều gì cả. Và đặc biệt là hiện nay mình với cái ngoài mức của mình chưa lên tiếng gì cả. Tôi tìm thấy ở ông Ẩn là một con người rất thú vị. Một con người có thể nói rằng cùng một lúc có ba cuộc đời cùng tồn tại trong ông. Một cuộc đời dành cho Việt Nam tổ quốc ông, một cuộc đời dành cho nước Mỹ, và một cuộc đời nữa dành cho báo chí mà ông ưa thích. Không chỉ có người Mỹ, mà ngay cả bạn bè thân của ông từ Nam Chí Bắc, chẳng ai biết Phạm Xuân Ẩn thật sự là ai, ngoài trừ vợ ông, mẹ ông, cùng một số đồng chí trong tổ chức của ông. Dĩ nhiên ai mà chẳng quan tâm muốn biết một người làm tình báo, một điệp viên thì phải có hình dáng như thế nào đó.
Nói về ấn tượng bên ngoài, khi tiếp xúc với ông Ẩn thì thấy ông là một người rất thân thiện. Ông Ẩn làm tình báo, nhưng điều đặc biệt là không ai ghét ông, kể cả đối phương của ông. Từ những người bạn Mỹ đến những nhà báo nước ngoài, hãy có dịp đến Việt Nam vừa xuống sân bay, gửi đồ khách sạn là điện thoại tìm ông ngay. Họ mang đến cho ông sách, báo chí, những câu chuyện mới mẻ. Và quan trọng nhất là được hàn huyên với ông. Ông là một người đáng để người ta tìm đến làm việc, tìm hiểu, học tập tính cách của ông. Cuốn sách này tôi viết về cuộc đời của ông Phạm Xương Ẩn. Và tôi cũng muốn nói rõ hơn là trong vòng 15 năm qua, tôi đã viết 3 cuốn sách về chiến tranh Việt Nam, về những người lính Mỹ. Tôi viết về Phạm Xương Ẩn từ khi ông còn là cậu bé, rồi đến khi ông tham gia hoạt động cách mạng. Những suy nghĩ của ông về Hồ Chí Minh, về độc lập dân tộc, cho đến khoảng thời gian ông sống ở Mỹ rồi trở về Việt Nam. Thời gian ông bắt đầu làm tình báo và làm báo cho đến chiến tranh kết thúc. Và tôi cũng viết về cuộc sống của ông ở đây. Để thực hiện cuốn sách này không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đây là nhân vật làm cho tôi có rất nhiều cảm hứng và hấp dẫn. Một đoạn dài lịch sử của đất Sài Gòn đã trôi qua trên chính con đường nhỏ hẹp này, với những cái tên gắn liền với nhiều biến thiên, những cột mốc lịch sử. Các cựu binh Mỹ khi trở lại thăm Việt Nam thường không thể bỏ qua ngã tư này, nơi hàng chục năm trước họ từng dạo bước, những bước chân trai trẻ nhưng đầy mỏi mệt, tìm thú vui đô hội sau những cuộc hành quân giữa đầm lầy hay rừng già nhiệt đới. Hãy nhìn ánh mắt anh ta, nhìn vẻ hồi tưởng vương nhiều bâng khuâng. Tiệm cà phê này từng được mệnh danh là trung tâm báo chí Sài Gòn, nơi tụ tập nhiều ký giả và điệp viên đến mức người ta đồn rằng trong những chiếc cột của nó có chứa một hệ thống nghe lén tinh xảo. Từ đây có thể nhìn thấy những người khách ra vào khách sạn công ty Năng Tan. Tác giả của Người Mỹ Trầm Lặng, nhà văn Anh Graham Greene, từng ngụ tại phòng 24 khách sạn này. Xa hơn chút nữa, bên kia tòa nhà từng được sử dụng làm trụ sở Quốc hội chế độ Sài Gòn từ năm 1956 đến 1975 là khách sạn Caravan, cũng là nơi trú ngụ ưa thích của không ít yếu nhân, văn nghệ sĩ, nhà báo, quân nhân và cả các gián điệp Anh Pháp Mỹ. Trong ký ức của mỗi người lính viễn chinh từng có mặt ở Việt Nam, đoạn đường này thường được lưu giữ như hình ảnh biểu trưng của Sài Gòn. Bởi thế, vẻ bồi hồi ở người khách nước ngoài này ít nhiều tiết lộ rằng ông từng có mặt ở đây trong những ngày chiến tranh. Những bức ảnh trắng đen ông cầm trên tay đã tiết lộ nhiều hơn thế. Quả thật, người khách nước ngoài này không tình cờ khi đến ngã tư này. Ông là cựu binh từng chiến đấu với phiên hiệu Sư đoàn Kỵ binh 25 trên áo, đóng quân ở phía Bắc Sài Gòn trong 6 năm. Và giờ đây, hơn 30 năm sau, ông trở lại Việt Nam trong đoàn làm phim tài liệu của hãng BBC để thực hiện bộ phim tài liệu về Việt Nam sau chiến tranh. Tất cả đã đổi thay, từ một Sài Gòn trung tâm chính trị phục vụ cuộc chiến với 2 triệu dân, trở thành một trung tâm kinh tế 8 triệu dân, mà khoảng 1/3 trong số đó sinh ra trong hòa bình. Tôi vừa đến đây 3 ngày thôi, 2 đêm ở Hà Nội và 1 đêm ở Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, một đất nước thật thú vị và cũng thật nóng. Một điều quan trọng mà tôi quan tâm là mối quan hệ ngày nay giữa Việt Nam và Mỹ đã thay đổi theo hướng tích cực và hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Những gì tôi được nhìn thấy trên đường đi từ Bắc đến Nam Việt Nam đều làm cho tôi kinh ngạc. Put them back now,
Tôi đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1968 đến năm 1972 ở sư đoàn kỵ binh 25, đóng quân tại vùng Củ Chi và Tây Ninh. Những năm tháng chiến tranh rất khốc liệt, tôi đã tiếp xúc nhiều người dân ở đây. Họ hiền lành, dễ mến, và lúc đó tôi vẫn thường đến giúp họ việc này, việc kia. Tôi đã gặp người Việt Nam hôm nay, và họ dễ mến vậy. Tôi cũng đi loanh quanh để ngắm thành phố, và điều khiến tôi ấn tượng nhất là chợ. Thật lạ lẫm và thú vị. Tôi rất vui vì những gì đã nhìn thấy đổi thay ngày nay trên đất nước bạn. Người cựu binh trong cuốn phim của đạo diễn Murphy đã tận mắt nhìn thấy sau 30 năm có một Việt Nam khác, thanh bình và hiền hòa, chứ không chỉ là cái tên của một cuộc chiến khốc liệt mà ông từng tham dự. Nhưng dù đã hơn 3 thập niên, vì sao Việt Nam lại chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức? Đó vẫn là câu hỏi với nhiều người. Trong số những bí ẩn mãi đến gần đây mới được hé lộ bằng những tình tiết ly kỳ hấp dẫn qua câu chuyện về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, được đăng tải nhiều kỳ trên một tờ báo trong nước và đã khiến không ít độc giả phải kinh ngạc vì tầm cỡ của một nhân vật tình báo chiến lược mà đến bây giờ họ mới được tường tận. Trong suốt cuộc chiến, tôi không được biết Phạm Xuân Ẩn, nhưng biết ông ấy là phóng viên của tạp chí Time. Nhưng ông ta cũng là người đưa tin rất khôn khéo về Việt Nam và những người cộng sản. Phạm Xuân Ẩn được đánh giá là làm việc rất hiệu quả, rất chuyên nghiệp. Ông có rất nhiều bạn bè là người Mỹ, nhưng trong tất cả số đó, không ai biết những hoạt động tình báo của ông. Những người lính Việt Nam họ có lý do chánh đáng để cầm súng. Còn với những người lính Mỹ, họ đã không kịp hiểu vì sao lại có mặt ở đây. Tôi được biết ông khi chiến tranh kết thúc và tôi quay lại Việt Nam. Qua sách báo và trực tiếp trò chuyện với ông, tôi rất mến ông. Và thông qua một số người Mỹ nữa có tên tuổi nói về ông. Họ rất thích và thường đề cao khi nói về ông Ẩn. Giữa họ có mối quan hệ mật thiết trong nhiều năm. Trong số họ đều quý mến và dành sự kính trọng đối với Phạm Xuân Ẩn. Tôi đã ở Việt Nam 10 năm và học được nhiều bài học hữu ích về cuộc sống từ những người Việt Nam. Hiểu thêm được về văn hóa, truyền thống và tinh thần dân tộc ở người Việt Nam. Đúng vậy, tinh thần dân tộc, văn hóa, truyền thống đất nước là những khái niệm chìa khóa mà nếu thiếu nó không thể giải mã được sức mạnh kỳ lạ của một đất nước đất không rộng, người không đông, nhưng đều đánh thắng các đạo quân hùng mạnh nhất của thời đại. Một ngày cuối năm 1944, tại cánh rừng Trần Hưng Đạo thuộc tỉnh Cao Bằng, 31 thanh niên và 3 cô gái đã vai sát vai đọc 10 lời thề danh dự đánh dấu sự ra đời của một quân đội bất chiến bất thắng. Trong đó, lời thề đầu tiên của đội quân bé nhỏ này lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao là làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ, ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới. Năm 1954, với trận Điện Biên Phủ, đây là đội quân đầu tiên của một dân tộc thuộc địa đánh bại quân đội thực dân trong lịch sử thế giới thế kỷ thứ 20. Sau 3 lần phát triển nhảy vọt, từ 17 vạn năm 1958 lên 30 vạn năm 1963, rồi 70 vạn năm 1966 lên tới 1 triệu vào năm 1973. Ba bước phát triển lớn về tổ chức cũng là ba bước trưởng thành vượt bậc về sức mạnh chiến đấu. Trong đó, giai đoạn từ 1954 đến 1964 xây dựng chính quy và đổi mới trang bị. Từ 1964 đến 1967 phát triển nhanh các quân chủng, binh chủng không quân, cao xạ, tên lửa, radar, thiết giáp, đặc công, pháo binh, công binh, thông tin. Và từ 1973 đến 1975 xây dựng các binh đoàn chiến lược lớn, các quân đoàn. Chính quân đội đánh thắng 2 trận Phai Khắt, Nà Ngần là nên đại thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4 năm 1975. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 4
tổ chức sau ngày thống nhất đất nước đã nhiệt liệt biểu dương cán bộ chiến sĩ và lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng suốt mấy chục năm ròng rã chiến đấu cực kỳ anh dũng, lập được những chiến công oanh liệt từ trận Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của quân đội ta, cùng với toàn dân viết nên bản anh hùng ca kỳ diệu của chiến tranh cách mạng Việt Nam. Đây là nơi lưu trữ hồ sơ tuyệt mật của quân đội. Đằng sau những cánh cửa bọc thép này là những bí ẩn của cuộc chiến tranh. Đoàn làm phim chúng tôi hy vọng từ đây có thể tiếp cận một số thông tin liên quan đến tướng Ẩn để giải mã những huyền thoại về ông. Những liên quan đến nhiều con người khác nữa thì không hẳn đều là chiến công khi được đưa ra ánh sáng, mà thậm chí có thể làm thương tổn đời sống bình thường của họ. Dù vậy, chúng tôi cũng cố gắng tìm hiểu gắn kết các sự kiện nhằm phác họa chân dung một con người đúng nghĩa đằng sau vỏ bọc của một nhà tình báo. Và cũng sẽ thể theo ý nguyện của tướng Ẩn: hãy để nhiều bí ẩn của cuộc chiến tranh mãi mãi nằm lại nơi đây. Bởi bản thân sự bí ẩn cũng là một thứ vũ khí bảo vệ con người. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải đã đặt tựa cho cuốn sách của bà là Phạm Xuân Ẩn, Tên Người Như Cuộc Đời. Hay giáo sư Larry Berman trong cuốn Điệp Viên Hoàn Hảo của mình cũng từng nhận định: tên của ông trong tiếng Việt có nghĩa là bí ẩn hay bí mật. Quả thật, tên của Phạm Xuân Ẩn cũng đúng như cuộc đời ông vậy. Ẩn viết hồi ký, chắc hẳn cuốn sách của ông phải là loại bestseller, vì những gì cá nhân ông đã làm, đã biết, đã can dự đều liên quan đến rất nhiều sự kiện lịch sử và đến rất nhiều người, phía bên này hay bên kia chiến tuyến, Mỹ hay Việt. Nhưng ngoài những báo cáo với tổ chức về thành tích công tác giai đoạn 23 năm làm tình báo trong cuộc đời, thì ông chẳng để lộ cho mấy ai biết. Ông Ẩn không hề có ý định viết hồi ký, dù Peter Ross Range, sếp cũ của ông ở tờ Time, còn nghĩ ra hộ tên của cuốn hồi ký ấy: Con Người Có Danh Dự, Cuộc Đời Phạm Xuân Ẩn. Ông không biết, không chỉ vì lý do nghề nghiệp, mà còn từ sở nguyện của một người muốn được sống thanh thản trong tuổi già, bỏ lại đằng sau một phần đời lạ thường. Trong khu vườn yên tĩnh của mình trên đường Lý Chính Thắng, ông chẳng giống với một người thuộc loại chọc trời khuấy nước, mà như bất cứ một ông già Á Đông nào, chỉ thích làm bạn với cây cảnh, chó chim và cá. Những con vật rồi đây ông sẽ giải thích với chúng ta rằng chúng đã dạy cho ông bài học gì để làm người và làm tình báo. Chúng tôi có thể mường tượng được thời trai trẻ ông Ẩn có nhân dáng như thế nào qua những dòng nhà báo Morley Schaefer của đài truyền hình CBS viết trong cuốn Hồi Tưởng Khi Trở Lại Thăm Việt Nam, ấn hành vào năm 1989. Ẩn rất ít thay đổi, nay đã 61 tuổi, trong anh vẫn ở cái tuổi cách đây 30 năm. Có thể nói dáng anh vốn lòng khọc, nay thêm gầy và khô đét. 10 năm sau, thời điểm chúng tôi quay những thước phim này, nhận xét ấy vẫn đúng. Cũng theo lời của Morley Schaefer, ông già hiền lành yếu ớt đang chậm chạp chăm sóc ngôi vườn nhỏ này là một bí ẩn lớn. Và vào thời điểm 15 năm sau ngày Sài Gòn được giải phóng, nhà báo Mỹ kia vẫn không thể hiểu được làm thế nào ông Ẩn có thể giấu được tung tích lâu đến như vậy, khi mà các mạng lưới tình báo khác lần lượt bị vỡ, bị lộ. Ông Ẩn đã bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng ra sao? Ông Ẩn làm cách nào chuyển tài liệu cho đồng chí của mình? Ông có sợ bị phát hiện không? Ông Ẩn đã làm gì trong những ngày chính quyền Sài Gòn sụp đổ? Ông có được quyền ra đi không? Sau thời điểm 1975 thì nảy sinh những câu hỏi khác như: ông Ẩn là ai mà được đại sứ Mỹ Raymond Vergard mời đến dự tiệc chia tay trước khi ông hết nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam? Khi biết ông Ẩn vì lý do sức khỏe không đến dự được, chính đại sứ Mỹ đến nhà ông để chào từ biệt. Ông Ẩn là ai mà bà tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh Amy Lynn Yamauchi đến chúc Tết vào dịp đầu năm?
ông là người thế nào mà sau năm 1975, cựu giám đốc CIA William Conby mấy lần muốn gặp mà không được? Tất cả những câu hỏi như thế đều đáng được giải đáp, không chỉ cho những nhà báo Mỹ như Molly, mà còn cho tất cả chúng ta. Người mang bí số X6 trong mạng lưới tình báo chiến lược H-63 phải có một chân dung, một nhân dạng cụ thể, chứ không thể chỉ được miêu tả qua những thành tích khô khan, những con số liệt kê quá trình công tác. Vậy mà giờ đây, trước mắt chúng tôi, con người có cuộc đời của nhân vật tiểu thuyết lại chỉ bộc lộ mình như một ông già thích làm vườn và cho chim ăn. Có phải trong bộ quân phục cấp tướng của quân đội nhân dân Việt Nam, ông mới đích thực là Phạm Xuân Ẩn, nhà tình báo huyền thoại? Câu trả lời là có, mà cũng là không. Bởi ông từng có lần nói với Molly khi người đồng nghiệp cũ muốn biết sự thật về con người ông. Sự thật nào mới được? Có một sự thật là trong 10 năm tôi là phóng viên cho tờ Time và trước đó làm cho hãng Reuters. Một sự thật khác nữa là tôi gia nhập cách mạng từ năm 1945 và là thành viên của họ từ đó với các chức vụ khác nhau. Hai sự thật đều thật. Cốc Bắc sinh Nam, trải qua thời niên thiếu ở Huế, con người này hội tụ đủ văn hóa của ba miền nước Việt. Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927 tại xã Bình Trước, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trong gia đình một viên chức cao cấp của chính quyền thuộc địa. Quê gốc của ông là Hải Dương, nhưng gia đình ông chuyển đến sống tại Huế khi nội tổ là nghệ nhân Kim Hoàn được gọi vào kinh đô chế tác đồ vàng bạc cho triều đình. Năm ông học lớp 3 thì được gửi về quê nội ở Huế. Ông gọi là đi đầy do không chịu học hành tử tế. Cha gửi ông cho ông giáo tiểu học, con nuôi của ông nội, nhờ kèm cặp. Nhưng ra Huế, tật ham chơi của ông vẫn không bỏ được. Tối nào ông cũng đợi xe lửa trong Nam ra để nhảy lên tàu ăn những cùi bánh mì giòn của khách bỏ lại. Rồi có những buổi lang thang bắt cá, rình bắt cả cọp con. Loại bài học ông thuộc nằm lòng nhanh chóng nhất không phải là những chữ nho của thầy giáo ở chùa, mà chính là những bài học sinh vật của ông thầy thiên nhiên. Đó là lý do vì sao ông Ẩn có được một vốn sống đa dạng rất cần cho cả hai nghề, báo lẫn tình báo. Hình ảnh của ông trong những ngày đó là một chú bé mê chơi. Sau này, ông từng hé lộ với Henry Cam, tác giả cuốn Thăng Long, xuất bản năm 1996. Khổng học trong ông già tôi nặng lắm, gốc từ thời ông bà ông cố ông sơ từ bao giờ. Tôi vô lớp bé đồng ấu về, ông nội hỏi: "Thầy dạy em đi học để làm gì?" Trả lời: "Dạ, để học tính, học đọc, học viết." Thế là ông đánh cho một trận: "Vì mày bỏ khúc đầu, thầy bao giờ cũng dạy tiên học lễ, hậu học văn." Từ nền tảng nho học không dễ tiếp nhận đối với một cậu bé quá hiếu động như ông. Ông làm quen với văn hóa Pháp, rồi văn hóa Mỹ sau này, để cuối cùng dung nạp cả ba nền văn hóa ấy thành một Phạm Xuân Ẩn. Ông tiếp nhận văn hóa Pháp dễ dàng hơn bởi cha ông Ẩn là kỹ sư công tránh cao cấp, làm công tác trắc địa trên khắp miền Nam, rất được giới công chức Pháp ở Biên Hòa nể trọng. Khi biết vợ của viên trắc địa sư sắp đến ngày sinh nở, vị giám đốc của nhà thương điên Biên Hòa mời bà vào đấy để bác sĩ Pháp trực tiếp đỡ đẻ. Không biết việc chào đời ở nhà thương điên có ảnh hưởng gì đến tính hài hước của ông Ẩn hay không. Chỉ biết tấm giấy khai sinh với những người chứng sinh toàn là quan đốc tờ Tây là một giấy thông hành có giá trị cho con đường tiến thân của ông. Năm 1948, ông học xong tú tài ở Mỹ Tho. Năm sau lên Sài Gòn đúng vào lúc nổ ra phong trào tổng bãi khóa và sau đó là phong trào Trần Văn Ơn. Nói trong phong trào Trần Văn Ơn,
Rất là đúng là cái đất đó bây giờ tôi gọi là giác ngộ lý luận gì thì không có gì đâu. Nhưng mà cái lòng yêu nước của tôi là từ rất nhiều thế hệ ở đất nước thì nó hun đúc lên. Nên lúc bây giờ anh Phạm Ngọc Thạch chính là anh ấy là chủ tịch thành phố mà là bí thư ấy, thì anh ẩn đến là cơ sở của anh Phạm Ngọc Thạch. Thế giờ ông Thạch cũng thấy thằng này nó lanh lợi, thế thì ông ấy lấy ông ấy dùng để phục vụ cho cái tìm hiểu cái quân sự của Pháp lúc ấy thôi. Thì rồi thì giao cho anh Cao Đăng Chiếm ấy, gia đình ảnh ấy là một cái gia đình nhà nho, từ ông nội cho đến ông già. Tuy là ông già là học trường công chính, làm agent technic, nhưng mà thì vẫn giữ cái đạo nhà nho. Cho nên nó có, tuy nó ấy như thế nhưng mà nó không có lai đi bao nhiêu. Cái gốc tức là tín nghĩa trung thực, những cái đó là cơ bản nó vẫn giữ, cái văn hóa Việt Nam nó vẫn giữ. Thắng một trận để thắng cả cuộc chiến. Trận đánh lớn nhất trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất diễn ra tại lòng chảo Mường Thanh, châu Điện Biên Phủ, giữa quân đội Pháp và quân đội nhân dân Việt Nam. Đến cuối năm 1953, sau 8 năm của cuộc chiến tranh Đông Dương, Pháp đã mệt mỏi và muốn tìm một chiến thắng quân sự làm cơ sở quyết định cho một hiệp ước hòa bình trên thế mạnh. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được ra đời để làm bẫy nhử, thách thức quân chủ lực Việt Minh tấn công. Và theo kế hoạch của Pháp, quân Việt Minh sẽ bị nghiền nát tại đó. Khi lập tập đoàn cứ điểm này, các tướng lĩnh Pháp và Mỹ đã đánh giá sai khả năng của đối phương và đều cho rằng Điện Biên Phủ là pháo đài bất khả chiến bại. Nhưng do đã huy động được nguồn sức người sức của rất lớn để đảm bảo hậu cần cho chiến dịch, là việc mà đối thủ cho rằng không thể giải quyết được. Sau 55 ngày đêm, quân Việt Minh đã phất cờ chiến thắng trên nóc hầm sở chỉ huy cứ điểm, bắt sống gần 10.000 tù binh Pháp. Đây là lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa châu Á đánh bại quân đội của một cường quốc châu Âu. Một ngày sau khi Pháp thất thủ Điện Biên, hội nghị Geneva bắt đầu bàn về vấn đề Đông Dương. Ngày 21 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết với nhiều văn kiện. Theo đó, các nước tham gia hội nghị tôn trọng quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Ngừng bắn đồng thời ở Việt Nam và trên toàn chiến trường Đông Dương. Sông Bến Hải, vĩ tuyến 17 được dùng làm giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt Việt Nam làm hai miền. Chính quyền và quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tập trung về miền Bắc, chính quyền và quân đội khối Liên Hiệp Pháp tập trung về miền Nam. 300 ngày là thời gian để chính quyền và quân đội các bên hoàn thành việc tập kết. Dân chúng được tự do đi lại giữa hai miền. Hai năm sau, tức ngày 20 tháng 7 năm 1956, sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước để thống nhất nước Việt Nam. Phái đoàn Hoa Kỳ Ngô Đình Diệm và quốc gia Việt Nam đã không ký vào hiệp định này. Nghĩa là khi ký hiệp định Geneva thì Mỹ và chính quyền nhìn của Pháp lúc bây giờ đó, thì nó đã bỏ hội nghị cái ngày ký đó, và cái chính quyền Ngô Đình Diệm với Mỹ là bỏ hội nghị Geneva. Hiệp định Geneva sau năm 4 thì nó có một cái điều kiện, nghĩa là quân đội của chúng ta đó, thì phải tập kết ra miền Bắc. Từ lễ chuyến thứ 17 trở ra. Thế còn miền Bắc thì hoàn toàn giải phóng. Miền Nam thì 2 năm sau sẽ trưng cầu dân ý về tổng tuyển cử. Nhưng mà Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm là hoàn toàn nghĩa là phá bỏ hiệp định thế này. Ngay từ đầu, ngay từ ngày đầu
nó hoàn toàn dùng cái lực lượng quân sự, cảnh sát mà tàn áp tiêu diệt các cái lực lượng kháng chính phủ cũng như là các cái người cộng sản. Không những nó đàn áp với một cái lực lượng cái là bạo lực phản cách mạng mà nó còn đòi bắt tiến, tức là tiến quân ra miền Bắc. Thế thì trong một cái điều kiện như thế, đáng lẽ ra đó, chúng ta phải có một cái hình thức đấu tranh võ trang để bảo vệ cán bộ đảng viên và các lực lượng cách mạng. Bị đàn áp như thế là bị tước bỏ cái khả năng tự vệ, cho nên nó là chúng ta ở một cái thế là yếu, bị động. Thì chỉ trong tức là 6 năm thì chỉ còn có gần 800 đảng viên chính thức sinh hoạt, mà trong đó thì chỉ có 4 chi bộ. Chung ý mà chắc là đúng như thế, sấm chặt trình quá, tức là 10 người chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Đó là cái tình hình nó bi bát, đáng như thế. Thậm chí nhiều khi là không nhận được báo cáo, là không muốn mở ra coi. Sau cuộc chiến Triều Tiên, Hoa Kỳ rất lo ngại về sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản tại Á Châu. Do đó, Washington quyết định trợ giúp Pháp tại Đông Dương. Và sau ngày Điện Biên Phủ thất thủ, Washington đã lên kế hoạch tiếp thu di sản tan hoang mà Pháp để lại ở Đông Dương. Sau Hiệp định Geneva, Hoa Kỳ chính thức can dự và Ngô Đình Diệm được chọn để cầm đầu chính phủ miền Nam. Chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Diệm bị giết chết vào tháng 11 năm 1963, các cố vấn của Tổng thống Kennedy biết là cần phải làm gì để cứu vãn, đặc biệt là chỉ còn một năm trước ngày bầu cử tại Hoa Kỳ. Dù Kennedy bị ám sát 3 tuần sau Diệm, người kế nhiệm là Lyndon Johnson chỉ việc tiếp tục những gì Kennedy đã khởi sự. Và thế là Hoa Kỳ tiếp tục nhúng tay vào Việt Nam ngày càng sâu hơn. Là vì Bác Hồ có nói một câu này này, thắng lại cái Điện Biên thì lớn lắm, nhưng tôi nói cho các chú nhớ thế này nhé, là thằng Mỹ nó bỏ ra 80% cho cái chiến tranh cho Pháp, mà dân Pháp thì nó có một câu rất hay, ce qui paie gouverne, tức đứa nào trả tiền thì nó là chủ. Thế cho nên chúng ta phải chuẩn bị có thể một cuộc chiến tranh với Mỹ. Ngay từ cái khi mà mới thắng lợi Điện Biên, tôi nói tại sao tôi chọn anh Ẩn là vì thứ này. Tôi chơi thân với Ẩn và tôi thấy cậu này có những cái cá tính hay lắm. Con người rất dứt dạt và châm biếm. Cái chính là tôi nhìn vào con người ta. Anh có trung thật không? Chân thật không? Là một. Mà anh làm những việc ấy rất khiêm tốn. Mà anh đối với những người ở xung quanh anh ấy, là nó phục. Tôi có đi chơi với Ẩn đến những cái nhà người bạn Mỹ của nó. Tôi thấy vợ con nó cũng thương lắm. Vợ con cái tụi Mỹ, sĩ quan Mỹ. Thì bản thân cái cậu sĩ quan Mỹ rất thương lắm. Lúc bây giờ Ẩn đương làm phiên dịch cho Mỹ. Tôi bảo rằng, mày mà đi làm cái này, nó chỉ cho mày đến chuẩn chuẩn tướng là tưởng đại tá hay chuẩn tướng thôi, thì mày cũng vẫn là cái thằng đi làm tay sai cho nó, chứ mày chưa phải là bạn. Bao giờ mày phải trở thành bạn của nó ta, thì mày mới có thể lấy được cái tài liệu lớn. Có nhiều cái ấn tượng khi tôi sống với Bác Hồ cái năm 45, Bác nói với các chú này, tôi dặn nhé, đừng có bao giờ mà chơi đùa với lại tụi nhà báo. Như thế là các chú, nó là cái tụi nó đến đâu cũng được, mà nó hỏi ai cũng phải trả lời. Thế cho nên tôi quyết là chọn cho cậu là cái người tự do. Người tự do là người làm báo. Và tôi quyết tâm là đưa nó đi Mỹ học. Đó. Mà về sau ấy, nó bảo rằng chưa ai mà nói với em rằng là sang đấy mà học cái văn hóa của Mỹ.
Nếu vào năm 1959, số người Mỹ tại Nam Việt Nam chỉ vào khoảng vài trăm, thì đến năm 1963, có 17.500 cố vấn Mỹ được gửi đến Việt Nam. Năm 1951, ngành tình báo chiến lược được thành lập. Phạm Xuân Ẩn trở thành một trong những hạt giống đầu tiên được chọn để gieo vào đất của đối phương. Cuộc đối đầu với người Mỹ đã khởi sự, mà lưới tình báo khi ấy chỉ được chuẩn bị để đối phó với người Pháp. Gửi Phạm Xuân Ẩn sang Mỹ học là phương cách tối ưu để hiểu rõ kẻ thù từ bên trong, và cũng để tạo được vỏ bọc tốt nhất cho một guồng máy với nhiều yếu nhân được đào tạo chính tại nước Mỹ. Và người cầm đầu chính phủ Sài Gòn cũng từ Mỹ trở về, đó là Ngô Đình Diệm. Và tháng 7 năm 1954, dưới áp lực của Mỹ, được Bảo Đại đưa lên làm thủ tướng để một năm sau thực hiện cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng Diệm đã lật đổ Bảo Đại, ngồi vào ghế tổng thống đệ nhất Cộng hòa, mở đường cho sự can thiệp của người Mỹ vào Nam Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower đã lập tức tuyên chuyển tướng Collins, cựu tham mưu trưởng lục quân đại diện Hoa Kỳ tại NATO, tới ngay Sài Gòn. Bằng sự hậu thuẫn ấy, chính quyền Ngô Đình Diệm phớt lờ khát vọng thống nhất đất nước của nhân dân miền Nam, để tập trung vào cuộc chiến thống nhất quyền lực nổ ra với các lực lượng thân Pháp và các phe đảng giáo phái tại Sài Gòn. Sài Gòn mà ông Phạm Xuân Ẩn tạm biệt vào cuối năm 1957 để lên đường sang Mỹ học là mảnh đất của những cuộc hỗn chiến như thế. Tôi coi cái ngày tình báo nó như là anh làm một cái giật bờ tịch chứ, mà cái người lãnh đạo là cái người viết cái kịch bản, mà tôi thường gọi là cái định hướng cái đường lối hoạt động. Đấy, cái đối tượng của anh là đấy, anh làm sao anh vào cái đối tượng đấy mà nó chịu anh, nó thân thiết với anh. Thế thì mình định hướng cho nó cái đó thôi. Thế còn để nó đi được đến đấy hay không ấy là hoàn toàn là tự nó. Trực tiếp với chú Phạm Xuân Ẩn là chú Mười Hương. Thế thì khi chú Mười Hương gặp chú ấy, thì bảo bây giờ có cái tình hình nó như thế thì nên cho đi học thằng chú. Thì lúc bây giờ đã là sứ ủy chỉ định chú nên thay chú Văn Viên chỉ huy cái lực lượng tình báo phản gián ở đây. Thế chú Mười Hương hỏi, gặp chú hỏi ý kiến thì chú đồng ý ngay. Thế ông bảo rằng là chú Mười Hương nói bây giờ nhưng mà phải có tiền để cho chú Ẩn đi mới được. Hỏi tiền là bao nhiêu thì chú nói chú là 80.000. 80.000 lúc bây giờ là đối với mình là lớn lắm rồi. Cuối năm 56 thì là trong đó nó có đề nghị đưa tôi đi Mỹ học trong quân đội, thì cấp chỉ huy nói thôi vì học quân đội không lợi, vì anh là cái loại hạ sĩ quan mà đồng hóa, rồi anh ở trong quân đội mà đối phương như vậy thì bao giờ anh lên được trên, mà cái nhiệm vụ tình báo chiến lược là ăn sâu đi sâu trèo cao đó. Nhưng mà Mỹ thì nó đề nghị đi, thì tôi nói thôi được rồi, vậy thì bây giờ mấy ông quyết định cũng không về hải quan nữa, mà cái hướng là phải đi cái mới, mà cái hướng là đi theo Mỹ rồi đó, là quyết định như vậy thì anh làm sao đó là anh đi, cái chuyện anh đo. Thì lúc đó tôi mới là xin thôi, đồng thời là xin học bổng. Thì nhờ cái đám đó đó, cái đám của phái bộ quân sự Sài Gòn, nó giới thiệu là xin cho học bổng đi qua Mỹ học. Nhưng mà nó kẹt cái chỗ là cái hội đồng du học nó lại không cho tôi đi. Thành ra tôi phải trả cái học bổng đó, học ở Đại học Columbia. Rồi xong là đi tự túc. Đi tự túc như vậy là đảng phải trả tiền, mà tốn lắm chứ không phải dễ đâu. Vừa tiền máy bay, quần áo. Đầu 57 mà chính thức cho thôi, trong quân đội của đối phương nó mới cho thôi. Rồi về đó anh phải vận động mãi cho tới cuối 57, gần cuối 57 là mới đi học được. Thì cái nhiệm vụ sang là học không phải là học để lấy bằng cấp, nhưng mà sang anh học cái môn gì đó để anh tồn tại. Anh học cái môn nào mà anh thấy tồn tại được. Thứ hai là trong bên phía Mỹ là nó dự trù, nó đưa tôi đi học cái trường về chiến tranh tâm lý và báo chí rồi, và tình báo. Nhưng mà tôi không đi, thì cái học bổng về học chính trị cũng không đi được. Thành ra đi tự túc. Mà tự túc á thì nó rất khó, chứ không phải dễ. Là ở chế độ Sài Gòn lúc đó là anh tự túc thì cái môn nào mà Sài Gòn chưa có, tôi mới cho anh đi.
Còn nếu đại học Sài Gòn có là không cho anh đi. Đấy. Thì anh phải lựa cái gì bây giờ? Anh phải lựa báo chí là cái môn ở Sài Gòn chưa có. Đại học không có cái môn đó. Thì ông đi. Nhưng mà tôi cũng thích báo chí vì từ lúc tôi ở trong quân đội tôi có viết một số bài. À, mà nó phát tôi thẻ báo chí đàng hoàng. Nhưng mà phải có cái giới thiệu của cái phái bộ quân sự này. Và nó giúp cho mình. Mọi đối với phía Mỹ là nó dễ rồi. Còn đối với phía Ngụy là nó rất khó. Thì anh phải qua cái số ủng hộ giúp đỡ quen biết của gia đình và của cái nhóm này. Cái nhóm phái bộ quân sự này nó mới giới thiệu. Thì bên nay nó mới chịu cho đi. Nghĩa là cuối 56 anh đã chuẩn bị. Mà cho tới cuối 57 anh mới được có cái giấy phép đi học. 30 tuổi, Phạm Xuân Ẩn đến nước Mỹ, nơi ông sẽ tiếp nhận nền văn hóa thứ ba để hình thành hoàn chỉnh một tính cách đặc biệt khó nhầm lẫn ở ông. Sau này, ông nhiều lần thú nhận rằng ông học được rất nhiều điều trong 2 năm ở Mỹ. Và thời gian học ở trường báo chí Orange Coast tại quận Cam của bang California ảnh hưởng lớn đến cả cuộc đời ông về sau. Thế thì bây giờ anh học cái gì cho nhanh nhất? Mà cần nhất là anh hiểu Mỹ, văn hóa Mỹ, nguồn máy chính trị của Mỹ, nguồn máy kinh tế, những cái đó. Còn nguồn máy quân sự thì bên nay đã hồi trước rồi, đã làm thì tương đối cũng hiểu, tương đối thôi, chứ còn hoàn toàn hiểu là cũng chưa hết đâu. Thì bây giờ đã tình báo chiến lược, tôi là anh nghiên cứu hệ thống, phân tích hệ thống và coi nó hoạt động như thế nào. Thì cái chỉ thị ở trên là như vậy. Câu nói của ông về quãng thời gian học ở Hoa Kỳ thường được các ký giả Mỹ trích dẫn là: họ chỉ cho tôi cách nhìn mọi sự theo con mắt của người khác, phê phán bản thân mình trước hết. Họ dạy các thế hệ biết lao động, biết trở về với thực tế. Phạm Xuân Ẩn chứng tỏ là một sinh viên hấp thụ nhanh văn hóa Mỹ. Ông được nhiều bạn bè quý mến, thậm chí có lúc ông đã có ý định lấy vợ Mỹ. Phạm Xuân Ẩn biên tập và viết cho báo sinh viên Barnacle. Thế nhưng giữa lúc ông đang được tổ chức Asia Foundation, được CIA dùng cho các hoạt động văn hóa giáo dục, trao học bổng thực tập, quan sát và học hỏi thêm về cách làm báo tại nhật báo Sacramento Bee ở thủ phủ bang California, nơi ông có dịp gặp thống đốc Edmund Brown, thì bên kia trái đất, hàng loạt lãnh đạo quan trọng của ngành tình báo sa lưới kẻ thù. 80.000 đảng viên cộng sản ở lại miền Nam đều bị khủng bố, bị tù đày, bị thủ tiêu. Khi mà mình nghe thấy tình hình này kia nó lộn xộn nhiều rồi, thì là tôi viết thơ về, tôi thỉnh thoảng tôi hỏi má tôi là chứ anh hai, anh ba, anh hai tức là ông Mười Hương, anh ba tức là ông Tư Tùng, tức là ông Dương Minh Sơn đó, lời thăm má thế nào, ông làm sao. Thì má tôi viết 2-3 lần rồi, mấy anh đi xa lắm, không có lợi đây nữa đó. Thành ra con đừng có hỏi thăm mấy anh chi, tôi hơi là lạ cho đó. Nhưng mãi tới hồi sau đó, thằng em tôi nó ở tù ra đó, cái chuyện nó xảy ra là đầu 58 rồi. Nhưng mà tới khi thằng em tôi nó ở tù nó ra, vậy là gần cuối 58, thì cỡ gần đầu 59 là có Tết. Thì nó Tết thì không có chuyện gì vui. Thôi thì em kể một chuyện vui hồi xưa cho anh nghe, chuyện đời xưa. Thì nó mới kể cái chuyện đời xưa. Là cái ông già đó, ông già rồi, ông yếu lắm rồi, ông có nuôi 2 đứa con nuôi. Thì 2 đứa con nó hay đi vô rừng, nó bắt con này con kia nuôi ổng. Thì một hôm nó đi vô rừng bắt như vậy là gặp một con quái vật, thì thằng em nó bị bắt luôn. À, thằng anh nó chạy thoát, nhưng mà thằng anh nó thương thằng em. Thì thằng anh mới đi tìm thằng em. Thằng anh đi tìm thằng em thì đi theo có một con két bay ở trên hướng dẫn và một con chó chạy theo, con chó sù và một con két. Nhưng mà rủi thay ông đi vô tìm thằng em lại không được, mà lại bị bắt luôn. Và con chó và con két nó đem nó bay đi, con chó chạy mất và bị thú khác rừng ăn. Là bị thế này, trước khi tôi đi á, tôi cho Mười Hương một con két và con chó sù, tôi biết đúng ngay rồi, là nghĩa là cái hai ông như vậy là bị hết rồi, là bị bắt luôn. Không thể nào khai được,
khai thì mình thà chết đi còn ấy hơn, không còn hạnh phúc gì ở trong đời nữa. Chính là cái nó giữ tôi. Tôi đúng có trao đổi với anh Nguyễn Đức Thuận, tôi bảo ông thì còn nghĩ đến chủ nghĩa thế này kia, chứ tôi đấy quá đâu. Tôi chỉ là một là tình bạn, hai là đứa con. Cái đó giữ lòng tôi lại. Tôi không thể nào làm cái việc được. Mà tôi rất sợ là sau này tôi gặp con tôi không nhìn thẳng mặt nó được. Chín hầm thật ra chỉ có 8 hầm và một nhà gác thuộc ấp Mũ Tây, làng An Cựu, xã Thủy An, thành phố Huế. Cách trung tâm thành phố khoảng 6 cây số về phía tây nam, dưới chân núi Thiên Thai. Đây là kho tàng vật liệu vũ khí chiến tranh do quân đội Pháp xây dựng từ năm 1941. Từ năm 1954, Ngô Đình Cận dùng nơi này để biệt giam những người cộng sản và một số người dân Huế đấu tranh chống chế độ độc tài gia đình chị họ Ngô. Các hầm được phân bố trên 2/3 quả đồi, cửa hầm hướng xuống chân đồi, hầm có hình chữ nhật. Chỉ hầm số 1 chìm sâu xuống lòng đất, các hầm còn lại đều nổi lên mặt đất từ 1/3 đến 2/3 chiều cao. Hầm được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt sắt, trần dày đến nửa mét, ngăn thành nhiều dãy xà lim tối đen và chật hẹp như chiếc áo quan, vì chỉ có một lỗ thông hơi nhỏ. Bị đưa vào đây có nghĩa là người tù sẽ bị chôn sống. Sau năm 1975, chín hầm và ngôi biệt thự của Ngô Đình Cận gần đó được công nhận là di tích lịch sử. Thì hầm là Pháp hầm chứa vũ khí để đánh Nhật, nhưng mà không kịp lấy vũ khí ra để dùng. Thế thì đến cách mạng tháng 8 thì bộ đội mình vào quét hết vũ khí, thì vào tay cách mạng. Thế là cái hầm bị bỏ, mà không ai dùng nữa, không ai nói chín hầm nữa, chín hầm bỏ không. Nhưng đến Ngô Đình Cận thì nó lên đó, nó lập đường riêng ở ngay cái chỗ mà làm cái hầm lốp người đó, cách để ngược cái số có cái nhà trồng cam. Đấy là cái đường rừng cam, ở đấy có cho người không cần biết, nhưng mà đấy là cái đường rừng cam của mình là chỗ chơi, mà bên dưới là cái hầm. Thì cái hầm như tôi tả đấy là cao 6 mét, thì Ngô Đình Cận nó nhìn thì dùng chỗ này mình lốp được cổng là tốt nhất, mà kín nhất thì không ai biết. Thế cả cái vùng nó nông cho chế thái tai nó rào lại cả cái vùng rộng, nhưng rộng hàng mấy quả đôi thì là ít nhất là to bằng một cái phương một xã mà rào chế thái tai hết, dân không được thôi. Thế cho nên suốt những năm mà chúng tôi trong hầm là dân không biết, không ai biết, trong tù cũng biết. Thế là thành một cái hoàn toàn như vậy. Tôi chỉ biết còn một cái hầm từ đầu đến cuối thôi, mà tôi không biết là có chín hầm đâu, ở đây làm sao biết. Sau này về thả ra rồi mình mới biết là có chín hầm. Tại nhà bảo tàng Tổng cục 2 quân đội ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, trong gần 6.000 hiện vật gắn liền với những chiến công thầm lặng của người chiến sĩ tình báo, có chiếc áo bao tải của ông Minh Vân mang về từ tử ngục chín hầm. Nhưng còn nhiều con người khác âm thầm ra đi mà không để lại gì. Việc có người vẫn sống sau khi đi qua những địa ngục trần gian, nếm trải đủ mọi cực hình tàn khốc như thế, có thể xem là những bí ẩn về giới hạn chịu đựng ở con người. Đấy là thời gian nhiệt độ chính trị miền Nam nóng theo từng ngày. Ngày 21 tháng 8 năm 1956, Ngô Đình Diệm ra sắc luật 47, tuyên án tử hình những hành vi phá rối trị an có liên hệ với cộng sản. Một năm sau đó, ngày 6 tháng 5 năm 1959, Diệm ban hành luật 10 năm 9 khét tiếng nhằm diệt cộng và thiết lập tòa án quân sự lưu động để kéo lê máy chém đi xét xử những người yêu nước. Chỉ có hai mức án là tử hình và khổ sai chung thân. Tháng 4 năm 1962, Quốc sách ấp chiến lược ra đời trên cơ sở của chương trình ấp chiến lược do Robert Thompson, một chuyên gia Anh làm cố vấn, nhằm tách rời du kích ra khỏi dân nông thôn. Tất cả các ấp đều được rào cản kiên cố, mỗi ấp có một hoặc nhiều chòi canh, các cổng ra vào được canh gác cẩn mật. Cùng với chính sách gia đình trị của họ Ngô, toàn miền Nam như một ấp chiến lược khổng lồ. Để có thể hình dung về những ngày đó, có thể nhắc lại câu chuyện diễn ra ngày 11 tháng 9 năm 1963,
trong buổi họp Ban Tham mưu Nhà Trắng sau khi bàn về công điện số 478 của Đại sứ Capotlos về hiện tình Nam Việt Nam. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mark George Bundy đã buột miệng. Đây là lần đầu tiên thế giới phải đối diện với sự điên rồ tập thể của một gia đình cai trị, chưa hề thấy sau thời các Nga hoàng. Cũng may là mấy ông bên nhà là bị bắt không có khai, ông Mười ông cũng không có khai, mà ông Tư Tùng cũng không có khai, mà thằng em tôi bị bắt chung với lại ông Tư Tùng, tức là ông Dương Minh Sơn cũng không có khai. Đó, như vậy là tương đối là nó an toàn. Thế nhưng mà lấy gì bảo đảm như là, thì đúng ra là tôi còn thêm 2 năm nữa kìa. Nhưng mà tình hình nó rắc rối lắm, thì nó qua khó khăn là lúc đó là mấy đồng chí bên đây bị bắt hết, không có một cái lưới tình báo nào ở đây không bị vỡ. Nhớ từ 57 cho tới 60 là dính hết. Còn tôi là Mike ở Mỹ, thành ra là nó thoát rồi. Thế bây giờ ông ở đó là ông kẹt như vậy thì ông làm sao ông về? Ông về thì ông có biết bên này là khai tới đâu rồi là không đâu. Mà ông lẽ ông ở bên đó, ông có thể ông đi qua Pháp cũng được, ông đi xuống Mexico cũng được, ông xuống Cuba cũng được. Cuba lúc đó là nắm chính quyền là cuối 58 rồi. Thế nhưng mà anh là một cá nhân, một cá thể trong một cái tập thể lớn, mà tập thể lớn của anh là tình báo. Mà nếu không có cái chỉ đạo của chung thì cái riêng vứt mẹ nó đi rồi. Chúng ngày đêm ngày hai anh chí thì em có đi họp nữa không? Tất cả những con người này đều thuộc về tập thể lớn mà ông Ẩn vừa nhắc đến. Họ không chỉ là những người hùng của quân đội nhân dân, nhiều người trong số họ còn là yếu nhân của chế độ Sài Gòn. Họ chính là những thành viên của một mạng lưới tình báo từng gửi về thành Hoàng Diệu những tài liệu đã khiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải thốt lên: chúng ta đang ở trong phòng chiến tranh của Nhà Trắng. Bộ quân bí mật này đã làm kinh ngạc cả thế giới. Ngay trong một tài liệu mật của quân đội Sài Gòn, đối phương đã phải thừa nhận: từ trước tới nay, loại trừ tiểu thuyết tình báo, chưa bao giờ có những tổ điệp báo thành công đến như thế. Chúng tôi không muốn nói đến sự thành công trong việc xâm nhập và leo cao, len vào các cơ quan then chốt. Điều mà chúng tôi nêu lên ở đây là sự thành công của họ quá tốt đẹp. Những tin tức chiến lược mà cảnh sát quốc gia biết họ đã cung cấp có giá trị giúp cho Hà Nội có những dự kiến chắc chắn, kiểm định chính sách của họ đối với chiến tranh hiện nay. Tất cả những con người này đều xứng đáng được gọi là những anh hùng. Vì nếu một người lính bình thường có cơ hội được vinh danh sau khi chết, thì những chiến sĩ trên mặt trận tình báo phải chấp nhận khả năng hy sinh trong một danh tính xa lạ, thậm chí là vô danh. Nhiều người anh hùng như thế đã phải vắng mặt trong cuộc hội ngộ này, nhưng cũng rất có thể họ đang họp mặt với đồng đội trong một hình thức khác của sự sống. Chúng tôi xin kết thúc tập phim Đường đến đất Mỹ này bằng một câu chuyện được dẫn từ cuốn sách Một điệp viên hoàn hảo của giáo sư Larry Berman tại Đại học University of California, Davis, vừa ấn hành tháng 4 năm 2007. Cuối năm 2003, khi khu trục hạm Mỹ USS Vandegrift trở lại Sài Gòn lần đầu tiên từ khi chấm dứt cuộc chiến Việt Nam, ông Ẩn được sứ quán Mỹ mời thăm tàu. Ông mãn nguyện nói với tác giả rằng giờ đây ông có thể vui lòng nhắm mắt, vì chiến hạm được coi như một phần đất thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ. Nên sự kiện này được hiểu là sau gần nửa thế kỷ, cuối cùng ông Ẩn cũng đã đặt chân trở lại đất Mỹ, nơi ông học được những điều quý giá để có thể bắt đầu phần đời huyền thoại sau đó của mình. Trong bài viết Người gián điệp vốn yêu chúng ta của nhà báo Thomas Bass đăng trong tạp chí The New Yorker số ra ngày 23 tháng 5 năm 2005, tác giả cho rằng Phạm Xuân Ẩn là người Việt Nam đầu tiên sống ở quận Cam của bang California, nơi sau này có mật độ người Việt cao nhất nước Mỹ.
những bức ảnh chụp ông hồi thập niên 1950 cho thấy một thanh niên dễ mến, khỏe mạnh, thích tham gia vào các hội nhóm sinh viên. Ông yêu nước Mỹ và còn yêu một cô gái tóc sáng tên Lee Mayer, vốn là chủ bút và là người dạy ông viết văn ở tờ The Barnacle của trường. Trong tờ báo này, thỉnh thoảng ông viết vài bài như bài điểm cuốn phim Người Mỹ Trầm Lặng của Graham Greene. Phạm Xuân Ẩn kể với Bass rằng hai năm sống ở Mỹ, trong đó có cả thời gian làm việc nội trú ở tờ Sacramento Bee và ở Liên Hiệp Quốc, là thời gian duy nhất trong đời mà ông không phải lo lắng băn khoăn. Ông còn nói: tôi có hai tình yêu giống như Josephine Baker vậy. Tôi yêu đất nước tôi và tôi yêu nước Mỹ. Khi cuộc chiến qua đi, tôi muốn họ xích lại với nhau. Đa số mà sinh viên nước ngoài qua học á, thì nó không rành mà nó kể bị đó, là gồm có Pháp, có này, có Iran, Iraq, rồi Nam Mỹ Latin, nó qua đó cũng học bên đó. Thì cái giờ học Anh văn thì tôi đăng ký học Anh văn cho nó thêm, cho nó giỏi thêm. Thì khi chấm bài rồi bà thấy giỏi. Mà cái lĩnh của mấy ông này ra lĩnh là cũng ác. Rồi qua bên tập trung học thiệt giỏi, đặng cho nó tốt. Thì mình lại là vậy rồi. Thứ hai là mình cái loại bộ đội mà nó rất là đơn giản, mình sống theo cái kiểu mà trong ngành tình báo là ông Mười Hương đã dạy rồi, kỹ rồi. Tiền, tình, tù, mấy cái đồ đó là không có bao giờ để cho nó bị ảnh hưởng. Cứ tập trung học cho thiệt giỏi cho tốt. Cái quan niệm của mình là cái quan niệm xưa. Anh học giỏi cho tốt thì là theo cái phương thức cha mẹ dạy con đây như Việt Nam vậy. Thì bà này bà lấy làm lạ, bà thấy sao này không đi chơi, bà thấy đã giỏi rồi mà lại đăng ký học. Như vậy là bà phân tích, bà tính là nó làm cái gì khác chứ đâu phải để học thêm tiếng Anh đâu. À, tôi nói không, môn chính của tôi là, khi tôi dạy đến bà thế này nè, môn chính của tôi là báo chí mà tôi viết bằng tiếng Anh. Thì như vậy là tôi phải học thêm tiếng Anh. Họ nói nhưng mà tôi đếm, tôi chấm bài tới tiếng Anh, anh rất giỏi rồi. Thì anh cũng không cần học, anh học mấy môn khác cũng được. Thì nó cho, nó lý luận là vậy, nó dự đoán là mình lấy cho có chừng thôi, để mình làm cái gì khác. Cái thứ hai là nó điều tra, nó dòm thấy là không đi chơi. Ở trong trường Chủ nhật, cái thứ bảy gì vậy, trưa, tối, mà học. Thành ra là bà cứ hỏi tới, hỏi hay là anh làm cái gì khác. Tôi nói không. Đó, như vậy tôi kể bà nghe, rồi sau đó bà nói tánh tôi thì hay nghi, vì đa số là chơi, học chơi vui này kia, nhảy đầm này, anh cũng không ham lắm nữa. Thì như vậy là tôi nghĩ là anh chắc phải tính cái gì lớn hơn. Tôi nói không phải, tôi muốn học rồi tôi về bên nước tôi đóng góp vô mà. Đó, thì là tôi phải học cho tốt. Đấy, quan niệm của Khổng học của tôi là cái Nho giáo. Lúc đó bà mới nói sợ gì, tôi nghi là vì thế này nè, tôi trước là tôi làm tình báo trong Thế chiến thứ hai, hết rồi tôi về tôi đi dạy học, nhưng mà tôi cũng có nhiệm vụ tôi theo dõi. Thì bà nói thật, hay là mình thấy à, thế này là học giỏi quá là cũng chết. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, ông Ẩn vẫn nhớ rõ về thời điểm tháng 10 năm 1959, khi ông đang băn khoăn không biết phải làm gì kế tiếp, ở lại tiếp tục học hay về nước, thì nhận được tấm bưu thiếp của cô bạn Ly, trên đó chụp đảo tù Alcatraz với những chòi canh đầy đe dọa và những bức tường lạnh lẽo. Và ông sợ rằng phải chăng tấm bưu thiếp ấy mang hình ảnh báo trước cảnh tù ngục đang chờ đợi ông trở về. Cuối cùng ông quyết định đánh một canh bạc với số phận. Tới 56 mà anh chưa thi hành hiệp định thì ngoài Bắc có thể, đây là nó đoán, dự đoán của Mỹ, là nó có thể là anh vi phạm cái hoàn toàn miền Nam là không thi hành rồi gì nữa, thì nó đưa quân chính quy ngoài Bắc quấn vô, anh làm sao anh đỡ. Thế nhưng mà tới 59 là tôi còn bên Mỹ đó. Thì bên tù Mỹ bên đó nó cũng nói là nước mày sắp có chiến tranh lớn, thì nó nghiên cứu nó biết là lúc đó mình đã có nghị quyết là du kích, cho phép quấn du kích rồi, cho phép quấn quân sự rồi. Thì như vậy là gì? Là ngoài Bắc không có đưa đại quân vô quấn thẳng như cái hiệu Bắc Triều Tiên mà quấn xuống Nam Triều Tiên. Như vậy là cái dự đoán của nó sai rồi. Thì sau cùng anh phải quyết định thôi. Anh quyết định là anh về, thì cũng như là anh quấn bài cho nó vậy thôi.
Ít ai đi xa trở về quê hương trong tâm trạng căng thẳng như Phạm Xuân Ấn. Nhưng không có gì xảy ra, nghĩa là có thể tất cả những đồng đội, những người lãnh đạo mạng lưới đang chịu khảo tra tù đầy đều không khai báo gì về ông. Được hay mất trong canh bạc này tùy thuộc vào sự chịu đựng của các đồng chí mà có người ông còn chưa biết mặt. Khi anh về sân bay không bắt rồi, mà tôi có dặn trước rồi, cho mời bạn bè ra đón cho đông, đằng khi nó bắt tại đó thì thế nào cũng có người thông báo cho mình hay là tôi về nhưng mà bị bắt, đằng đừng có mở liên lạc nữa. Thành ra về nhà rồi thì cũng không xảy ra, thì mau mau là anh đi xin việc làm. Thì bây giờ ông giải quyết như thế nào? Ông giải quyết là ông quấn bài thẳng, ông xin vô làm cái chỗ nào mà khó nhất để cho nó điều tra cho cẩn thận. Nếu nó chịu cho ông vô làm, tức là nó phải đưa điều tra, thì tôi xin vô làm ngay phủ tổng thống và sở nghiên cứu chính trị, tức là cơ quan mật vụ. Lúc đó bác sĩ Trần Kim Tuyến thì nó giao cho bên ông Đỗ Mậu, tức là an ninh quân đội, điều tra lý lịch, điều tra hết tất cả rồi và nó chấp nhận cho vô làm với lịch cấp bậc chuyên viên, ăn lương chỉ số 420, tức là ngang cử nhân. Thế thì vô làm trong đó thì là nó biệt phái qua Việt Tân Xã. Biệt phái qua Việt Tân Xã để làm gì? Vì tôi học báo chí, đồng thời Mỹ đương chuẩn bị mở một cái khoa báo chí, là cái cơ quan Asia Foundation mở cái khóa báo chí đó, thì nó viện trợ cho Việt Tân Xã và nó cần một người Việt Nam đã học báo chí bên Mỹ về giúp cho nó. Trần Kim Tuyến giao Phạm Xuân Ẩn sang trông coi những phóng viên Việt Tân Xã làm việc ở nước ngoài. Số này hầu hết là gián điệp và luôn quan niệm nghề báo đang cản trở công việc chính của họ. Ông Ẩn thì trái lại, ông tìm thấy ở đó vỏ bọc tuyệt hảo để tiếp cận những nguồn tin quan trọng. Thì bây giờ là nó đối phó với du kích. Thì đối phó du kích là cái gì? Là anh phải có một cái kế hoạch, nhưng mà kế hoạch anh tìm chưa ra. Anh chỉ biết ý đồ nó là có rồi đó. Thì anh phải đoán cái đó là nó có. Tức là cái học thuyết của nó là gì? Dùng người địa phương nắm chính quyền và xây dựng cái quân đội chính quyền. Mỹ chỉ đứng ở ngoài tham gia và chỉ huy và hướng dẫn thôi, chứ nó không có tham gia. Cái đó là cái chủ trương từ xưa tới giờ, cái đó là học thuyết chiến tranh, mình gọi là thực dân mới là vậy. Chứ thằng Pháp là nó đi thẳng vô, thằng Anh là nó đi thẳng vô, nó nắm chính quyền. Thế bây giờ anh lập một cái chính quyền, anh lập một cái quân đội, thì bây giờ đối với chiến tranh du kích này anh phải có cái học thuyết. Thì cái học thuyết của nó là gì? Anh dùng quân đội đó, bây giờ đối phó cái đó thì ông phải làm cái kế hoạch. Thì cái kế hoạch đó nó gọi là kế hoạch chiến lược đối phó cái đó. Từ cái chiến lược đối phó với cái chiến tranh du kích này thì ông phải lập chương trình để thực hiện cái chiến lược này đáp ứng với cái học thuyết kia. Thì bây giờ trên những cái lý luận đó của Mỹ nó cũng ra làm, ai cũng làm vậy. Thì ông Hòa ông tìm những người hiểu những cái đó để nói chuyện và ông chờ. Như vậy là ông có thể báo cáo là nó đương chuẩn bị đối phó với cái đó, cho tới khi nó có tài liệu căn bản đàng hoàng, tức là chương trình làm cái đó, tức là kế hoạch chống chiến tranh nổi dậy. Lúc bây giờ thì đồng chí Phạm Xuân Ẩn mà chúng tôi lúc bây giờ đặt là X6, sau này lại đặt lại là 2 Trung, thì ở Mỹ đã về, nhưng hai bên đều không tìm nhau, chưa tìm nhau được. Do đó là cái nhiệm vụ làm thế nào là tìm được cái đồng chí 2 Trung, tức đồng chí X6 Phạm Xuân Ẩn. Thì qua những cái công tác tìm hiểu địch ở thành phố, cho nên chúng tôi đã gặp được đồng chí là đồng chí Số Thảo. Và đồng chí Số Thảo là người mà chúng tôi làm cái liên lạc để mà móc cái đồng chí Phạm Xuân Ẩn lên. Nắm được tình hình rất nhiều, mà nội bộ địch thì bắt đầu lũng củng và nó có thể đi tới đảo chánh. Mà tin tức thì nắm rất chặt rồi, nắm trong tay nhiều lắm. Thế nhưng mà không biết làm sao mà để mà chuyển. Nhưng mà cũng nhờ cái tổ chức của cái chị Tám Thanh đó, thì của bên phụ nữ Nam Bộ đó,
thì mới dẫn tôi vào trong đó để mà dự cái lễ 20 tháng 12. Thì từ đó tôi mới đề đạt, tôi mới lên nhờ chị Thanh nói với các đồng chí mà coi như là sứ ủy nam bộ nam kỳ lúc đó, thì các anh mới là cho anh Bình, sau này chết rồi anh Bình mới liên lạc cho tôi, thì mới tìm được anh cán sứ kia anh Kiếm. Kiếm anh Kiếm thì tới trường tôi cũng lên trên bến cát á, bến cát đó tôi gặp anh Kiếm, anh Kiếm về kiếm anh Hạnh, thì chúng tôi mới đưa anh Hạnh vào trong Phú Hòa Đông. Khi chúng tôi móc đồng chí Phạm Xuân Hạnh lên á, thì có đồng chí, gồm có những đồng chí mà dự lúc bây giờ là có đồng chí Sâu Dân, tức là Võ Văn Kiệt, đồng chí Cao Đăng Chiến và tôi là người giữ ngang. Thì mới biết rằng đồng chí Phạm Xuân Hạnh khi về, khi đã về tới Sài Gòn muốn tìm nhưng mà tìm cũng chưa có, vì lúc bây giờ cái tình thế rất khó khăn. Thứ hai nữa, đồng chí báo cáo những cái quan hệ, thì đồng chí quan hệ rất là cao, từ những cái Mỹ mà bọn chỉ huy của Mỹ, còn Diệm thì kể cả những tay chân Diệm và kể cả Nhung, nên là Ngô Đình Nhung lúc bây giờ là quan hệ rất tốt, thường xuyên, và đồng chí đã nắm được rất nhiều tin tức bí mật. Thì lúc bây giờ là làm việc rồi thì các đồng chí đánh giá là đây là một đồng chí đã được đảng và tình báo tổ chức qua Mỹ học, để từ Mỹ về thì bây giờ bắt được liên lạc, nó đã thấy được cái ánh sáng của cái công tác sắp đến. Dấu tài ba đến mấy, tài liệu lấy được quý giá đến mấy, theo ông thì tất cả cũng vô nghĩa nếu chúng không được chuyển đến đúng địa chỉ. Một mạng lưới được dẹp chặt chẽ để tất cả những thông tin từ ông thu thập được nhanh chóng theo đó phải đi đến nơi cần thiết trong thời gian ngắn nhất, an toàn nhất. Trong số 47 giao liên của lưới H63 có nhiệm vụ chuyển tài liệu của ông Phạm Xuân Ẩn ra khỏi Sài Gòn, có 27 người bị bắt và bị thủ tiêu. Thì đó tôi anh nhớ nè. Đó. Đi xe vô bóng đỏ đó, đi nhà mai là đi. Thì liên lạc nữa, có nhờ chị. Người phụ nữ này được ông Trần Quốc Hương tuyển chọn làm giao liên cho ông Ẩn trong những ngày đầu kháng chiến. Sau này, vì bà bị lộ nên ông Ẩn được chỉ thị phải tránh để đảm bảo an toàn. Nhưng những ngày đầu từ Mỹ về chưa bắt liên lạc được với các đồng chí lãnh đạo, ông Ẩn đã phải nhờ đến bà. Và từ ngay chuyến liên lạc đầu tiên, toàn bộ tài liệu về chiến tranh đặc biệt được bà chuyển ngay về cho căn cứ cách mạng. Mà là anh Ẩn đưa cho tôi 21 quần phim mà anh đánh dấu rồi mà tôi không biết, mà anh cũng không nói, cho nên là tôi tiền bơ tôi bỏ vào trong cái giỏ đẹp đó, rồi tôi để cái cây lên trên đó. Thì đến đó là không may là cái con đường gần đi đến gần đi chỗ đến Củ Chi đó, thì nó lại bị tăng bo, là bị nó đào đường đó, thành ra bắt tất cả những người trên xe phải xuống lấp đường xong rồi mới được leo lên xe khác đi xuống. Mà tôi mặc áo dài đi về cao gót này kia nọ, thành ra tôi không tham gia làm đến bên nhà nó chọc kẹo này cái đại khái. Mà đến khi tôi vào đến trong cứ rồi tôi đưa cho anh Xuân Mạnh này, anh Xuân Mạnh mới mừng quá mới dở ra trả thấy số, và nó chết cha có số. Tôi trời ơi, vậy là coi tiêu em rồi, nếu mà có số thì coi em đã chán rồi, bây giờ cũng 20 mấy con chim mà đều không hợp pháp rồi, để thêm là có số nữa, đánh số nữa thì chết rồi, rất là nguy hiểm. Cái chiến tranh đặc biệt đấy mà chính bữa đó là gặp tôi được mang cái đó đấy, mà cái đó là cách mạng đang biên hết sức. Ẩn là cái người rất giỏi. Tôi coi giấy tờ là đọc đủ thứ giấy chứng nhận, từ tổng thống rồi tới như thế kia là chứng nhận đàng hoàng. Mà đẹp đi đâu người ta đâu phải coi là xếp hết. Khi Trần Kim Tuyến mất quyền lực sau thất bại của một cuộc đảo chính, ông Ẩn rời Việt Tấn Xã để làm việc cho Reuters và sau đó là văn phòng tuần báo Time tại Sài Gòn.
giao du rộng rãi với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội, thậm chí còn được xem là người của CIA. Ông nắm được nhiều nguồn tin quan trọng trong quân đội Sài Gòn, cơ quan tình báo của đối phương. Trong nghề làm báo, Phạm Xuân Ẩn được xem là thượng hạng vì ông chỉ làm cho báo nước ngoài và được công nhận là một ký giả chịu khó làm việc, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Đó chính là cách để ông trao đổi cập nhật tin tức nhanh nhất và chính xác nhất. Anh thừa cái cơ hội cái lục lớn ở dưới miền Tây là cũng cỡ lối tháng 10, 11 gì năm 1961. Tây Lo đi qua với lại ông phụ tá an ninh của Tổng thống Kennedy. 61 là ông Tây Lo là chỉ huy cũng giác đài. Tôi đi dưới đó, tôi cũng đi coi trận lục ở đó chứ đâu. Tôi ở nhà ông tỉnh trưởng mà. Thì như vậy là xuống rồi ông đề nghị liền với ông Diệm cho gửi quân đội Mỹ qua để giúp. Ông Diệm làm sao ông nhận được, đưa qua rồi nó ở luôn làm sao. Nó không chịu cái chuyện đó. Thì nó tranh thủ mãi cái chuyện đó chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái kế hoạch nó không thực hiện được liền sớm. Thì những cái mâu thuẫn đó là bên trong rồi. Thì ông phải dòm cho ra được những cái đó này ông Năm. Thì thằng Mỹ là nó đưa một cái chương trình mà để mà chống du kích. Thì 59 là đã có du kích rồi thì nó phải quân sự phải không. 60 thì ép nó làm cái đó để cho nó dân chủ hóa đi, bớt đi cái độc tài mà gia đình trị thế này thì không thể nào mà tập hợp được những cái đảng phái xung quanh được. Mà ngay trong quân đội nó cũng bất mãn nữa. Bằng chứng là quân đội nó đã đau tránh lên rồi. Thế nhưng mà nó cho ra thằng Mỹ vậy là áp lực nó à, thì cái kế hoạch của Staley với kế hoạch Taylor là kế hoạch quân sự, kế hoạch Staley là kế hoạch bình định về kinh tế, bình định. Hai cái kế hoạch riêng đi chung với nhau gọi là Staley Taylor. Thì ông mới mở quan hệ với hai cái nhánh đó. Trong cuốn sách Phạm Xuân Ẩn, tên người như cuộc đời, tác giả Ngọc Hải nhận xét rằng bà không thấy trong nhà ông Ẩn có mùi bùn tỏa ra từ dòng sách báo đang từ từ mục rã trong khí hậu ẩm thấp của châu Á, như một nhà báo phương Tây mô tả. Không chỉ bà Ngọc Hải, mà bất cứ ai đã tiếp xúc với ông đều dễ dàng nhận ra sức sống tươi mới và mạnh mẽ từ một con người luôn chủ động trong những giây phút quyết định của đời mình. Như ông đã thắng trong canh bạc số phận khi mạo hiểm về nước vào một ngày tháng 10 năm 1959, cũng nhờ phân tích chính xác tình thế bằng một bộ óc sắc bén, và hơn thế nữa, bằng một trái tim luôn đặt trọn niềm tin vào đồng chí, đội ngũ và sự nghiệp chung, một phẩm chất được gọi tên thành bí danh của nhà tình báo này: Trần Văn Trung hay Hai Trung. Thế hệ này sinh ra trong hòa bình và chỉ biết đến chiến tranh qua những bài học lịch sử, dù mảnh đất Đà Nẵng quê hương các em là nơi mà cũng như người Pháp, người Mỹ chọn để đổ bộ những đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên sau khi cuộc chiến tranh đặc biệt của họ bị phá sản bởi một trận đánh mang cái tên của một vùng nông thôn Việt Nam là trận ấp Bắc. Năm 1993, Neil Sheehan, tác giả cuốn sách Sự lừa dối hào nhoáng, mà phần lớn trong đó miêu tả về trận đánh này, đã trở lại thăm Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng ấp Bắc và có cuộc trò chuyện với phóng viên đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Battle had a big impact on American policy over the long run because it permitted the trận ấp Bắc đã gây ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mỹ trong một thời kỳ dài sau này. Bởi vì sau trận ấp Bắc, quân đội Việt Cộng đã phát triển thành một quân đội lớn mạnh. Năm 1965, chế độ Sài Gòn gần như sụp đổ. Lúc đó, Tổng thống Johnson không còn cách lựa chọn nào khác. Hoặc để cho nó sụp đổ, hoặc đưa quân đội Mỹ vào. Không chịu chấp nhận thất bại, Johnson đã đưa quân đội Mỹ vào trực tiếp chiến đấu. Vì những lý do đó, nên trận ấp Bắc là một trong những trận đánh quyết định. Cuộc đụng độ giữa một tiểu đoàn du kích quân với lực lượng lớn hơn cả chục lần chứng minh, từ những tài liệu tình báo nhận được, lần đầu tiên chúng ta đã có cách đánh thích hợp với một đối phương vượt trội. Chiến thắng của nó có ý nghĩa
như nhận định của nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3. Sau chiến thắng ấp Bắc của quân và dân miền Nam, đế quốc Mỹ đã bắt đầu không tin là chúng sẽ thắng và đã công khai nói lên sự mất tin tưởng đó. Cái chiến tranh đặc biệt này tức nó có một cái là nó gồm có cả quân sự, cả chính trị, cả kinh tế. Thế thì bây giờ quân sự thì nó có được cái mặt gọi là cái kỹ thuật và chiến thuật. Cuốn sách dày cái này. Nó gọi là kỹ thuật và chiến thuật chống chiến tranh nổi dậy. Dịch ra tiếng Anh gọi là Counter-Insurgency Warfare Technique and Tactics of Counter-Insurgency Warfare. Và thì anh phải đọc cái đó rồi, đọc cái đó xong rồi đó, anh biết chắc rồi đó. Thì cái đó là quan trọng. Thì cái đó nó gồm có gì? Nó có như vậy là nó dùng đủ thứ hết. Có máy bay, có xe thiết giáp, có xe lội nước, có đủ thứ hết, loại lính có, tàu có, đủ hết. Thế thì anh đối phó như thế nào? Thế thì đồng thời của nó chiến thuật của nó là gì? Là nó bao vây một cái vùng nào, nó như có việc cộng rồi đó. Anh bao vây cái vùng nó lớn cái gì? Thì nó gọi là vỏ lưới. Anh lấy tăng, anh bay lên, anh hạ xuống cái quân đội xuống, và là anh đắm như cái lưới tan rải thì quân đội xuống, gọi là vỏ lưới. Rồi xong rồi đó, anh bao vây xong rồi đó là anh đưa những cái đơn vị nó vô có võ trang để mà quấn Việt Cộng ở trong đó, nằm mà anh không chạy ra được, chạy ra là tôi giết. Thì cái gọi là vỏ lưới không lao. Thế bây giờ đối phó cái đó bằng thế nào? Thì mình nghiên cứu mình đối phó bằng cái gì? Cấm cọc phá lưới, bám đất bẻ lao. Đâu phải anh cấm cái cọc mà anh phá cái lưới đâu. Tức là anh để một số lính nằm ở đó với trong những cái hầm, cái hố. Anh chờ đó, khi mà nó thả đứng xuống đó, thì anh bắn trực thăng. Cho nên một số trực thăng rớt ở Bắc. Và cái quân đội của nó, khi mà nó phóng lao vô đó, thì anh đừng bỏ chạy, mà anh bám đó, anh bắn nó. Tức là anh cấm cọc phá lưới, và đồng thời bám đất bẻ lao. Những cái mũi vô anh quýnh cho gãy hết. Thì sau cái chiến thắng đó là như vậy. Trận áp mát được Neil Sheehan, phóng viên UBI, rồi sau đó là The New York Times, miêu tả chi tiết. Van nói với tôi, một tiểu đoàn Việt Cộng bắn rơi rất nhiều máy bay và phá một số xe bọc thép. Rất nhiều binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị giết. Ông John Von Van rất lo lắng cho những người dân thường đang sống trong làng đó, vì phía Việt Nam Cộng Hòa đã ném bom bắn đại bác vào làng. Ông ta bình luận thế này, tôi trích lời ông ta trong cuốn sách. Đó là những chiến sĩ dũng cảm và họ đã biết đánh như thế nào là đánh. Sau đó tôi lên được trực thăng tới thẳng ấp Bắc. Tới đó chúng tôi thấy rõ ràng có sự hoảng loạn về tinh thần trong binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì có rất nhiều xác chết vẫn còn nằm trên ruộng lúa bị giết trong ngày hôm trước, và những ngôi nhà vẫn tiếp tục cháy. Binh lính Việt Nam Cộng Hòa từ chối không nhặt những xác chết đồng đội lên xe bọc thép để chuyển lên trực thăng đưa về Tân Hiệp. Và tôi chưa bao giờ thấy thái độ đối xử như vậy của binh lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã bị mất tinh thần sau những tổn thất đó. Neil Sheehan vào lúc đó không hề biết Phạm Xuân Ẩn, người cung cấp tin tức tình báo về chiến lược chiến tranh đặc biệt, ngay sau đó đã thị sát ấp Bắc bằng trực thăng. Mà khi vấn xong buổi trước á, thì buổi chiều đó ngày trước bị rồi, thì buổi sau cái dạ hay rồi bắt đầu lên, thì nó ơi cách đường số 4 không xa, tắt đi ra đường số 4 có thể đi bộ vô được, mà ruộng là nó là đi bằng trực thăng. Lúc vô nó mới là tìm ra cái chỗ đó cùng như thế nào. Cái lực lượng mà chỉ huy mà về phía vùng xa đó, nó có nhiệm vụ nó chặn đường. Khi anh vấn cho bắt rồi thì khi nó rút ra lui đó, ra bờ sông là anh trốn, anh chạy đấy, để chặn nó bắt. Thế nhưng mà nó lại vẫn tán, cố dân sư đoàn 7 là ông John Von Van, trung tá John Von Van. Ông đó thì ông chống chế độ cũng hơi nặng, thành ra là ông John Von Van yêu cầu là người Mang Cao ra lệnh cho cái ông Lý Đồng Bá, đại quý chỉ huy tiếp phần xa đó,
thì em trăm ba lại cứu Mỹ, không chịu đi. Thì ông báo cáo về ông Diệu, ông này là bức tượng quân của cô dân Mỹ. Rồi thì ông nói là lệnh của sư đoàn chưa cho tôi lệnh, tôi chưa làm, tôi quyết định tôi làm. Cái ông Diệu này phái, ha, cái thằng này đại quý mà dám chống lại quân đội Mỹ vậy là tốt, cho cái thiếu ta thì cái tức quá đi về Mỹ luôn. Đó thì mình tả cái trận đánh tại sao thua, phân tích ra, nhưng mà cũng nhắc chung sơ qua cái chiến lược của chiến tranh đặc biệt bên kia chống lại như thế nào. Rồi mình làm cái đó như là cái nền, rồi tả sâu vô cái trận đó thì như Jean viết rất rõ, vì ông Đỗ Văn Văn mất chức đó, rồi đi về Mỹ, sau khi gia đình Ngô Niệm bị đảo chính rồi ông này trở lại. Sao mới cố dấn quân lần 2, quân lần 4, sao mới chết ở quân lần 2. Nếu rằng giết của nó để chứng tỏ rằng Việt Nam dạy cho Mỹ cái văn hóa của Việt Nam khác, văn hóa Mỹ khác. Mỹ nên học và nên cảm ơn Việt Nam qua cái chiến tranh Việt Nam. Đánh giá trận ở Bắc là không phải chỉ là một cái trận thắng lợi bình thường về chiến thuật, cũng không phải chỉ giải quyết được riêng vấn đề kỹ thuật, cũng không phải chỉ là giải quyết được cái phương thức tác chiến hay là một cái phong trào, mà đồng thời nó giải quyết được một vấn đề chiến lược rất lớn là chủ trương dùng chiến tranh cách mạng để chống lại với chiến tranh xâm lược, và hoàn toàn ta có khả năng thắng lợi nếu Mỹ vẫn tiến hành chiến tranh độc lập. Cứ mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng ấp Bắc, những người cựu binh này lại họp mặt bên nhau. Trong câu chuyện của họ, 21 người vắng mặt lần lượt trở về, bắt đầu từ đại đội trưởng Bảy Đen, một trong hai người được nhận huân chương chiến công giải phóng hạng nhất. Người thứ hai chính là ông Phạm Xuân Ẩn. Thực sự là những anh hùng, nhưng có lẽ mãi đến sau này họ mới biết các hãng thông tấn đối phương đánh giá họ cao đến thế nào. Bản tin ngày 6 tháng Giêng năm 1963 của UPI nhận định: quân đội chính phủ đã bị một trong những thất bại nhục nhã nhất từ trước đến nay trước một lực lượng du kích nhỏ hơn mình nhiều. Vấn Mỹ như thế nào? Cái thì một, hai phái đoàn đưa qua Liên Xô, vì Liên Xô nó đi với Mỹ nó quánh Đức, thì coi tôi phải quánh ông Liên Xô lâu dài gì được, vì không biết Mỹ mình chưa quánh theo cái lối mà trận địa chiến thôi, chứ còn quánh kiểu này là không biết rồi, chúng ta đặc biệt là không biết rồi. Bây giờ một cái thứ hai, khoảng ông Tàu quánh ở Bắc, ở Triều Tiên thì ông có kinh nghiệm, thì cũng quánh theo kiểu đó, thì ông Tàu không biết gì nhiều. Bây giờ ở đây nó là đặc biệt thì thế nào, thì mình phải nghiên cứu cho ra cái đó. Thế thì những cái đó là tình báo chiến lược phải nghiên cứu đây, ra cái đó rồi thì mình mới đáp ứng yêu cầu, rồi ông mới có biện pháp, ông mới có đường lối, mới chống lại, mới quánh với nó. Như vậy là tới năm 63 là quánh sạch Ấp Bắc đó, là để quánh sạch cái kế hoạch chiến tranh đặc biệt của Mỹ rồi đó. Và cái đó là được dẫn tới đảo chánh chế độ Ngô Niệm. Mặc dù ngày truyền thống của ngành tình báo quốc phòng Việt Nam là 25 tháng 10 năm 1945, nhưng đến ngày 25 tháng 4 năm 1946 mới có sắc lệnh số 34 của Chủ tịch Chánh phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong đó điều 10 xác lập: tình báo cục có nhiệm vụ trinh sát tình hình quân địch, tình hình quân đội của mình và thu thập các tin tức lợi cho việc hành binh. Một tháng sau, trên báo Cứu quốc số 254 ra ngày 31 tháng 5 có một bài báo mang tựa đề Binh pháp tôn tử, phương pháp dùng gián điệp. Đoạn cuối viết: người làm tướng giỏi phải biết dùng người có mưu trí làm gián điệp cho mình, đó là bí quyết trong phép dụng binh. Vì có căn cứ vào báo cáo xác thực của người gián điệp mới đủ tài liệu bày mưu tính kế và định đường lối tiến thoái được. Đạt được kế hoạch xác đáng tức là biết mình, biết người, đánh trăm trận được trăm trận. Người viết bài ký bút danh Quy Thờ, tức Hồ Chí Minh. Bài báo chưa tới ngàn chữ ấy đã vạch ra một yêu cầu sinh tử của ngành tình báo: nhanh nhạy, kịp thời phục vụ cho cách mạng, xứng đáng là tai mắt của đảng, của quân đội. Trong hơn 60 năm,
những chiến sĩ trên mặt trận đặc biệt này đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình, xây dựng được truyền thống trung dũng kiên cường, độc lập sáng tạo, bí mật khôn khéo, đoàn kết quyết thắng, và vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt ngành tình báo quân đội đã 3 lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen và 2 lần người đến thăm. Một trong những người lãnh đạo mạng lưới tình báo huyền thoại này bản thân cũng là một huyền thoại, đó là Thiếu tướng Trần Văn Danh. Căn cứ vào tình hình quân sự, từng thời kỳ mạng lưới có thể thay đổi, nhưng cương vị trưởng ban tình báo chiến lược vẫn do ông đảm trách. Có lúc ông được đề bạt làm phó tham mưu trưởng ban quân sự miền, nhưng vẫn trực tiếp phụ trách cả tình báo, đặc công và biệt động. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, do ông đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nên đêm 30 tháng 4 năm 1975, giữa Sài Gòn vừa được giải phóng, Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng thay mặt Bộ Chính trị công bố thăng cho ông hàm thiếu tướng, nhận nhiệm vụ phó chủ tịch Ủy ban quân quản thành phố, kiêm tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Sài Gòn gia định. Chiếc Renault 4 ngựa này là một phần của hình ảnh quen thuộc về ký giả Phạm Xuân Ẩn. Phần còn lại là những chú chó Berger. Đây là chiếc xe ông dùng suốt từ năm 1960 tới khi miền Nam được giải phóng. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ông đã dùng nó để đưa cụm trưởng cụm tình báo chiến lược A-18 Tư Can đi khắp thành phố Sài Gòn để chọn ra 20 vị trí tấn công, và sau đó là để thị sát tình hình chiến sự. Trong quyển hồi ký không tên của mình, Lý Quý Chung, cựu tổng trưởng thông tin chính phủ Dương Văn Minh có viết: chỗ đóng đô của Phạm Xuân Ẩn là tiệm bánh Giran ngang mặt Quốc hội. Chiếc xe Renault 4 ngựa cũ xì của anh luôn đổ ngay trước cửa Giran phía Lê Lợi. Chỗ đổ cuối cùng xứng đáng với cuộc đời vinh quang của nó là Viện Bảo tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông già yêu hoa quả này đã có hơn 20 năm trong vai một phóng viên lão huyền của hãng thông tấn Reuters, nhật báo New York Herald Tribune, nhật báo The Christian Science Monitor và cho tuần báo Time trong 11 năm. Hầu hết đồng nghiệp của ông, ngay cả sau khi biết ông là một điệp viên cộng sản, đều nhận xét: Phạm Xuân Ẩn luôn làm báo với tất cả tinh thần nghiệp vụ và nguyên tắc đạo lý của nghề này, đó là trung thực, bảo vệ danh tính người cung cấp tin tức, không lèo lái thông tin, phân tích theo chiều hướng thiên lệch. Đó cũng là lời khen cho một nhân cách. Ông là một trong số 39 phóng viên ngoại quốc làm việc cho báo này khi văn phòng ở Sài Gòn bị đóng cửa, và tên của ông bị xóa khỏi danh sách ban biên tập Time vào ngày 10 tháng 5 năm 1976. Sau trận ấp Bắc rồi Bình Giá, quân đội Sài Gòn trở nên yếu thế, buộc phải lui về giữ các thành phố lớn. Nhưng nguy cơ lớn nhất cho chính quyền Ngô Đình Diệm lại đến từ đạo quân thứ 5. Mưu toan đặt Phật giáo ra ngoài vòng pháp luật trong khi Thiên Chúa giáo được đưa lên hàng quốc đạo đã khiến mâu thuẫn giữa Phật giáo và gia đình Ngô Đình Diệm lên đến đỉnh điểm. Với hình ảnh những nhà sư tự đốt cháy để phản đối chính quyền được truyền đi khắp thế giới. Ngày 6 tháng 5 năm 1963, trước lễ Phật đản 2 ngày, Tổng thống Diệm đổ thêm dầu vào lửa khi điện khẩn cấp ra Huế cấm treo cờ Phật giáo trên toàn miền Nam trong ngày Phật đản vì lý do quá sát với kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ của cộng sản. Ngày 8 tháng 5 năm 1963, cảnh sát nổ súng vào các tín đồ Phật giáo đang tập trung ở khu vực Đại Phật Thành Huế, làm 8 người chết, 14 người bị thương. Thế là cuộc chiến Phật giáo bùng nổ, bắt đầu từ Huế, nhanh chóng lan vào Sài Gòn và nhiều đô thị nông thôn khác ở miền Nam. Biểu tượng của cuộc chiến tranh kỳ lạ này là hình ảnh nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 10 tháng 6 năm 1963. Vụ tự thiêu có sự chuẩn bị của cả một tập thể lớn tăng ni Phật tử, bao gồm cả một buổi lễ cầu siêu ở chùa Xá Lợi trong mùa hè và mùa thu năm 1963,
có đến 6 tín đồ Phật giáo nữa tự thiêu theo hương Thích Quảng Đức. Tờ New York Herald Tribune số ra ngày 21 tháng 7 năm ấy viết: Hòa thượng Thích Quảng Đức, một tu sĩ đã biến áo cà sa vàng của mình thành một vàng hỏa thiêu. Tổng thống Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam đang làm một việc rất hay, là ông đang tự đốt hết nền tảng của chế độ. Sau Phật giáo, quân đội làm nốt phần còn lại của việc xô đổ chính quyền Diệm. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của tướng Dương Văn Minh và sự im lặng đồng lõa của Hoa Kỳ đã làm đảo chính. Rời dinh Gia Long, anh em Diệm Nhu chọn nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn để ẩn náu. Sau đó, tự nộp mình cho lực lượng đảo chính vào sáng ngày 2 tháng 11. Trên đường đi trở về Bộ Tổng Tham mưu, hai anh em Tổng thống Diệm và Cố vấn Nhu bị một sĩ quan trong lực lượng đảo chính sát hại. Những chuyển biến phức tạp trong chính quyền Sài Gòn càng làm nhiệm vụ nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn nặng nề hơn. Nhà thờ Cha Tam, tên chính thức là nhà thờ Thánh Francisco Javier, là thánh đường duy nhất ở thành phố có trang trí những hoành phi, liễn đối giống như đền miếu người Hoa. Ngày 3 tháng 12 năm 1900, vào ngày lễ Thánh Francisco Javier, giám mục địa phận Sài Gòn Mossa đã đến làm phép đặt viên đá đầu tiên xây nhà thờ dành cho người Hoa này. Hai năm sau, ngày 10 tháng Giêng năm 1902, lễ cung hiến thánh đường được tiến hành trọng thể. Vị cha sở đầu tiên là linh mục Tam Á Son, do đó dân gian quen gọi nhà thờ do ông làm linh mục chánh xứ là nhà thờ Cha Tam. Năm 1934, Cha Tam qua đời, mai táng tại khu vực tường cửa vào thánh đường. Năm 1963, khi cuộc đảo chính quân sự nổ ra, Diệm và Nhu đem theo một vài vệ sĩ thân tín chạy tới nhà Mã Tuyên, một ban trưởng người Hoa. Rạng sáng hôm sau, Diệm hỏi Mã Tuyên xem có nhà thờ Công giáo nào ở gần đấy thì đưa ông tới. Và nhà thờ Cha Tam trở thành nơi làm lễ lần cuối cùng của người đứng đầu chính thể Sài Gòn trước khi bị bắn nhiều phát vào đầu trong một chiếc M113. Sau này, tướng Sài Gòn Trần Văn Đôn viết trong cuốn Việt Nam Nhân Chứng cho biết, Lucien Conin, nhân viên CIA điều khiển trực tiếp cuộc lật đổ, đã nói với các tướng đạo chính bằng tiếng Pháp: người ta không thể làm món trứng rán mà không đập bể những cái trứng. Sáng hôm đó thì ngày lễ cắt đảm linh hồn của người Công giáo, người xem lễ rất đông. Lễ xong thì có hai người đứng ở trước cái thánh giá, ở trước thềm nhà thờ đó, thì hỏi muốn gặp cha sở, thì giáo dân lên báo cho sở, nói là tổng thống muốn gặp. Cha sở mới trách, bây giờ thờ cái này còn giỡn gì nữa. Thì giáo dân nói không phải thiệt á, thì cha sở mới ra, thì cha sở mới mời cha phó ra. Cha phó cũng là người Pháp, cha sở là tên là Guimê, cha phó là cha La Jeune. Cha La Jeune kể lại với tôi đó là ông không nói cứ yên tâm, không liên quan với các cha đâu. Rồi mới mượn điện thoại đi gọi về đâu đó. Thì sau đó có sư tăng đến, sư tăng đến là trước cổng nhà thờ, mà cổng nhà thờ xưa là nhỏ lắm, sư tăng vô không được. Thì họ bắt tổng thống ra, tổng thống ngồi đình nhiệm này nói là tôi vẫn là tổng thống chưa từ chức, tôi không ngồi xe này, rước tôi phải nhờ xe khác. Họ nhìn xuống chĩa rồi bắt tổng thống ra. Sau khi bị sát hại, thi hài anh em Diệm được chôn ở nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, vị trí công viên Lê Văn Tám hiện nay. Áo quan của Ngô Đình Diệm hình hộp, áo quan Ngô Đình Nhu có nắp tròn. Có tài liệu cho biết vì người thân của hai ông đi mua vội quan tài nên chỉ mua được một chiếc hàng tốt dành cho Diệm,
còn chiếc hạng vừa dành cho Nhu. Mộ cả hai không nấm không bia, nằm lọt thỏm điều hưu giữa một nghĩa trang dành cho giới thượng lưu. Năm 1983, nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi giải tỏa, hai mộ này được di rời về nghĩa trang Lái Thiêu, tức nghĩa trang nhân dân số 6B, thuộc địa phận xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương. Mộ phần cả hai đều không có tên mà chỉ ghi tên thánh và huynh chỉ Diệp hoặc đệ tức Nhu. Mộ người mẹ Phạm Thị Thân và người em Ngô Đình Cận cũng ở kề bên. Kẻ được mệnh danh hung thần miền Trung bị xử bắn năm 1964, ban đầu chôn tại nghĩa trang sân bay Tân Sơn Nhất, sau được quy tụ về đây. Đảo chính Ngô Đình Diệm rồi, mời bắt đưa cán bộ vô đông nhiều, bắt đầu quân lớn. Mà cái trận quân lớn nhất là cái trận Đình Giả. Rồi thì thằng Mỹ là thấy quân cái trận rồi, nó biết ngay là rồi. Thì bây giờ giải quyết làm sao? Thì anh mới mở quan hệ với nó, nói chuyện. Ông mở quan hệ với Tổng tham mưu này, ông mở quan hệ với an ninh quân đội này, ông mở quan hệ với Trung ương tình báo này, thấy không? Ông mở quan hệ với lại trong chính quyền, cấp mà cấp bộ trưởng, thứ trưởng là đồng lý văn phòng này kia rồi. Thì bây giờ cái thảo luận của mấy ông là cái gì? Thảo luận bây giờ là nếu mà mỗi một tuần lễ mà ông mất một quận và ông đi đón một tiểu đoàn thì phía quân đội ông chịu được bao lâu? Thế bây giờ muốn tránh cái đó thì bây giờ làm sao? Thì cái số chính trị thì nó đề nghị à, cái này thôi thì bây giờ là phải đi với Mặt trận Giải phóng thương lượng với họ thực hiện cái hiệp định Geneva, ví dụ vậy à, lập cái chính phủ liên hiệp miền Nam. Đấy là cái số chính trị, một số nó ủng hộ vậy, có số nó không. Có số ủng hộ vậy, Mỹ đưa quân qua. Thì tới giờ này Mỹ không có đưa quân chiến đấu. Nó vẫn bắn, vẫn quánh là nó đổ tại, không bắn nó bắn lại. Chứ nó đưa máy bay vận tải, nó đưa máy bay trực thăng chiến đấu để bay theo yểm trợ cho cái hành quân của nó là yểm trợ. Thì bây giờ tới cái giai đoạn này mà nếu mà không Mỹ không đưa quân chiến đấu qua thì dứt khoát là cái quân đội Ngụy phải sập. Quân đội giải phóng giờ nó lên, nó lớn, nó mạnh trước mạnh vậy. Tới cuối năm 64 là thấy rõ rồi. Và nó đứng lại nó đánh cái trận Bình Giả. Anh đưa quân tiếp diện quấn sập luôn. Vậy là tới cái giai đoạn hết còn là du kích là chánh rồi. Mà bắt đầu vô là trận địa chiến rồi chứ gì nữa. Thế thảo luận qua lại rồi thì anh thấy để đi theo dõi những cái đồng hương mà nó đi chính qua cục bộ là anh thấy rằng khi nó đưa hậu cần qua nhiều hơn, mướn nhà mướn cửa nhiều hơn à, là anh để mấy cái đó rồi nó chuẩn bị hậu cần đi trước à, tiền tăng lên, ngân sách của mỗi năm giúp cho Việt Nam là tăng lên. Thế khi mà ông nắm chắc rồi đó thì là ông chỉ báo cáo là dứt khoát là nó qua cái giai đoạn cục bộ, tức là đưa quân chiến đấu. Thì là đầu 65 là nó đưa quân chiến đấu rồi. Thì như vậy là nó phải đi vô chiến tranh cục bộ rồi, là Mỹ trực tiếp tham gia rồi đó. Nhưng để bắt đầu, người Mỹ cần một cái cớ. Tháng 7 năm 1964, Mỹ đưa tàu Maddox vào lãnh hải Việt Nam từ Quảng Bình lên phía Bắc để khiêu khích trinh sát. Ngày 4 tháng 8, tàu Maddox và tàu Turner Joy khi xâm nhập khu vực giữa Hòn Mê và Lạch Trường thì bị Hải quân Việt Nam đánh đuổi. Thế là Tổng thống Mỹ Johnson với lý do lực lượng miền Bắc Việt Nam đã hai lần tấn công tàu khu trục Mỹ yêu cầu Quốc hội thông qua nghị quyết định bắt bọn. Ngày 7 tháng 8, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua nghị quyết này cho phép Tổng thống tiến hành mọi biện pháp cần thiết trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trong lúc là đưa làm cái kế hoạch DeSoto, cái kế hoạch DeSoto là chạy sát biển, cái đó là anh có thể bắn. Nhưng mà anh lại không bắn được, bắn không kịp. Mà nó là, nó mục đích của nó là để nó provoke, nó chọc, nó coi cái trình độ mà bắt radar nó báo hiệu tới đâu. À, mà nó dùng quân đội của chế độ miền Nam này cho đổ bộ lén lên người nhái rồi kia lên mấy cái đảo rồi cái gần bờ biển à, đằng gây ra dọa là quánh ngoài Bắc để cho ngoài Bắc sợ phản ứng của nó. Nó nói cái Việt Nam này dễ chọc, nó giận lắm, chọc nó là nó lòi ra liền, nó dễ bị provoke lắm.
Thế cho De Soto chạy ngang. Kế hoạch của De Soto này là của ông William Sullivan. Ngày 9 tháng 2 năm 1965, Mỹ đưa một tiểu đoàn tên lửa Hawk vào Đà Nẵng. Một tháng sau, ngày 8 tháng 3, hai tiểu đoàn thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên bãi biển Phú Lộc với đầy đủ vũ khí hạng nặng. Đến tháng 4, thêm lực lượng lữ đoàn thủy quân lục chiến số 9 và tháng 5, sư đoàn 3 thủy quân lục chiến đổ bộ ào ạt, lặp lại một sai lầm lịch sử đã diễn ra trước đó hơn trăm năm mà chủ thể là người Pháp. Công việc đầu tiên của người Mỹ là tu sửa, mở rộng và hiện đại hóa sân bay Đà Nẵng nhằm biến sân bay này thành căn cứ không quân lớn nhất miền Trung và lớn thứ hai ở miền Nam, có thể đón được tất cả các loại máy bay, kể cả máy bay hạng nặng B-52. Các căn cứ Liên hợp quân sự Đà Nẵng, Cam Ranh được xây dựng. Nhiều sân bay như Chu Lai, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Biên Hòa được mở rộng và hiện đại hóa. Ngày 18 tháng 6 năm 1965, người Mỹ hậu thuẫn cho phái tướng trẻ Thiệu Kỳ làm cuộc đảo chính lật đổ Nguyễn Khánh, lập chính phủ quân sự ở Sài Gòn nhằm tạo thế ổn định về chính trị ở miền Nam để Mỹ tăng quân tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ. Mùa hè năm 1965, Tổng thống Mỹ chấp thuận đề nghị tăng thêm quân Mỹ lên 44 tiểu đoàn, trước mắt triển khai trước 34 tiểu đoàn Mỹ gồm 100.000 quân. Quyết định này đã đưa nước Mỹ bước vào cuộc chiến tranh trên đất liền ở châu Á. Đến cuối năm ấy, số quân Mỹ có mặt ở miền Nam lên tới 184.314, chưa kể 20.500 lính Nam Triều Tiên, Úc, Tân Tây Lan. Quân đội Mỹ gấp rút triển khai lực lượng, chuẩn bị chiến trường, tổ chức bộ máy chỉ huy trên từng vùng chiến thuật, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc phản công. Và cuộc đụng độ đầu tiên đã nổ ra chính ở giải đất miền Trung này. Ngày 26 tháng 5 năm 1965, tại Núi Thành, huyện ven biển phía nam tỉnh Quảng Nam, một đại đội bộ đội địa phương tỉnh đã tiến công tiêu diệt gần hết đại đội 2 của sư đoàn thủy quân lục chiến số 3 Mỹ chỉ sau gần 30 phút chiến đấu, mang về cho Quảng Nam Đà Nẵng danh hiệu Trung Dũng Kiên Cường đi đầu diệt Mỹ. Từ đây, Phạm Xuân Ẩn biết rằng ông phải tìm hiểu về quân đội Mỹ cả ở chiến trường lẫn nghiên cứu sâu các học thuyết chiến tranh mà Mỹ sẽ áp dụng vào miền Nam Việt Nam. Anh làm một tờ báo quốc tế và một cái hãng thông tấn quốc tế thì anh phải muốn đi theo hành quân, anh phải có một cái giấy của Bộ Tư lệnh Mỹ, nó cho anh cái cơ quan mắc phi, nó phải cấp cho ông cái giấy rồi đó. Bây giờ ông lên đi máy bay của nó là vấn đề an ninh an toàn và ông ký giấy rủi chết không có thực hiện là một. Thứ hai là gì, bảo vệ an ninh cho nó phải đưa đi điều tra coi ông có bị diệt cộng hay là gì xâm nhập hay coi không. Nếu không là nó không cho đó. Không phải có cái thẻ đó của cơ quan mắc phi cho. Và nó điều tra của Mỹ riêng. Thì bây giờ ông làm cho hãng thông tấn thì nó cần muốn đi theo mấy cái hành quân. Chứ bây giờ người ta có tin mà hãng thông tấn kia nó có người đi, anh không đi đâu có được, anh phải đi. Nhưng mà thẻ đó thì nó căn cứ vô bên phía bên an ninh quân đội, bên đây điều tra trước rồi nó coi cái quá trình. Có rồi nó cấp. Nó cấp rồi đó là cứ năm một năm nó lại an ninh điều tra lại, mỗi lần năm nó an ninh điều tra lại, mỗi lần tình hình lộn xộn. Bởi vì bên đây là nó đảo chánh liền liền, sau khi mà Ngô Đình Diệm bị lật đổ rồi đảo chánh liền 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 rồi thì nó không biết là Việt Cộng xâm nhập vô ảnh hưởng tới đâu. Thật ra vỏ bọc tốt nhất của Phạm Xuân Ẩn không phải là những chiếc thẻ này, mà là tên tuổi uy tín của một ký giả được công nhận là chịu khó và giỏi nghề bậc nhất của Sài Gòn. Trong bài báo Người gián điệp vốn yêu chúng ta, ký giả Thomas Bass của tạp chí The New Yorker viết: được công nhận là một chuyên viên phân tích chính trị tài giỏi lỗi lạc, Ẩn bắt đầu làm việc trong thập niên 1960 cho hãng thông tấn Reuters và rồi cho báo Herald Tribune ở New York, cùng báo The Christian Science Monitor và cuối cùng làm phóng viên cho báo Time trong vòng 11 năm. Phạm Xuân Ẩn dường như làm tốt công việc của mình trong việc trao đổi tin tức với những đồng nghiệp ở tiệm cà phê Giran nằm trên đường Catina cũ. Ở đây ông ta điều động chuyện cung cấp tin tức vào mỗi buổi trưa và được coi như nguồn tin chính xác nhất ở Sài Gòn. Ông ta được phong là
thủ lãnh của đội quân báo chí Việt Nam và tiếng nói của đài phát thanh Katina. Tin đồn cứ thế mà lan xa. Với bản tính khôi hài cố hữu, ông thích những cái tên khác dành cho ông như bác sĩ về sinh lý, giáo sư đảo chánh, tư lệnh huấn luyện chó quân sự, một ám chỉ đến con chó Berger thường đi theo ông. Cái lúc đầu là tôi phải đem theo một số hành quân, rồi coi coi cái lối đánh như thế nào. Bây giờ anh nắm trên giấy tờ thôi, anh nắm trên cái qua nói chuyện thôi. Nhưng mà ông mà là một ký giả mà chính quy của một cái tổ chức lớn thì bắt buộc ông phải đi hành quân rồi. Chứ ông không đi hành quân về làm sao ông viết bài. Nhưng mà lúc trước là mình suy nghĩ là mình làm ký giả chiến trường nó không có lợi, nó đáp ứng không được nhiều vô cái tình báo chiến lược, thì ông phải biến ông qua thành ký giả quốc phòng. Ông nâng cái trình độ ông lên, là tôi chỉ viết bài về học thuyết chiến tranh, chiến lược và những cái đánh giá đó cho báo Mỹ thôi. Thì như vậy là nó mới lợi. Cho nên khi ông ngồi thảo luận là ông thảo luận trên lĩnh vực học thuyết chiến tranh, hay là ông thảo luận trên chiến lược, nhiều lắm là ông thảo luận trên một chiến dịch, thì nó mới loại ra những cái lớn. Cũng như bây giờ cái quân đội Mỹ đưa chiến đấu đưa qua rồi, thì bây giờ chiến lược trước kia là cái quân hội nghị là tranh, thấy không? Anh huấn luyện theo Mỹ, mọi lợi tứ theo Mỹ hết, vừa hậu cần tiếp vận rồi này kia là theo Mỹ hết, pháo binh không quân rồi này kia là hoàn toàn theo đó rồi, anh nắm rồi. Bây giờ nó đưa quân chiến đấu qua thì cái vai trò cái quân đội này là chỗ nào, anh hỏi nó cho ra, nó đi tới kết luận như thế nào. Hành quân hỗn hợp và hành quân phối hợp. Hành quân hỗn hợp là gì? Là quân Mỹ và quân Ngụy đi hành quân cùng một lượt và cấp chỉ huy ngồi chung với nhau. Đó, như vậy là đỡ mâu thuẫn. Nhưng mà lại khó, vì có những cái Mỹ nó muốn đi hành quân mình nó, thì gọi là hành quân phối hợp. Anh đi của anh, tôi đi của tôi, anh chỉ huy của anh, tôi đi của tôi, và liên hệ qua lại để mà trong cái cuộc hành quân chung. Đó. Còn phối hợp là hai bên ngồi với nhau, kế hoạch làm chung với nhau, đồng ý rồi mới làm. Ông thấy không? Rồi mình coi những cái đó để mình coi cái mâu thuẫn sao. Tới khi mà anh Việt Nam qua chiến tranh thì anh cho quân Mỹ đóng cái vai trò là bình định, giao cho ông tướng Abraham là, còn Westmoreland là tiền Việt vẫn làm cái tranh. Thì thằng này lần lần nó, cho nên khi mà anh chuyển qua Việt Nam qua chiến tranh thì đặt cái vấn đề như thế nào? Trước khi có quân đội Mỹ và anh đi tới chỗ quân đội Mỹ đi luôn, thì cái quân đội này anh hoàn toàn quân liên theo kiểu Mỹ rồi, mà bây giờ viện trợ quân sự nó không nhiều như Mỹ trước. Một mặt hồi trước anh đã có viện trợ nhiều, một mặt anh lại được Mỹ nó yểm trợ bằng quân sự, quân lực lượng chiến đấu của nó nữa, phi cơ pháo binh của nó nữa, nó yểm trợ cho anh. Bây giờ cái này mất rồi, thêm mâu thuẫn cái nữa là cái hiệp định này là cái viện trợ nó ít, nó chỉ một đối một thôi, nghĩa là cái nào hư thì tôi đổi cho cái mới, cái nào hư đổi cái mới. Anh hạn chế rất dữ rồi, thì anh coi cái ngân sách quân sự mỗi năm nó viện trợ cho này, thì anh biết ngay là thằng này kẹt rồi. Anh thảo luận với nó về anh đối phó làm sao. Phạm vi tìm hiểu của ông Ẩn trong giai đoạn này không chỉ là lĩnh vực quân sự, và để phục vụ công tác tình báo chiến lược của mình, quan hệ trong nghề làm báo được ông mở rộng tối đa để có thể tiếp cận với giới chính khách quân sự Sài Gòn, công chức và sĩ quan Mỹ, thậm chí cả với nhân viên CIA. Vỏ bọc ông tạo ra tốt đến mức từ năm 1960 đến tháng 4 năm 1975, Phạm Xuân Ẩn đã nhờ nó mà thu thập được để gửi về căn cứ đến hàng ngàn bản tin, trung bình mỗi tháng từ 2 đến 3 bản tin. Trong nhiều tài liệu nguyên bản ông thu thập được có đến hàng chục kế hoạch quân sự hàng năm, các tài liệu bình định, tài liệu chuyên đề quân sự, còn lại là những tài liệu nghiên cứu dài hạn. Cho nên, chúng ta tin rằng Jean-Claude Pomonti, nhà báo Lô Mông đã nghỉ hưu, không hề quá lời khi viết trong cuốn Một người Việt Nam trầm lặng rằng: tin ông Phạm Xuân Ẩn làm tình báo
đã khiến nhiều quan chức CIA cao cấp phải hổ thẹn, vì họ từng dựa trên những ý kiến của ông Ẩn để ra quyết định. Từ những đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ lên Đà Nẵng vào tháng 2 năm 1965, miền Nam Việt Nam nhanh chóng bị tràn ngập bởi sự hiện diện của khoảng 700.000 lính viễn chinh Mỹ và đồng minh. Sài Gòn trở thành một đô thị phục vụ công nghệ chiến tranh và cũng là nơi quyết định những diễn tiến của cuộc chiến. Do vậy, mọi đầu mối thông tin đều quy tụ về đây. Năm 66, lúc đó tôi thiếu tá rồi đó, thì như vậy là ở trên mở tôi vô để sát với ông Ẩn ở trong thành này. Nếu mà nói ra cái nghề tình báo mà nội thành là một cái nghề nghĩa là nguy hiểm, mà đi trong thành với một cái bộ đồ nghĩa là cũng như công chức, thầy giáo, khi thì thầy giáo, khi thì công chức, khi thì người bạn có Ẩn, chủ đồng điền gì đó, tùy theo từng lúc. Tôi là thường đi với ông Ẩn trên cái chiếc xe Renault Cách, thì ông ngồi ông lái xe bên đây thì tôi ngồi bên đây. Và thường thường con chó gạt rê nó ngồi sau, chó gạt rê to lớn nó ngồi sau. Để ông xuống mở cửa xe thì con chó phóng ra thì ông nắm dây da vậy đi. Thì thường là ra cái chỗ công ty năng tan, Rivran, công ty năng tan, Rivran trước nhà hát thành phố bây giờ đó. Thường là đi đó thì đang đi như vậy, tụi Mỹ trên công ty năng tan nó kêu Ấn, Ấn. Thì nó kêu lên để đàm đạo nói chuyện. Bởi vì tụi chánh khách bên Mỹ mà nó qua là nó muốn cập nhật cái tình hình ở Sài Gòn, thì không ai nó hỏi là ông Ẩn. Mà trao đổi qua lại thì anh coi cái nào mà anh thấy đúng cái nhu cầu của mình thì anh lấy và anh báo cáo. Chứ bây giờ nó biết mênh mông mà. Ông cũng khéo léo, ông khai thác tin tức theo cái sự chỉ đạo của từ phòng mà tôi nắm xuống đó. Muốn biết cái gì thì ông Nhân đó ông hỏi luôn. Mà cái ngành tình báo chiến lược là anh thu thập tin tức, tài liệu công khai cũng như bí mật trên những lĩnh vực quân sự, đúng rồi, chiến tranh thì quân sự. Thứ hai là chính trị, tức là tất cả hoạt động chính trị âm mưu. Cái thứ ba là kinh tế, hay là mặc dù vì đối phương nó đánh mình mà. Cái thứ tư là kinh tế, cái thứ năm là xã hội. Năm cái đó anh phải quẹn vô trong thành một. Thì tụi nó tiết lộ những cái gì cho mình. Thì tôi ngồi đó, ông thì ông ít chịu viết lắm. Nói nào nói nghe, ông nói tôi là anh theo ngồi nghe để anh về anh làm báo cáo. Chứ còn tôi thì tôi khai thác vậy thôi chứ tôi không có viết. Mà khi nó nói chuyện với anh là không bao giờ lộ. Chức phát là nhất định là không bao giờ lộ. Mỹ cũng vậy. Thành ra Mỹ nó lại nó cần tìm nắm tin tức. Vì cái tờ báo ông đâu có đăng được hết. Ông chỉ đăng viết một bài, hai bài. Nhiều lắm là tờ Time Magazine thì một tuần lễ một bài thôi. Còn cái hiểu biết của ông nó rộng thì ông đem ông xài chữ khác. Ông dùng trong cái quan hệ. Ví dụ như cái nhà kinh doanh làm ăn. Họ không rành quân sự. Họ muốn biết tình hình quân sự tới đâu rằng họ kinh doanh làm ăn gì. Thì phải lời hỏi tôi chứ. Tôi giúp cho họ. Còn cái nhà quân sự nó không biết chính trị. Nó thấy lộn xộn. Nó không biết là tình hình chính trị đi tới đâu thì nó hỏi tôi chứ, thì tôi phải giúp cho họ. Rồi những cái nhà chính trị không biết quân sự thì muốn hỏi tình hình quân sự thì tôi kể cho họ nghe. Mình chân phương mình kể. Là khi mà ông Ẩn á, ông viết một cái bài, viết cái bài nói không tốt cho cái chế độ này, mà đứng cùng tên với một cái nhà báo nữ của Mỹ trong cái cuốn Christian Science Monitor đó, nghĩa là khoa học cơ đốc giáo đó. Thì như vậy á, là đại sứ nó kêu ông Ẩn tới tòa đại sứ và nó rút hồ sơ ra dằn mặt. Mà bây giờ cái đối lập là nó cần dùng mình để mà viết mấy bài báo chống và ủng hộ nó, đó là cái đó phải coi chừng. Anh viết tầm bậy bạ là anh chết. Time là tuần báo đầu tiên của Mỹ ra đời năm 1923.
Đây cũng là tờ báo có sáng kiến độc đáo, là khởi đầu một năm mới, một thập niên hay một thế kỷ mới. Chọn nhân vật nổi bật nhất và có ảnh hưởng quan trọng nhất để làm mốc thời gian. Phạm Xuân Ẩn là người Việt đầu tiên trong biên chế của tờ báo này từ năm 1965 cho đến năm 1976, khi văn phòng báo Time ở Việt Nam đóng cửa. Là người vẽ bản đồ chiến sự trên báo Time, là phóng viên giỏi, Phạm Xuân Ẩn được tin cậy đến mức tháng 4 năm 1975, Time tổ chức cho gia đình ông di tản trước khi Sài Gòn sụp đổ. Đổi lại, ông Ẩn có thể tự hào là chưa hề đưa một tin tức nào có hại cho uy tín của Time. Năm 1969, bác mất, nén nỗi đau để bằng phong cách khách quan của lối viết báo phương Tây. Ông viết cho Time những bài báo được đánh giá cao, có cả phỏng vấn dân chúng Sài Gòn và ảnh những lãnh tụ cộng sản là học trò chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi anh làm báo rồi, anh dòm thấy rồi thì mình biết nó sẽ đi tới đâu rồi. Thứ hai là cái ngành của mình, ngành tình báo, anh nghiên cứu chứ gì nữa. Anh nghiên cứu, anh coi cái chiều hướng nó đi gì. Thứ hai là những cái âm mưu đảo chính này kia đó thì tôi đều dính vô. Dính vô phải là dính vô trực tiếp ủng hộ. Nhưng mà họ mời tôi đợi ví dụ như vậy, hay là họ hỏi ý kiến những người đó, ví dụ như là Đám Nguyên Nhân Minh muốn ra ứng cử, ông mời tôi đợi nói chuyện. Hay là ví dụ như Đám Nguyễn Cao Kỳ, hay là cái đám Đại Việt, nó âm mưu đảo chính hay cái gì đó, thì nó ngồi nó thảo luận, nó hỏi, thì nó biết là tôi biết, góp ý kiến tôi khuyên nên hay là không nên. Và cái tụi giặc á, đánh giá như thế nào, là nó đánh giá là đây là nhà báo tìm hiểu để mà viết báo, để theo sát cái chủ trương của bên ta thôi, chứ không có gì bên ta, tức là bên nó đó. Thì một nhà báo có tài như vậy mà tìm hiểu một cái quốc sách đó, thì không có gì đặc biệt. Cũng như bây giờ vô cái ủy ban chiến lược thành lập sau khi Mỹ nó quyết định rồi đó, về thì tôi hay liên hệ với cái ủy ban chiến lược đó của trong tổng tham mưu này của ông thiếu tướng, trung tướng nha, tuyển rồi mà. Thì từ đó tôi có hai ông sĩ quan rồi, một ông đại tá và một ông đại quý rồi nữa, một ông thường trực ngồi trong đó, một ông thì đại quý, mỗi đàn họp là anh làm biên bản ra anh báo tôi thôi. Thế thì nhiều khi ngồi chơi rồi giờ quánh theo kiểu Việt Nam quánh sao, mình hỏi nó vậy vô nó, thì có ông này chà, lúc trước thì mình quánh theo kiểu Mỹ, bây giờ giờ nó quánh theo kiểu Việt Nam, mà quánh theo kiểu Việt Nam quánh sao, quánh bằng dao hay là cởi ngựa hay là gươm giáo hay là cắn cổ Việt Cộng, nó chơi vậy. Lúc trước thì phi pháo, mà bây giờ kiểu Việt Nam là kiểu nào, nó hỏi cái ông kia là kiểu Việt Nam là kiểu nào, bị thấy không, nó kẹt những cái vậy. Thì mình biết là bị hồi học kiểu Pháp khác, mà qua kiểu Mỹ là khác, mà giờ kiểu Mỹ trở lại Việt Nam thì như kiểu nào, thì qua những cái đó là để mình nói chuyện. Còn tôi thì nhiệm vụ bí thư chi bộ và cụm trưởng thì tôi nắm cái gì trong rừng, hay là sinh hoạt đảng, sinh hoạt chính trị, hay là chỉnh quấn, đều làm tại cái những cái nhà hàng công ty Năng Tan hoặc là Victory ở đường Hàm Nghi bây giờ à, thì để mà chỉnh quấn chính trị thì thường xuyên bầu dưỡng và giữ vững vậy, thành ra cái tinh thần ảnh luôn luôn giữ vững. Chi phí trực tiếp của Mỹ cho chiến tranh Việt Nam từ năm 1960 đến 1973 là 141 tỷ đô la. Con số ấy lên đến 700 tỷ nếu tính cả những chi phí gián tiếp. Số đô la khổng lồ ấy đủ để cuốn các đô thị miền Nam theo lối sống tiêu thụ phương Tây. Hoạt động trong bối cảnh như thế, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn phải tự tạo cho mình một vỏ bọc thích hợp. Và ông đã thành công đến mức sau ngày giải phóng miền Nam, chủ bút nhật báo Tin Sáng là Ngô Công Đức phải bất ngờ khi ông Ẩn thú thật. Chuyện ăn chơi mình nói dốc vậy thôi, không biết những chuyện như thế làm sao hòa nhập được. Ông Ẩn nhiều lần nhấn mạnh rằng những tin tức ông thu thập được sẽ vô nghĩa nếu không được chuyển đến đúng địa chỉ. Một trong hai người phụ nữ bất chấp hiểm nguy nhận làm cánh chim câu đưa tin cho ông Ẩn trong những ngày đầu từ Mỹ trở về là bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung, thường gọi là Tám Thảo. Cũng chính tại ngôi nhà của gia đình bà
người cụm trưởng cụm tình báo chiến lược H-63, được chở che qua phút sinh tử trong cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968, mà chúng tôi sẽ nói đến vào một dịp khác. Nhân dân đồng bọc rất là cẩn thận và rất nhiệt tình, nhất là cái nhà 136B đường Gia Long, những người ở xã Nội Vệ Bắc Ninh, ông Nguyễn Đông Phong, tía của cô Tâm Thảo, thì rất là nhiệt tình. Nhiều lần ông nói tôi là ông nói ba biết rằng con vô đây, con làm cách mạng, nếu mà con bị bắt trong gia đình của ba thì tiêu tan hết. Ba nói thiệt con là vốn hiện nay của ba là 36 triệu, mà lúc đó là vàng ở vàng chỉ có 3.000 lượng thôi nhá, mà bà ổng 36 triệu. Nhưng mà ba biết rằng, thấy không, nếu bị bắt thì tan quan hết và con cháu gì không đi học, nhưng mà con cứ yên tâm ở làm việc. Thì tôi nói một cái vậy để thấy rằng cái nhiệt tình ủng hộ của bà con đối với cách mạng. Chính sự che chở của nhân dân là điều kiện quan trọng nhất để người tình báo có thể sống và hoạt động giữa lòng kẻ thù, lọt được cả vào những vị trí không tưởng trong cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn, như thiếu tướng anh hùng lực lượng vũ trang Đặng Trần Đức, tức Ba Quốc. Ngay cả ông Phạm Xuân Ẩn khi ấy cũng chỉ biết ông là Nguyễn Văn Tá, sĩ quan phủ đặc ủy trung ương tình báo, hay như đại tá Nguyễn Văn Minh, tức Ba Minh, điệp viên mang bí số H3. Khi Nguyễn Cao Kỳ lật Nguyễn Hữu Có, đưa Cao Văn Viên lên làm tổng tham mưu trưởng, ông được Cao Văn Viên tin dùng và giao làm nhân viên văn thư bảo mật. Giờ đây, đôi mắt người mang bí số H3 ấy một bên lòa, một bên chỉ còn 30% thị lực, kết quả của những ngày đêm ông ngồi viết tài liệu ròng rã để kịp chuyển về cho cách mạng. Nhưng nhân vật huyền thoại được nhiều người biết đến nhất phải là Vũ Ngọc Nhạc, ông cố vấn của cả hai nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Ông nổi tiếng không chỉ vì leo được đến vị trí cao nhất, mà còn vì vụ án của ông khi được đưa ra xét xử vào tháng 11 năm 1969, đã được báo giới Sài Gòn mệnh danh là vụ án chính trị của thế kỷ, là vụ án gián điệp lớn nhất thời đại. Tên thật của nhà tình báo này là Vũ Xuân Nhã, từ nhỏ sống tại quê mẹ, giáo xứ Phát Diệm, Ninh Bình. Năm 1953, ông được ông Trần Quốc Hương tuyển chọn vào cơ quan tình báo quân sự để đào tạo cán bộ hoạt động trong giới công giáo. Năm 1954, Vũ Ngọc Nhạ là một trong số những tình báo viên chiến lược được đưa vào miền Nam. Sau khi vào Nam, ông nhận ra được những điểm mấu chốt trong mắt xích quan hệ giữa giới công giáo với chính quyền, yếu tố quan trọng về sau được ông sử dụng như một thủ pháp để hoạt động tình báo. Vũ Ngọc Nhạ đóng vai trò một người liên lạc và cung cấp thông tin giữa anh em họ Ngô với giới công giáo di cư. Chính ở vị trí này, ông không những thu được nhiều tin tức tình báo có giá trị, mà còn có ảnh hưởng nhất định đến một số thông tin trao đổi giữa hai bên. Từ đó, ông bắt đầu có biệt danh ông cố vấn. Sau cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, thế lực chính trị của công giáo phát triển nhanh. Cuối năm 1965, do sự tranh giành quyền lực quyết liệt trong nhóm tướng trẻ, tướng Nguyễn Văn Thiệu đã sử dụng Vũ Ngọc Nhạ trong vai trò liên lạc viên với công giáo. Ông Nhạ khéo léo sử dụng vai trò này để tạo dựng các mối quan hệ và gây ảnh hưởng đến giới chính trị gia cả trong dân sự lẫn quân sự, để trở thành một ông cố vấn lần thứ hai, nhất là từ khi tướng Thiệu đắc cử tổng thống. Để khai thác một cách triệt để sức ảnh hưởng và nguồn thông tin lớn, cấp trên mở rộng nhiệm vụ của ông thành mạng lưới, rồi cụm tình báo A22 do ông Nguyễn Văn Lê làm cụm trưởng, ông là cụm phó. Vào đầu năm 1967, cụm được bổ sung Lê Hữu Thúy, mật danh A25. Thành công lớn nhất của cụm này là cắm được cơ sở của ông Thúy là Huỳnh Văn Trọng vào vị trí phụ tá tổng thống. Chính ông Trọng cầm đầu một phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa sang Hoa Kỳ tiếp xúc, gặp gỡ hàng loạt tổ chức cá nhân trong chính giới Hoa Kỳ để thăm dò thái độ của chính phủ Johnson đối với cuộc chiến Việt Nam, đồng thời thu thập được nhiều thông tin tình báo chiến lược. Tuy tổ chức rất chặt chẽ, nhưng chính vì hoạt động của A22 gây ảnh hưởng sâu rộng đến chính quyền Sài Gòn, CIA đã nghi ngờ và tiến hành điều tra
nhưng mãi hơn một năm sau mới chuyển giao thông tin cho Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn. Vào giữa tháng 7 năm 1969, từ Vũ Ngọc Nhà, Lê Hữu Thúy, Vũ Hữu Luật, Nguyễn Xuân Hòe, Nguyễn Xuân Đồng, Huỳnh Văn Trọng, đến cả cơ sở Giao Liên đều bị bắt, chỉ trừ cụm trưởng thoát được. Giới Sài Gòn rúng động vì quy mô của vụ án. 42 cán bộ và cơ sở điệp báo hoạt động rộng và có ảnh hưởng trong nhiều cơ quan chính quyền cũng như các tổ chức chính trị, có cả một phụ tá tổng thống bị bắt. Nên cái chính quyền miền Nam, miền Nam Cộng Hòa đó, những cái nhân sự đều do Mỹ chuyển đến cả. Cái này năm 67 là Mỹ là đức cha hay là ông cha Đức Trâm Man và ông cha là Duy Hương này, là Duy Hương. Thế là nói về cái ý của người Mỹ giữa Nguyễn Văn Thiệu lên là tổng thống và Nguyễn Văn Thiệu là phó tổng thống. Và tất cả cái cơ chế của nó đây. Thì tôi nắm được cái tình hình, mà nhất là cái này là ông có bỏ đi, nhưng mà mình phải lấy nguyên bản. Tại phiên tòa có tòa án quân sự mặt trận lưu động quận 3, các thành viên cụm A22 quyết định biến vụ án gián điệp này thành vụ án chính trị. Lợi dụng mức ảnh hưởng và mối quan hệ sâu rộng, các bằng chứng công khai cũng như tình thế chính trị bây giờ để dẫn phiên tòa vào bế tắc. Và họ đã thành công. Nhân chứng quan trọng nhất thì tòa lại không triệu tập được, vì chính là tổng thống. Do các bị cáo đều lập luận rằng họ hoạt động theo yêu cầu của tổng thống và lương tâm tôn giáo. Không có bằng chứng để khép tội tử hình, tòa tuyên các ông Nhã, Thúy, Trọng, Què án chung thân khổ sai. Những thành viên khác bị kết án từ 5 đến 20 năm tù. Năm 1973, chính quyền Sài Gòn trao trả ông Vũ Ngọc Nhà cho phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhưng không phải tất cả những chiến sĩ trên mặt trận thầm lặng này đều có thể bình yên trở về. Trong số những người ra đi sớm nhất có Phạm Ngọc Thảo. Xuất thân trong một gia đình điền chủ theo đạo Thiên Chúa, quốc tịch Pháp, ông còn có tên Albert Phạm Ngọc Thảo. Được Ngô Đình Diệm tin cậy, ông từng là tỉnh trưởng Kiến Hòa, nay là Bến Tre, với cấp bậc trung tá. Đầu năm 1965, dù biết đã bị lộ, ông vẫn liên hệ móc nối với các lực lượng đối lập khác để làm đảo chính. Cuộc đảo chính nổ ra trưa ngày 19 tháng 2, nhưng chỉ làm chủ đài phát thanh trong một thời gian ngắn rồi bị dập tắt. Ông đào thoát, sau đó bị bắt và kẻ thù tra tấn ông đến chết vào đêm 17 tháng 7 năm 1965. Năm 1995, nhà nước truy tặng Phạm Ngọc Thảo danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với quân hàm Đại tá. Còn có một nơi mà các thế hệ tình báo viên lỗi lạc đều ở bên nhau trong danh tính và quân hàm thật của mình. Đó là tòa nhà số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Bảo tàng Tổng cục 2, nơi lưu giữ gần 6.000 hình ảnh và hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ở vị trí trang trọng nhất của nhà bảo tàng, người xem sẽ gặp lại chân dung tất cả các nhân vật được nhắc đến trong tập phim này, cùng những người đồng đội,
những cấp trên của họ. Đã có rất nhiều phần thưởng dành cho đội ngũ xuất sắc này: huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh, 35 huân chương độc lập, 1249 huân chương chiến công, 26 lượt tập thể, 29 cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 2 đơn vị được phong tặng anh hùng lần thứ 3. Nhưng đối với những điệp viên huyền thoại ấy, thì có lẽ phần thưởng lớn nhất, cao quý nhất chính là nền hòa bình mà họ đem lại cho thế hệ hôm nay. Khi xuất hiện trong những thước phim này, ông Phạm Xuân Ẩn đã là một cụ già tóc bạc da mồi, buồng phổi héo khô, chỉ giữ lại vẻ dí dỏm độc đáo của một ký giả danh tiếng. Nhưng điều đáng nao lòng nhất là thảng hoặc chúng tôi lại bắt gặp vẻ ưu tư hiện hiện đằng sau phong thái hài hước quen thuộc ấy. Có lẽ đó chính là những lúc mà quá khứ âm ấp ùa về chịu nặng trong một con người đã can dự vào không ít những sự kiện lịch sử của đất nước và đã chứng kiến quá nhiều buồn vui, được mất của một giai đoạn khốc liệt. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được người Mỹ xem là trận đánh lớn nhất, kinh hoàng nhất của chiến tranh Việt Nam, vì nó diễn ra đồng loạt ở 36 trong 44 tỉnh của miền Nam Việt Nam. Có tới 64 thành phố thị xã bị tấn công. Tại Sài Gòn Chợ Lớn, mục tiêu bao gồm cả Tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng Tham mưu, Đài Phát thanh Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát và Sở Chỉ huy các sư đoàn bộ binh Mỹ. Ngày 20 tháng 4 năm 68 thì Tâm Hà nó ra, nó đầu tại Bó Cua Đông. Tâm Hà là tên thiệt, nó là Trần Văn Đắc, dân Cần Thơ, phó chánh quỹ, trung tá, phó chánh quỹ cánh Bắc, cánh phía Bắc đi xuống. Thì tôi đang chuẩn bị chỉnh quấn cho đơn vị võ trang tại Bến Cát, thì đồng chí liên lạc võ trang cầm xuống đưa một cái thơ qua tóc của đồng chí Sáu Trí, trưởng phòng, viết trọng là có một cán bộ cao cấp của ta ra đầu giặc, trên chỉ thị anh phải ra thành lấy cái bản khẩu cung của nó đem về. Thì vô thành rồi đó mình mới đi gặp Phan Xuân Ẩn, gặp Phan Xuân Ẩn và nói chỉ thị trên bằng mọi giá lấy gấp cái bản khẩu cung này, bị trên ta nói cán bộ cao cấp cho mình có biết là ai. Con thằng Văn Báo mới kêu lại, thì để trên Thượng tá Việt Cộng Tám Hà đã về với chánh nghĩa quốc gia, một thằng tiếp lớn. Thì lập tức là giả bỏ mình lên cái xe rồi nâng cấp của giả đó, là chở chị vô tới đằng trước cái bằng Lăng Ông Bà Chiểu á. Giả biết cái chỗ đó, vì nói cái gì thì giả biết, nói cái đó thì giả biết chỗ đó có. Đậu trước Lăng Ông Bà Chiểu cái bằng ám tín hiệu gì đó, giả kêu cái tay trung sĩ thám báo của gia đình ra. Thằng đó đó thì không phải cơ sở của mình mà gia nuôi từ đầu đó, nó nói có bản khẩu cung đó.
thì tôi vô tôi lấy cho, nhưng mà một điều kiện là đúng giờ làm việc các ông phải đem trả liền, chứ không nó kiểm tra chết tài liệu quan trọng. Thì đem về thì tôi sao chụp đồ hết, thì đúng giờ đó Phạm Xuân Ẩn đánh xe lại đi xuống, hai người cùng tới và trả nó đúng hẹn. Thì trong đó đó nói chung là Tâm Hà nó khai hết, khai quan trọng nhất là cái vùng mà giấu DKB, vì ta chuẩn bị chi vô Tân Sơn Nhất 500 trái. Thì DKB đó bằng giác dai của dân công đưa xuống từng người một một cái, thấy không? Đưa xuống để mà giấu ở phía Bắc Hóc Môn, Bình Mỹ á, khi mở màn đợt 2. Thế là Mỹ nó biết cái đó, nó đem B-52 nó thả sát đó hết, thả dập xuống bùn hết. Sau đó Phạm Xuân Ẩn là chở tôi đi, đi vô công ty Năng Tan để mà khai thác, nghe mấy thằng Mỹ nó nói về cái vụ Tám Hà ra đầu. Thì mấy thằng tình báo chiến lược á, thì nó nói Johnson á, có chỉ thị qua là tuyệt đối không cho giặc, nghĩa là không cho Việt Cộng mở đợt nữa. Vì đợt 1 đã nhức nhối lắm rồi, giờ nếu nó mở đợt 2 nữa thì uy tín Mỹ sụp đổ không còn gì nữa. Đó, chỉ thị Johnson bên đó qua, mấy thằng tình báo chiến lược nó nói cái đó Johnson chỉ đạo đúng, vì uy tín đã bị hạ xuống thấp. Johnson đợt 1 đã không ra ứng cử nữa đâu, bây giờ nó quấn một đợt 2 nữa chỉ còn thương lượng thôi. Đó, thì như vậy là mấy thằng chiến lược nói vậy. Nhưng mà mấy thằng chiến thuật á, sư đoàn của Mỹ rồi đó, cấp sư đoàn, nó nói Việt Cộng cứ để cho nó quấn ra đây, mình dễ tiêu diệt nó. Đó, còn nếu mà mình phải vô rừng quấn nó thì thiệt hơn. Thì nhưng ảnh chở tôi đi khai thác mấy thằng Mỹ đó, rồi chở vô cái chỗ tổng tham mưu gặp đại tá Lợi đó, nó cũng nói cái giống vậy. Thì về tôi là cái người soạn thảo báo cáo, tôi nói đây tài liệu nguyên bản, tôi Phạm Xuân Ẩn lấy được vậy, nguyên bản các anh nghiên cứu, nó khai không còn gì hết, và quánh bom hôm nay ở Sài Gòn ghê lắm. Còn bây giờ thì ý kiến của những thằng chiến lược vậy, ý kiến của những thằng chiến thuật vậy, và cái người tại chỗ là tôi đó, chỉ có cái đề nghị thế này: nếu ta chuẩn bị kỹ rồi đàng hoàng thì mình sốc tới, không ngại hy sinh đánh một đợt nữa cho nó sụp cái uy tín chính trị nó luôn. Thì cái Tết Mậu Thân rồi là nó quyết là ngưng chiến tranh ngoài Bắc, nhưng mà không có thay đổi à, nghĩa là quân đội ngoài Bắc phải rút nó mới để yên được. Trong Nam này thì nó đồng ý lập cái chính phủ liên hiệp ba thành phần, với điều kiện Mặt trận Giải phóng phải lập một chính phủ lâm thời. Cho nên là thương lượng ở Paris năm 68, 69 mới thành lập chính phủ lâm thời. Thì thằng Nixon nó là chịu thương lượng. Ông Ẩn luôn bảo rằng mình chỉ là cái chấm nhỏ nhoi trong hệ thống tình báo. Bởi ông hiểu khi người chiến sĩ giao liên mang tài liệu của ông bên mình là mang theo nỗi hiểm nguy tính mạng trong từng bước chân của họ. Trong giai đoạn ông Tư Cang làm cụm trưởng, trong số 47 chiến sĩ thuộc đường dây vũ trang của cụm, có 25 người ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ, và còn rất nhiều người hy sinh để đảm bảo liên lạc thông suốt. Vì vậy, gần như là một phép lạ khi người phụ nữ này không một lần bị lộ, không một lần sơ hở trong suốt 15 năm dòng đảm đương công việc giao liên tình báo cho X6, tức Phạm Xuân Ẩn. Tên bà là Nguyễn Thị Ba, nhưng cũng có thể gọi bà bằng những cái tên khác như Nguyễn Thị Mai, hay Mỹ Lệ, hay điệp viên bí số B3. Bà lập gia đình năm 1941, nhưng trong hơn 30 năm, thời gian họ ở bên nhau chỉ đếm bằng ngày. Năm 1954, bà còn phải đứng trước chọn lựa, nếu lên tàu tập kết thì sẽ sum họp với chồng, nhưng lại phải xa con. Trái tim người mẹ khiến bà ở lại, nhưng rồi vì nhiệm vụ mà bà phải gửi con để làm công tác mật. Bà xa chồng xa con như thế, để trong vỏ bọc của một người bán hàng rong, một người làm thuê ở mướn, thực hiện một nhiệm vụ tối mật là chuyển giao những thông tin quyết định cục diện cuộc chiến tranh giải phóng. Chính bà cũng không thể nhớ hết bao nhiêu lần mang theo người những tài liệu quan trọng, chỉ biết bao giờ bà cũng hoàn thành nhiệm vụ, và hoàn thành xuất sắc, chưa một lần bị giặc nghi ngờ khi đi lại giữa một Sài Gòn nhung nhúc chỉ điểm mật vụ. Năm 1961,
ông Ẩn đã dàn xếp một tai nạn xe hơi mà bà Ba là nạn nhân để không khai hóa việc gặp gỡ của họ. Từ đó, an nguy sinh mệnh cả hai gắn chặt với nhau. Bà và ông Ẩn thuộc lòng từng cử chỉ, ánh mắt, ám hiệu trong lời nói của nhau. Hoàn hảo đến mức sau này ông Phạm Xuân Ẩn nhận định, chị Ba là mô hình của công tác giao liên tình báo. Sau ngày chiến thắng, năm 1976, bà Ba được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, mang quân hàm thiếu tá. Nhưng với bà, không có phần thưởng nào lớn lao hơn là được góp một phần nhỏ bé công sức của mình vào cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, được sống một cuộc đời bình dị, an vui cùng con cháu. Năm 61, tôi được học nghị quyết một tháng, rồi xuống ở trên phòng đó, giao tôi xuống là bây giờ công tác mặt đầu tiên gặp ông Ẩn. Nhưng mà hồi đó tôi đón ổng cũng như ông Khổng vậy nha, đón tới 3 ngày. Không, ở trên cho tôi đi lại đón ổng, mà không biết tại sao mà tôi đón tới 3 ngày. Không, mà tôi trong bụng cũng buồn. Thế ông này sao như ông Khổng Minh vậy? Không, thì chỉ cho lại cái chỗ nhà thờ miễn phí thì lại đón mà đi 3-4 lần. Đi viết cái bó quà trong héo hết trần. Cái đi hoài không thấy. Cái tôi đi về. Tôi về cái bữa sau đi lần bữa thứ hai cũng không gặp. Cái một bữa thứ ba đó gặp ông gặp cái ấm vô lớn này nè. Hồi đó hút cho cái ấm điếu bự á, ấm vô này nè. Trời thấy ông cao lớn đi ra phải không? À, cái thấy mừng quá. À, cái tôi hỏi ông, cậu phải đi chơi hả? Cái dạ, chị Ba đi chợ hả? Cái thì hai người gặp nhau. Vì họ dùng sôi đậu. Dùng mà kêu bằng nửa ta, nửa địch. Thì từ đó họ đưa cái người chính thức đi ra đây mới liên lạc với tôi. Và cái người đó thì là hoàn toàn hợp pháp bên này. Rồi vô dùng sôi đậu, từ dùng sôi đậu đi vô dùng giải phóng. Không, nó mới đưa lên trên rồi nó mới gửi, mới bánh máy nó gửi ra Hà Nội. Thì hồi đó đầu tiên đặt ông Khách viết cái chữ cổ này nè. Cái tài liệu ông Khách trong à. Thì xuống là giao cho ổng. Thì đâu biết ông tên gì đâu. Thì sao nó giải phóng rồi. Tôi mới biết ổng tên Ẩn, tên Trung. Tôi nói vậy ha. Cái năm 66 á, đưa ra năm thiếu tá. Thiếu tá tình báo. Thì khi mà 69 á, về chỉ còn mình tôi. Nghĩa là 5 người để điều khiển 5 cái lứ. Thì có người bị thủ tiêu như anh Nguyễn Văn Lộc. À, mà bây giờ Tuyên Dương Anh Hùng lực lượng võ trang năm rồi đó. Nha. Anh cũng cụm trưởng rồi có những cụm tiêu tan đưa vô cái dành máu ngựa của tòa án quân sự ngụy như là cụm A26 của anh Ba Minh, anh Vũ Ngọc Nhã, anh Quỳnh Văn Trọng rồi đó. Đứng một dãy trên cái tòa của nó. Thì nói chung nhiều cụm tan dở và bị bắt. Mình phải nói một cái đối thủ là tình báo Mỹ thì không vừa đâu. Không, vô đó mà so cũng như so gắn với tình báo Mỹ là không mới vừa. Lúc trước thì á, tôi sẽ làm cách mạng là vô trong cái ngành này đó. À, tôi nói tình nguyện, một là chết, hai là không có khai, nhất định là không khai báo cái gì. Theo mình tôi nói chết một lần à, chứ không chết hai lần. Theo mà chết vinh hơn là thống nhục. Mình chiến đấu, mình làm tình báo trong một cái chiến tranh nhân dân để làm cái nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Thành ra cái đó nó hợp lòng dân vậy đó. Mà đặc biệt đế quốc nó không thể có được. Và đó là chúng ta từng lên giặc ở chỗ đó. Trong 15 năm liên tục, cụm tình báo H63 đã lấy Củ Chi làm bàn đạp để đảm bảo liên lạc thông suốt giữa cấp trên với Phạm Xuân Ẩn. Tất cả bắt đầu vào một ngày cuối năm 1960. Người nữ giao liên Tám Thảo được cử nối lại liên lạc giữa cấp trên và ông Phạm Xuân Ẩn sau 2 năm mạng lưới bị đứt vỡ. Bà đưa ông Ẩn vào Phú Hòa Đông nhận nhiệm vụ. Sau đó, việc giao liên được các đồng chí cấp trên giao lại cho bà Nguyễn Thị Ba để đảm bảo bí mật và an toàn. Chỉ những khi có việc đột xuất thì ông Ẩn mới tìm đến bà nhờ liên lạc và chuyển thông tin giúp. Nói một cách hình ảnh, bà là một con đò đưa qua bờ kia cho cách mạng bao nguồn tin quý giá. Là phiên dịch cho một thiếu tá tình báo Hải quân Mỹ, bà lấy được nhiều tài liệu phục vụ cho cách mạng. Và sau trận mậu thân được thưởng huân chương chiến công. Từ năm 1969, bà vào hẳn trong chiến khu. Và do vậy, may mắn hơn ông Ẩn
vì có thể đường hoàng mang chiếc huân chương kia trên áo. Tôi nhớ là một lần đi trên cái xe rồi nâng cách á, đi thẳng về hướng về Dinh Độc Lập, tôi nói cái tài liệu anh đưa ra rất có giá trị, và ở trên báo là thưởng cho anh cái huân chương chiến công hạng nhất. Thì anh trầm ngâm vậy lâu rồi cũng nói, đời tụi mình làm tình báo, không biết có bao giờ tụi mình được đeo những cái huân chương đó không, vì cái màn này chương hạ mà biết, chưa biết bao giờ nó sẽ hạ màn, thì làm sao mà mình trở lại đời thường để đeo cái đó. Những câu nói mà tôi rất nhớ mãi là một con người quyết phục vụ suốt đời, yêu ngành yêu nghề, phục vụ suốt đời cho đảng, cho cách mạng, cho đó. Ông Ẩn không giả vờ khiêm tốn khi nói rằng những phần thưởng ông nhận được đều quá lớn lao, vì dù tận sau ngày chiến thắng ông mới được biết về những tổn thất của cụm H-63. Nhưng là một nhà báo bẩm sinh, ông có thể hình dung các đồng chí của mình phải hy sinh như thế nào mới bảo vệ được những nguồn tin quý giá mà ông chuyển về cho cách mạng. Ai từng quen biết ông Ẩn không thể không nhớ đến những con chó của ông. Những con vật khôn ngoan và trung thành cũng là hai đức tính hàng đầu của nghề tình báo. Cùng với chiếc xe Renault cũ kỹ, một chú chó tháp tùng là hình ảnh quen thuộc của ký giả nổi tiếng Phạm Xuân Ẩn. Ra vào các nhà hàng Victory, Girard hay Continental là những nơi lui tới của dân báo chí và các chính khách, ông đều dắt chó theo. Khi ông sao chụp tài liệu thì chó canh cửa cho ông. Còn với bên ngoài thì đó là một thứ ngụy trang tuyệt hảo cho phong cách sống kiểu Tây phương đương đại. Mấy ai biết ông không chỉ xem chó như một vệ sĩ, là kẻ canh giữ, mà còn như bạn bè. Hơn thế nữa, ông từng nói rằng con chó dạy ông lòng trung thành, cũng như loài chiên khuyên ông luôn làm việc, còn loài cá thì dạy ông cách im lặng. Từ năm 62 thì ông đã cung cấp cái kế hoạch Staley Taylor, tức là cái kế hoạch bình định miền Nam bằng cái ấp chiến lược, bằng cái quốc sách ấp chiến lược đó. Thì ông lấy nguyên cái tài liệu đó ra cho cách mạng. Thì như vậy tài liệu đó đưa cho tôi đưa giao thông, đưa về trên, và trên đánh giá rất cao để mà phá cái quốc sách ấp chiến lược của giặc. Rồi kế hoạch McNamara, hàng rào điện tử, rồi tăng cường cái ngân sách quốc phòng như thế nào, rồi huấn luyện binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thế nào, có những cái tài liệu huấn luyện gì để hoài là chiến lược, chiến thuật, strategic tactic. Thì như vậy là nó về cái này nè, chụp hình nguyên bản đưa ra ngoài Hà Nội để mà biết Mỹ nó huấn luyện Việt Nam Cộng Hòa, binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa theo cái phương hướng này. Và trên nó cũng đánh giá rất cao cái đó. Và từng năm quý nhất là ông lấy được những cái tài liệu của từng năm của giặc, kêu bằng cái kế hoạch AB, từ AB 146 mà đổ tới sau này. Thì AB là gì? Là tất nhiên là cứ tháng 11 năm nay vừa kết thúc cái khóa đó, thì như vậy là nó đã soạn cái kế hoạch cho năm tới, thì nó gọi là AB. Thì như vậy là mỗi một bên là cái tay tổng chỉ huy của Mỹ bên đây ký, bên là tay bộ trưởng quốc phòng đại tướng của Việt Nam Hòa ký. Thì kế hoạch đó nó ký xong một tuần thì ông Ẩn lấy được và đưa ra ngoài Bắc để mà nghiên cứu. Thì cái đó rất là có giá trị, là gì? Giặc nó trù tính năm tới làm cái đường hướng, cái chính sách, cái chủ trương như thế nào, và cái chiến lược chiến thuật nó đi làm sao, thì chúng ta nắm được cái đó. Tất nhiên là ông Ẩn từng năm cung cấp cái đó và nhiều cái kế hoạch đột xuất khác. Ví dụ như kế hoạch mà tụi nó sẽ đảo chánh, sẽ đánh qua Campuchia năm 70, ông cũng báo trước. Và cái kế hoạch mà ném bom để tiêu diệt cái rừng của Trung Ương Cục năm 70 đó. Cái cuộc đảo chánh mà Lenin nó lật xe nút xuống cũng được báo trước cho chúng ta. Còn cái kế hoạch mà nó hàng ngang cái đường chỗ đường chính Nam Lào, cuộc hành quân đó cũng báo trước.
Thành ra mình mới dồn các binh quả lực vô dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Trọng Tấn để mà đánh bại cái đường chính Nam Lào. 8 giờ ngày 8 tháng 2 năm 1971, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố mở cuộc tiến công cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh. Hoàn toàn không ngờ rằng đối phương đã biết tường tận về chiến dịch gọi là Lam Sơn 719 này. Một ngày tháng 3 năm 2006, có một đoàn khách Mỹ tìm đến đất Quảng Trị với mục đích khá lạ lùng, là để thay thế ký ức. Đó là hai cựu chiến binh James Larry Wheelock và John Scott Jones cùng hai con trai. Hai thanh niên này được sinh ra sau cuộc chiến Việt Nam và đến đây để được bố chỉ cho thấy vị trí sân bay Tà Cơn Khe Xanh, nơi ngày trước ông may mắn thoát chết trong lửa đạn cuộc chiến. Nhưng nếu đã gọi đây là một cuộc điều trị, thì ông Jones chỉ thực sự gặp được người thầy thuốc có thể chữa lành vết thương ông mang trong tâm trí suốt 35 năm qua, khi ông gặp được cựu chiến binh Việt Nam Hồ Văn Sang, người rất có thể từng chĩa súng vào ông. Bây giờ thưa với mấy bác này, đây là ông John, Scott John. Ông ta ở Khe Sanh là từ tháng June 67, từ tháng 6 năm 67 cho đến tháng 3 năm 68. Trên Khe Sanh, trên ngọn núi 950 nè, là ông ta bị thương trên đó một lần và bị thương ngọn núi 1015 gọi là đôi đồng chí đấy. Vâng. Là một lần hai người chạy chạy đi là con của ông ta. Ngày xưa là không chết, chúng tay này, chúng tôi. Em ơi, em bởi nhiên này. The war is over, and I wanted to come back to Khe Sanh and bring my sons. Tôi trở lại mảnh đất này với hy vọng khi quay về nhà sẽ thấy lòng mình được thanh thản, không như cái cảm giác tệ hại mà tôi đã nếm trải lúc rời mảnh đất này vài chục năm trước. Tôi dẫn con trai tôi đi cùng để nó hiểu hơn về đất nước Việt Nam xinh đẹp này và con người Việt Nam tốt bụng như thế nào. Nhiều cựu chiến binh Mỹ cũng muốn trở lại thăm Việt Nam và tôi muốn mình bỏ lại hẳn những hình ảnh của quá khứ lại sau lưng khi trở về nước sau chuyến đi này. Năm xưa, tôi và người anh em này đã cầm súng chiến đấu ở cùng một nơi, nhưng lại là kẻ thù của nhau. Tôi đã đi dưới những tán rừng rậm trong cơn mưa tầm tã, mà dưới chân là những xác chết. Trong lòng tôi dấy lên suy nghĩ, ở chiến tuyến bên kia, người anh em này là ai? Hình dạng ra sao? Cuộc sống ra sao? Gia đình như thế nào? Suy nghĩ về tình cảm của anh ta có gì khác với những người Mỹ như chúng tôi? Nhiều thanh niên Mỹ trẻ tuổi, họ đã không hiểu được điều này. Họ nghĩ rằng đây là một cuộc chiến tranh mang tính chính trị, và họ chỉ dựa vào những điều họ nghe từ những người khác, mà bản thân những người nói ra cũng không hiểu gì về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Chắc chắn, 35 năm trước, khi đang tìm mọi cách để chút hỏa lực vào nhau, chẳng ai trong hai con người khác màu da này nghĩ rằng sẽ có lúc họ sẽ chia cho nhau hơi ấm từ một bếp lửa để cùng nhớ về mảnh đất được mệnh danh là nghĩa trang không bia mộ. Chỉ tính riêng trong chiến dịch Niagara tháng Giêng năm 1968, máy bay Mỹ dội gần 104.000 tấn bom xuống một vùng diện tích 13 cây số vuông quanh Khe Sanh, một trong những cuộc dội bom khủng khiếp nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới. Nhưng bất chấp cả B-52, cả hàng rào điện tử McNamara và thuốc khai quang, đường Trường Sơn tồn tại gần 6.000 ngày đêm với tổng chiều dài gần 2.000 cây số đường ô tô, chuyển được hơn 1 triệu tấn hàng, vũ khí vào cho các chiến trường
bảo đảm chỉ huy hành quân cho hơn 2 triệu lượt người vào chiến trường hoặc từ chiến trường ra Bắc. Vận chuyển cơ động 10 lượt sư đoàn, 3 quân đoàn, hộ tống 90 đơn vị binh chủng kỹ thuật. Vị trí chiến lược của Quảng Trị đã biến nó thành một vùng đất dày đặc di tích. Toàn tỉnh có tới 498 di tích lịch sử. Đã có lúc nhiều tên núi, tên làng ở đây luôn xuất hiện trong bản tin thời sự các hãng thông tấn thế giới. Nhà báo Oriana Falassi, nữ phóng viên chiến tranh người Ý, đã đến miền Nam Việt Nam 3 lần, trước và sau Tết Mậu Thân, trong tác phẩm Cuộc Sống, Cuộc Chiến Tranh và Rồi, đã viết về một trận đánh nổi tiếng ở đây, trận Khe Sanh 1969 như sau. Khe Sanh là một căn cứ nằm cạnh biên giới Lào. Hiện nay, đó là cái bẫy nguy hiểm nhất ở Việt Nam. 6.000 thủy quân lục chiến đang bị bao vây. 40.000 quân Bắc Việt Nam đã vây hãm nó dưới một trận mưa bom suốt 45 ngày qua. Không bằng lòng với việc dội pháo suốt ngày đêm, quân Bắc Việt bắt đầu đào đường hầm để xâm chiếm căn cứ từ bên trong. Một trong những đường hầm đó đã dừng lại trước dây thép gai có 100 mét. Người ta bắt buộc phải so sánh nó với Điện Biên Phủ. Không phải tình cờ mà người danh cái bẫy vĩ đại này lại là tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến thắng ở Điện Biên Phủ. Người ta từng tính rằng mỗi người dân sống trên mảnh đất binh vĩ tuyến 17 này phải hứng chịu 7 tấn bom. Từng tấc đất ở đây bị chà đi sát lại để bảo đảm không còn lực lượng đối kháng. Vậy mà chiến tranh vẫn đi dần đến hồi kết, không theo cách người Mỹ mong muốn, sau khi Quảng Trị được giải phóng năm 1972. Sự kiên cố của những công trình phòng thủ quân sự này không làm thay đổi kết cục tất yếu của chiến tranh, mà chỉ giúp chúng có điều kiện tồn tại như những vật chứng bền vững của một cuộc chiến khốc liệt. Nạn nhân của cuộc chiến này lên tới con số hàng triệu, chưa kể hàng vạn người thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba đến nay tiếp tục bị chất độc da cam hủy hoại. Chỉ trên đất Quảng Trị, ngoài nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 quy tụ 10.045 nấm mộ liệt sĩ, còn có 71 nghĩa trang là nơi an nghỉ của liệt sĩ thuộc nhiều binh đoàn trên nhiều mặt trận. Nỗi đau ấy không dễ hình dung với thế hệ trẻ, càng khó hình dung với những thanh niên đến từ các quốc gia mà bóng đen chiến tranh đã vĩnh viễn tan biến từ hơn nửa thế kỷ trước như Nhật Bản. Nơi giúp thế hệ hôm nay có thể cảm nhận được nỗi đau chiến tranh không chỉ là những bảo tàng, những nhà tưởng niệm hay vùng chiến trường xưa. Có những ngôi nhà mà ở đó chỉ toàn hình bóng người chết, không gian thờ cúng nhiều hơn không gian dành cho người còn sống. Những ngôi nhà quạnh hiu và nặng trĩu nỗi buồn. Những ngôi nhà mà người ta dễ dàng nhìn thấy ở Điện Bàn, ở Củ Chi và ở khắp các vùng nông thôn khác của Việt Nam. Có vẻ khó tin nếu có ai nói với họ rằng có một gia đình ở Quảng Nam đã bị chiến tranh cướp mất đến 11 người con và cháu. Cái giá máu xương cho hòa bình dân tộc và độc lập của Tổ quốc hôm nay là không gì có thể sánh được. Chiến tranh đã thực sự lùi xa khi những người cựu binh Mỹ như James Larry Whitlock và John Scott Jones trở lại chiến trường xưa. Họ đều có chung nỗi kinh ngạc về những đổi thay trên mảnh đất này. Quảng Trị giờ đây là đầu cầu về phía Việt Nam trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây đối với các nước Lào, Thái Lan, Myanmar, là điểm giữa của con đường di sản miền Trung và con đường huyền thoại. Những cái tên gắn liền với một ký ức tràn ngập bởi khói súng, máu, bùn lầy và tiếng nổ, giờ đây là những địa điểm thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan tuyến du lịch vùng phi quân sự DMZ. Trong 81 ngày đêm đỏ lửa hè 1972, hơn 300.000 tấn bom đạn đã rút xuống Quảng Trị. Sức công phá của số bom đạn ấy gấp 7 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima của Nhật Bản
nhưng sự sống vẫn mạnh hơn tất cả. Những bông hoa bình yên nở trong một ngày êm ả, vui sum vầy bên người vợ hiền và cùng đón chờ một mùa xuân mới. Chúng tôi tin rằng đây chính là những hình ảnh mà ông Phạm Xuân Ẩn cách đây hơn 30 năm trước đã đôi lần mơ thấy trong những giấc mơ thường chập chờn vì lo lắng với bao trách nhiệm nặng nề, vì không biết mình có còn sống đến ngày hòa bình. Trong ngôi nhà tĩnh lặng ở số 214A đường Lý Chính Thắng, cuối cùng ông đã có được niềm hạnh phúc được sống như chính mình, được sống như một người bình thường. Sau khi mà đã có cái lệnh là chuẩn bị để mà đánh dứt điểm người Mỹ thì anh Hai Trung mới biết đó. Thì anh có viết thơ cho tôi, anh mới nói thế này, anh nói rằng là tôi xin đề nghị anh báo lên cho cấp trên đó. Tôi đó là đã mấy chục năm trời là luôn luôn làm công tác ở trong lòng địch, tôi đã đem hết sức mình ra để phục vụ tổ quốc, nhưng mà tôi cũng vẫn chỉ là một cái coi như mang cái tiếng là một người tay sai của địch. Thì điều đó tôi nói là tôi là vì cái lòng yêu nước, yêu cách mạng thôi, tôi phải chịu hy sinh. Nhưng mà nếu theo tôi thì tôi đề nghị rằng bây giờ đã đến cái lúc giải phóng đất nước, thì tôi nghĩ rằng nhiệm vụ tôi đối với tổ quốc như thế là cũng đã là tròn. Thì tôi chỉ có cái mơ ước là tôi được sống là một người dân bình thường ở trong cái đất nước độc lập tự do, là cái ước mơ cao nhất, chứ tôi không cần gì cả. Thì tôi xin đề nghị cấp trên là cho tôi ngưng công tác và cho tôi trở ra như tổ quốc. Đấy, anh viết cái thơ như thế. Được cái thơ đó tôi suy nghĩ dữ lắm. Bây tôi biết rằng cái giá trị của anh như thế nào, tôi biết. Và tôi biết rằng cấp trên đánh giá cái vấn đề này, cho nên đó, anh xin cái này chưa chắc gì cấp trên chấp thuận. Bởi vì mất một cái người như thế mà đến cái giờ chót đó đó, thì anh hoàn toàn là không có bị lỗi gì cả. Thằng Đức không có, không nghi ngại gì cả. Đó. Nhưng mà đối với tình cảm như thế, thì tôi cũng suy nghĩ rằng điều đó cũng đáng cái nguyện vọng của anh là chính đáng, không? Bởi vì nói về cho chúng tôi là chiến đấu hy sinh dầu cho chúng tôi có chết thì chính quyền người ta biết đây là liệt sĩ, đây là người vì tổ quốc, không? Cái điều đó nó đối với mình nó về mặt tình cảm, về mặt vinh dự thì kia mình thấy mình đầy đủ. Nhưng mà đối với người đang ảnh giả tỷ như ảnh bị hy sinh, khai sau này có ai biết ảnh như thế nào không? Mình nghĩ như thế là một cái sự quá lớn. Nghĩ về tình thì tôi nghĩ cũng tội nghiệp, cho nên lúc đó tôi mới chuyển cái thơ của ảnh, không? Và tôi viết thêm một cái thơ tôi báo cáo về phòng. Tôi nói theo tôi thì cái này á, anh nhân công tác cũng là điều đáng tiếc, nhưng mà điều trước cái tình cảm như thế này thì tôi đề nghị cấp trên nên nghiên cứu và nên chấp thuận với anh. Gặp như thế báo cáo là tôi chuyển lên trên đó, thì có lẽ là ở trong Nam này không dám có ý kiến đâu, phải chuyển ra tới ngoài Trung ương đó. Cho nên chờ đợi một thời gian cũng khá lâu, đến từ gần ngày chót rồi mà không có trả lời gì được cả. Ảnh một hai lần anh hỏi tôi ý kiến trên sao, thì tôi cũng biết ra đây, tôi nói đợi mấy ý kiến của anh Dũng theo đề nghị của anh Bình thì mới giữ anh lại, chứ phải đưa chị về, chứ anh ấy chỉ lập công xuất sắc ấy. Nhưng mà nếu mà đi nữa thì anh còn làm được nhiều việc. Còn ảnh người ta biểu anh di tản thì nói không, tôi là phóng viên chiến trường, tôi có trách nhiệm với tòa án chúng tôi, cho nên tôi đề nghị tôi phải ở tới giờ chót thì tôi mới biết được những cái tin tức, những cái này kia cho tòa báo của tôi, thì tụi Mỹ nó phải chấp nhận đấy. Cho tới giờ cuối cùng thì ở trên này Điện Phú chấp nhận cho anh Ẩn ở lại, không đi. Rồi chuyển ra, thì chuyển ra lúc đó là vợ con anh đã đi rồi. Lúc bây giờ đó thì chú bảo đi, thì phải đi, cũng như là ở trong bảo đi thì đi cho vợ con đi trước, thì phải đi thôi. Một mặt thì mình hiểu cái công việc của mình, như một mặt để mà mấy người kia mình vẫn phải đóng là cái vai người Việt di tản. Câu trả lời xác quyết của ông Ẩn cho câu hỏi Mỹ có can thiệp đó lại Việt Nam hay không? Vào thời điểm quan trọng của lịch sử, đã giúp Bộ Chính trị vạch đường hướng giải phóng miền Nam trong năm 1975. Ngày 12 tháng 4 năm ấy, kế hoạch di tản của người Mỹ bắt đầu với 276 nhân viên rời Campuchia. 10 ngày sau, Tổng thống Mỹ Gerald Ford tuyên bố chiến tranh Việt Nam kết thúc. 4 tiếng trước khi xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, chiếc trực thăng chở những thủy quân lục chiến Mỹ cuối cùng
rời nóc tòa đại sứ. Mình mừng là đất nước giải phóng, mình mừng đó. Thế nhưng mà mới đầu thì cũng nghĩ là chú cũng nghĩ là sợ không biết là ở trong nó cũng lại tính bảo là chú lại đi tiếp nữa nè. Thì thành ra lúc giờ cô cũng không biết như thế nào nữa, không biết là ông có đi hay ông ở lại. Lúc ấy á, là định là đưa anh đi thì vẫn nắm được Mỹ. Thế nhưng mà một số anh thấy anh có công, và hai nữa là muốn phong anh hùng. Cho nên nó xảy ra cái tình trạng là đến khi nó di tản đó, thì buộc lòng mình ảnh phải cho vợ con đi dân ra trước. Anh muốn đáng trở lại để chờ cái này tin như thế nào. Nhưng mà nếu mà anh để vợ con anh ở lại thì là lộ ra. Là mình đương lưỡng lự cái việc cho anh ẩn đi hay là để lại. Đã phái chị với các cháu đi rồi. Nhưng mà cái chuyện đó là nó trong một cái bối cảnh như thế, lúc đó chưa quyết định anh ở đi. Thì nếu mà là người vợ mà không thông cảm đó, mà không hiểu được công việc căng thẳng của chồng đó, thì là khó lòng đó. Tất cả thời điểm mà trong thời gian chú hoạt động, bởi vì lúc nào cũng như cá nằm trên thớt. Nếu mà một khi mà lộ một cái, mà chú bị bắt một cái, thì cả gia đình sẽ tiêu tan. Được phong anh hùng lực lượng vũ trang tháng Giêng năm 1976, nhưng vẫn không mấy người biết được quân hàm quân chủng của ông Phạm Xuân Ẩn. Chỉ biết ông là người của cách mạng, và người anh hùng ấy tiếp tục làm việc cho báo Tham đến khi văn phòng báo này ở Việt Nam đóng cửa. Hai Tung là một cái lao động về trí óc mà rất gian khổ trong thời kỳ đi học, cũng được Trung ương phải đi học, chứ phải là đơn giản đâu. Mà nhờ thế cho nên có một cái trí tuệ đó, mà có một tin tức mà tất thể những tin tức vào cho đồng chí có bộ óc lọc đó mà. Cái gì giả, cái gì thật đồng chí đã lọc được rồi. Đó là một cái quyết tâm của đồng chí. Thì cái đó là bắt nguồn từ một cái lòng yêu nữa, rất say sưa về nhiệm vụ. Không có cái việc gì vinh quang bằng để tìm làm nhiệm vụ này. Đây là một cái mặt trận đánh Mỹ đó mà, rất quan trọng. Và từ cái chỗ đó đồng chí lại có cái tài thứ hai nữa là cái vấn đề là giao tiếp rất giỏi. Làm quen giao tiếp rất giỏi, mà được các bạn bè, ngay những người Mỹ đó mà, đồng nghiệp hay là những sĩ quan hay những công chức của Mỹ rất là ưa thích. Với những chiến công tình báo được đánh giá có tầm cỡ quốc tế, Phạm Xuân Ẩn là niềm tự hào chung của nhiều người, đặc biệt là với thế hệ đàn em của ông trong cả hai lĩnh vực binh nghiệp và báo chí. Ngoài danh hiệu anh hùng, ông đã được tặng thưởng huân chương độc lập hạng 2, huân chương quân công hạng 3, huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng 1, 4 huân chương chiến công hạng 1, 2, 3, 3 huân chương chiến công giải phóng và 3 huân chương chiến sĩ vẻ vang. Nặng hơn. Chúc chú cùng với gia đình một năm mới rất là vui vẻ. Không ai có mặt ở đây biết rằng họ vừa tặng ông Ẩn những nụ mai của mùa xuân cuối cùng trong cuộc đời ông. Năm 2003, ông từng vượt qua cơn bạo bệnh và trở về với hai lá phổi chỉ còn làm việc 1/3 khả năng. Hơn ai hết, ông biết rõ thời gian sống của mình không còn nhiều, nhưng chưa bao giờ bóng đen của cái chết có thể làm mất đi vẻ thanh thản trên gương mặt ông. Một con người đã sống một lúc hai đời sống, mà cả hai đều trọn vẹn cho một mục đích, một cuộc chiến đấu, một lý tưởng. Thank you.
đúng như lời bài hát của họ. Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Trên nhiều xóm làng của đất nước Việt Nam, những con người này đã tập hợp về đây đứng bên nhau trong đội ngũ tình báo quân sự. Họ đã chiến đấu cho sự nghiệp chung giải phóng dân tộc. Nhưng vũ khí mạnh nhất của họ không phải là cây súng, và cũng khác với mọi binh chủng. Tình đồng đội đồng chí của những chiến sĩ trên mặt trận đặc biệt này ngày ấy thường phải giấu kín. Thậm chí nhiều khi họ còn hoàn toàn không biết người đồng đội đang chia sẻ hiểm nguy với mình là ai. Bám trụ chiến đấu tại một nơi chỉ cách Sài Gòn vài mươi cây số đường Chi Mai, họ đã thực hiện được những chiến công to lớn để năm 1971, cụm H-63 được tuyên dương đơn vị anh hùng quân giải phóng miền Nam và được trao cờ danh dự 10 năm bám trụ Củ Chi. Lúc này đó thì phải nói rằng anh em đơn vị H-63 này đã có truyền thống từ lâu, là một đơn vị anh hùng. Anh em người ta rất là phấn khởi, tự hào vì mình là đội viên của cái đội cái H-63. Cho nên là bất cứ giá nào anh em cũng bám, mà tình hình dân thế nào anh em cũng vẫn bám để hoàn thành nhiệm vụ. Thứ nhất là những cái lúc cái chuyến mà cần phải đi liên lạc, mất liên lạc từ ở trong thành ra, luôn đi thì luôn có một cái tổ mà. Cho nên là những anh em là hy sinh thì hy sinh, còn ai đem tài liệu về vẫn cứ đem tài liệu về được. Đây trung ương chuyển về rất nhiều tài liệu. Mà tôi thì có trách nhiệm là ở máy ảnh thì anh chụp ảnh, tài liệu anh chụp ảnh mà. Thì là có những đồng chí giao thông, như ở đây đó là có các là cô Tám nè, cô Hai Ánh nè, thường thường đó và một số cái chị em khác nữa chuyển tài liệu về. Thì những cái tài liệu đó đó là chụp phim, chụp phim và ngụy trang, có khi ngụy trang ở trong những cái cuốn nem, có khi là nhét trong bụng cá. Nghĩa là nói chung cái hình thức ngụy trang của chị em rất là sáng tạo. Có những lúc là đem về hàng chục, hàng mười mấy cuốn phim mà. Thì mỗi một lần vậy đó là có khi hàng tuần vậy đó là đi, có khi đi hai ngày một tuần, khi một tuần đi một lần. Là hồi đó là đi là tài liệu của ở ngoài đưa vô cho tôi, thì tài liệu cũng đã nghi trang, là tôi phải nghi trang lần thứ hai nữa, là đi nó bồng con đi, đi xuống để gặp chị ba, gặp đó thì hẹn mấy giờ là đúng giờ đó tại đâu á, rồi mới gặp chị, có khi là đi trước 5-10 phút vậy đó thì mới dòm qua chị ba đâu, thì mới dòm kiếm chị mới thấy. Cứ không có lần dòm chị là thấy chị bưng cái rá có đồ giả đó, đồ nhẫn giả, vàng giả rồi đó. Cái thì thấy chị đằng xa vậy đó thì phải nói cũng kỹ lưỡng trước khi gặp, thấy chị rồi nhưng mình cũng coi lại coi mình là có ai theo dõi hay không, mới đến gặp chị. Gặp chị thì giao tài liệu cho chị, là của phần tôi giao cho chị trước, xong rồi ở đâu đó hẹn với chị một cái, ví dụ như trong cái chợ Sài Gòn, lần gặp thứ hai phải đến cái chợ Cầu Muối hay là đến một cái rạp hát đó để gặp chị lấy cái tài liệu mang về. Tài liệu đó thì cũng của anh Hai Trung, anh Tư Ẩn, anh Ẩn á. Mà rồi hầu đó thì mình đâu có biết, hầu đó là không có biết, cứ giao nhiệm vụ, giao tài liệu đưa trên kia đưa về thì đưa về, còn đưa đem ra thì đem ra, chứ còn hầu đó bí mật không biết là tên của mình còn giấu nữa, mà tất cả thứ ấy thì cũng giấu hết. Nên cái đó thì tài liệu hầu đó biết như vậy, biết là có tài liệu, mà biết có người ở trong thành phố đưa ra thì cũng sợ nguy hiểm, mà đó là nhiệm vụ hầu đó là không, mình trong nhiệm vụ mình làm là thấy không có cái trong cái lúc đó, vì mình thấy Mỹ đường vô cũng càng quét rồi như vậy, sao cái lần căm thù của mình tự nhiên cái mình thấy mình gan dạ lên, rồi tự nhiên cái mình đi vậy. Có những cái trường hợp tôi nói đưa ra như đồng chí Minh, ba đồng chí mang tài liệu mà khi qua cái con đường Mỏ Công bắt đầu bị địch cứ bắn, đồng chí Minh mang tài liệu bị thương, đồng chí Minh đưa cho đồng chí khác nói thôi mày mang tài liệu về, tao ở đây tao hy sinh. Mà khi đồng chí chuẩn bị hy sinh, đồng chí sợ không thấy để lấy khác chứ, còn nằm dắt qua cái bờ ruộng. Không ít du khách tỏ ra ngạc nhiên khi biết căn cứ của khu ủy và bộ tư lệnh quân khu Sài Gòn Gia Định lại gần Sài Gòn đến thế. Người Củ Chi đã đào hơn 200 cây số địa đạo để từ lòng đất chiến đấu chống lại những trận càn không phải vô cớ, mà mang những cái tên như bóc vỏ trái đất. Tính đến năm 1975, trong 15 năm liên tục, H-63 đã lấy Củ Chi làm bàn đạp để bảo đảm liên lạc giữa cấp trên luôn luôn thông suốt với con át chủ bài Phạm Xuân Ẩn.
Hồi đó thì nó nghèo quá, mới sinh đứa con đầu lòng đó, thì không có sữa bú, nghèo quá mà kỳ xuống đây thì cứ gặp chị ba mỗi một tuần vậy đó, thì gửi cho ba lon sữa con chim, hỏi sữa bò con chim đó. Thì đâu chừng mấy lần như vậy, cái tôi cũng về báo với thủ trưởng là anh Tư Cang á, ấy giờ từng nào ở trong đó ông khách, chứ còn tôi cũng không biết ông đó là người như thế nào, chỉ biết chị ba thôi. Có cho ba lon sữa mỗi lần vậy về cho con gái bú. Thế thì ở trên này tổ chức nói thôi đừng có nhận nữa, không có nhận cái sữa của ông ẩn nữa. Hồi đó là tôi không biết ông ẩn đâu, nói ông khách thôi. Cái tôi nói chị ba thôi đây đừng những nhận sữa nữa, chị kệ nó đi, mình ráng mình chịu đi. Chị ba nói, chị ba báo lại sau tuần sau, chị ba báo lại nói thôi có sữa nữa nè. Cái tôi nói vậy không nhận nữa mà chị ba nói ông khách bảo giấu đi, đừng có báo với tổ chức. Mà không phải cái đứa đó, sau cái đứa thứ nhì cũng có như vậy, giấu luôn. Nên bây giờ sẵn bây giờ mới nói là cái tình cảm của ông khách đó, cho nên sau này mới biết là hòa bình rồi á, tôi mới biết là anh Phạm Xuân Ẩn. Lúc mới hòa bình, bà Ẩn cũng chưa dám tìm thăm ông Ẩn để cảm ơn, vì còn phải giữ bí mật cho ông. Mãi đến ngày con bà làm đám cưới, bà mới biết được mặt ông. Bà Ẩn tin rằng chính vì sống có đức mà Phạm Xuân Ẩn đã không bị lộ trong bao nhiêu năm hoạt động. Lúc mẫu thân địch mới đánh từ ở Viên Đô ra, giao thông không ra được, tin tức nằm bên trong có tin quan trọng nhưng đưa ra ngoài không được, thì những cái đài mà nằm bên trong nó phải phóng điện từ bên trong trung tâm Sài Gòn này nè về trên chiến khu. Thì những cái đó là có thể nói là cực kỳ quan trọng, bởi vì nhiều khi nó còn là phương tiện duy nhất. Thì cái yêu cầu cao nhất của thông tin chúng tôi đó, là dù anh có phải hy sinh nhưng mà phương tiện, tài liệu, cán bộ mà anh đảm bảo chuyển đi đó phải được an toàn đến nơi đến chỗ, thì mới hình dung được cái tổ chức tình báo. Nó có các đơn vị đứng phía trước là cụm tình báo, rồi đơn vị chỉ đạo thì nó ở phía sau, họ cứ thường dùng là trung tâm để đảm bảo cho cái phía trước và phía sau này thông suốt trong chỉ đạo hoặc là chi viện phương tiện, thì nó có đơn vị đảm bảo thông tin. Thì đơn vị thông tin đảm bảo thông tin đó là của chúng tôi, để phục vụ cho tình báo trong chiến tranh. Thì cái tổ chức thông tin này nó thành hai tiểu đoàn thông tin vô tuyến và tiểu đoàn thông tin vận động gọi là đường dây vũ trang. Tài liệu từ điệp viên X6 Phạm Xuân Ẩn được chuyển cho B3 theo quy ước 1 tháng 2 lần, tùy theo địa điểm giữa X6 và B3 thỏa thuận, để đảm bảo bí mật và an toàn tính mạng cho cả hai, vì trong toàn bộ mạng lưới chỉ có B3 được tiếp xúc trực tiếp với X6. Từ B3, tài liệu sẽ đi theo hai con đường: một, theo đường giao liên định kỳ Hai Ánh; hai, theo đường giao liên trong tình trạng khẩn cấp Tám Kiên. Nếu có chỉ thị trực tiếp xuống cho X6 thì Tám Kiên sẽ thực thi nhiệm vụ này và tìm gặp B3 trong mọi điều kiện không cần quy ước. Cả hai con đường này đều dẫn tài liệu về cho cụm trưởng. Từ đây, cụm trưởng sẽ xử lý tài liệu và phân loại. Sau đó, được hai lực lượng là giao liên vũ trang sẽ áp tải hoặc giao liên kỹ thuật đánh MOS chuyển về phòng tình báo miền. Từ đây, tin tức tình báo sẽ được chuyển về Bộ Tổng tham mưu miền, rồi đến Trung ương Cục miền Nam để phục vụ chiến trường và chuyển đến Cục tình báo. Và từ đây, tin tức sẽ được chuyển đến Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Nếu Phạm Xuân Ẩn là một gián điệp huyền thoại, thì con người này, Nguyễn Văn Cương, là một tù binh huyền thoại. Là thành viên trong đường dây giao liên vũ trang, đầu năm 1969, Hai Thương được lệnh tiếp nhận tài liệu mật hết sức quan trọng từ Sài Gòn chuyển ra. Đến điểm hẹn nhận tài liệu xong, trên đường về thì ông bị địch phát hiện và đổ quân vây bắt. Khảo tra lẫn dụ dỗ vẫn không moi được lời khai nào ở ông. Địch đánh dập cả hai bàn chân Hai Thương rồi cưa dần mà không có một chút thuốc tê nào. 6 lần như vậy, vết cắt trước vừa lên da non là địch lại cưa sống chân ông, hết chân phải rồi đến chân trái. Sau khi biến ông thành người tàn phế, địch chuyển Hai Thương từ trại giam này đến trại giam khác cho đến năm 1973. Từ đảo Phú Quốc, ông được trao trả về cho cách mạng.
Đến ngày trao trả, ông mới biết tài liệu mà mình đem cả sinh mệnh ra để bảo vệ, trong đó có tài liệu của X6, tức nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn. Và ngay trong đêm ông bị bắt, đồng đội đã tìm được tài liệu và áp tải về căn cứ an toàn. Nếu trong chiến tranh, những con người này từng vào sinh ra tử, là những chiến binh tinh nhuệ trên một mặt trận đặc biệt, thì giờ đây, trong lớp áo dân dã, họ trở về là những người lao động bình thường, tự nuôi sống mình bằng đôi tay lương thiện. Không đòi hỏi công lao, không đo đếm công trạng, họ sống với niềm tự hào được thuộc về một đội ngũ đã làm nên những chiến công lừng lẫy. Và trong sự thanh thản của những con người tự biết mình không chỉ hoàn thành, mà đã hoàn thành một cách xuất sắc nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Hơn ai hết, những chiến sĩ tình báo này hiểu rằng về nghiệp vụ, họ hoàn toàn không thể so với tình báo Mỹ. Vậy mà bằng những kỹ thuật thô sơ, những thành viên của H-63 đã qua mặt một cách ngoạn mục hầu hết các mạng lưới CIA vốn dày đặc ở miền Nam thời ấy. Lực lượng tình báo của ta và nhiều cán bộ cao cấp hoạt động trong nội thành Sài Gòn đã sử dụng căn cước giả do đồng đội tám chứa làm ra mà không hề bị lộ. Bởi ngoài công tác ngụy trang được đào tạo từ miền Bắc, người chiến sĩ tình báo này luôn tự nhắc nhở rằng với mỗi sai sót dù rất nhỏ của ông, đồng đội có thể sẽ phải trả bằng máu. Sau mậu thân, sau đợt 2, đợt 3 rồi thì trên gọi về để báo cáo về chỉnh quân. Thì tới cái áp chiến lược Mỹ Phước, nghĩa là ở dưới bến cát đầu 7 cây số. Thì thằng lính nhảy ra, bộ lên đạn gạt pin về thổi cái quét, dừng lại. Chào, xin lỗi ông cho coi giấy. À, thì lấy giấy ra, giấy của ông Tấn Chiến làm trong thành thì đi đây kèm với lại giấy tờ lái xe với gì mình làm bộ cũng lục cho lâu lâu đặng cho nó lấy lại cái bình tĩnh cho ngon lành đặng đấu phó với tụi này đó. Thì lục ra đưa cái giấy nghe không, thấy ăn cước nó cầm cái ngó về ngó mình bóp nhìn cái nói trong bụng, nói thôi gặp thằng này đối thủ rồi. Không chỉ thẻ căn cước, ông Tám Chứa còn làm giả cả thẻ quân nhân, thẻ bài. Và trong nhiều trường hợp thì dù những chiếc thẻ là thật, nhưng thân thế của người sử dụng lại hoàn toàn giả. Tên á, mẹ thứ mình đi đâm đi tay không sao Út, mình giờ về lọt lỗ chân tàu rồi Út. Anh nói vậy, cái tôi mới nói anh, tôi nói chiều nay hai anh em mình được xuống ở dưới Bình Dương đấm bóp hào đó kia Bình Dương. Rồi thấy rằng lát là nó quánh thì mạnh ai nấy chịu rồi, còn giờ anh hết cứu được em rồi. Thì thành ra anh ra ngó qua cổ, cười nghe cổ cũng cười lại. Đó người đảng viên cũng kiên cường. Nhưng mà sao tự nhiên cái cười nhẹ, chứ cũng hò hào đó không biết sao tự nhiên cái hai anh em tỉnh lắm. Trong lúc là hai người cười nhau mà, thằng sếp mới ngó ra vậy. Ông mẹ với người ta, người Sài Gòn với vậy chứ kỳ gì, trả người ta đi không? Quả là khó tin khi biết nhiều hồ sơ lý lịch tiểu sử của các tướng lĩnh Sài Gòn lại có thể đọc được ở Hà Nội. Cả những văn bản có đóng các dấu mật kín thượng khẩn, từ những báo cáo về nội tình quân đội Sài Gòn đến các bản tin quân sự quan trọng, các kế hoạch hành binh, có khi đến Hà Nội còn sớm hơn đến với cấp thi hành của quân đội Sài Gòn. Tất cả cho thấy mạng lưới điệp viên miền Bắc đã lọt vào hầu hết những vị trí quan yếu, từ phủ tổng thống đến bộ tổng tham mưu quân đội Nam Việt Nam. Một trong những điệp vụ độc đáo nhất chính là câu chuyện chiến sĩ tình báo Lê Quang Hồng đánh tráo chiếc cặp của Trung tướng Tham mưu trưởng Liên quân Quân đội Việt Nam Cộng hòa
trong đó đựng kế hoạch hỗn hợp và mục tiêu chiến lược của Mỹ. Không có đông người trong những cuộc họp mặt như thế này, vì nào phải ai cũng có thể trở về sau hòa bình, dù là trở về không lành lặn như anh Hùng Hai Thương. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà niềm vui gặp gỡ của họ mỗi năm càng lớn hơn, nhất là khi thời gian cứ khiến những chiếc ghế trống ngày càng nhiều thêm. Khi các bạn xem những hình ảnh này, vài người trong số họ như Vũ Ngọc Nhã, Phạm Xuân Ẩn đã không còn. Để có thể gặp gỡ nhiều đồng đội hơn, họ phải đến đây, nơi yên nghỉ của những chiến sĩ ngã xuống khi con đường dẫn đến chiến thắng hãy còn xa ngút. Và nấm mồ của họ lại cách quê nhà đến hàng ngàn dặm đường. Vậy mà họ vẫn may mắn hơn gần 300.000 liệt sĩ đến nay vẫn được xem là mất tích vì chưa tìm được hài cốt hoặc không xác định được danh tính. Và cũng còn may mắn hơn những chiến sĩ tình báo hy sinh với một thân phận không rõ ràng, thậm chí phải từ giã cuộc sống khi đang mang trên người sắc áo của kẻ thù. Là một người thích hài hước, nhưng mỗi khi nhắc đến những đồng đội đã hy sinh là ông Ẩn luôn lộ vẻ ưu tư. Và có lần ông thổ lộ: anh chị em đã hy sinh tới cùng, hy sinh một cách thầm lặng mà tình báo là hoạt động bí mật. Rất nhiều trường hợp người chiến sĩ hy sinh, người phụ trách cũng hy sinh. Cho nên tới nay bộ phận chính sách của Tổng cục 2 vẫn phải tồn tại để giải quyết chính sách, mà không biết bao giờ mới giải quyết xong. Ở bên kia một đại dương, giữa thủ đô nước Mỹ, 7 năm sau chiến tranh Việt Nam, một bức tường cẩm thạch đen được cắm sâu vào lòng đất để người ta khắc lên đó tên của những lính Mỹ tử trận và mất tích ở chiến trường Việt Nam. Khi tượng đài được dựng năm 1982, có 57.939 cái tên được khắc vào, và rồi sau đó được ghi thêm hàng trăm tên nữa, nâng tổng số lên thành 58.245 tên của các quân nhân nam nữ. Tất cả những cái tên ấy đều có thể gọi là tên của một nỗi đau. Trong một không gian tĩnh lặng hiếm hoi giữa Sài Gòn, chú bé mê chơi, mê nuôi thú vật ngày nào, giờ đã là một ông lão, vẫn mê nuôi chim và yêu chó, đang thong thả bước những bước còn lại trên con đường của đời mình. Giữa chú bé nghịch ngợm ở Huế hơn nửa thế kỷ trước, nhà ký giả nổi tiếng cách đây 40 năm, và người anh hùng tình báo huyền thoại hôm nay, là một chặng đường dài. Thế nhưng, đi trên con đường đó vẫn là một Phạm Xuân Ẩn hóm hình mà nhân hậu với cả đối phương, và hóm hình với cả thần chết. Hình như phần thưởng lớn nhất mà ông nhận được sau khi đã sống một cuộc đời không bình thường như thế là trọn vẹn tận hưởng sự thanh thản trong những ngày cuối cùng này. Với đặc điểm địa lý tách biệt với phần còn lại của thế giới, nước Mỹ có xu hướng tự quan tâm đến mình hơn là thế giới xung quanh. Và quốc gia mới hơn 200 tuổi này cũng ít bận tâm về quá khứ. Chỉ sau chiến tranh Việt Nam, nước Mỹ mới nhận ra rằng không phải mình luôn luôn đúng. Và để không mắc phải những sai lầm trong tương lai thì đừng quên bài học của quá khứ. Và đã có một thế hệ người Mỹ mang nặng trong tâm tưởng những hồi ức về Việt Nam. Where you saw.
Chúng tôi quen nhau ở Việt Nam vào năm 1960. Mỗi lần tôi sang Việt Nam, đến Sài Gòn là đều gặp ông. Chúng tôi thường ăn trưa với nhau hoặc uống cà phê ở đường Đồng Khởi. Phạm Xuân Ẩn học ở Mỹ và viết báo cho người Mỹ, nhưng ông vẫn là người Việt Nam thuần khiết. Khi chúng tôi trò chuyện với nhau, có lần Phạm Xuân Ẩn đã trích dẫn những câu nói của Hồ Chí Minh như: không có gì quý hơn độc lập tự do. Và nói với tôi rằng: tôi không biết mình có thể làm được gì để đất nước tôi có được điều đó. Và nó làm tôi rất xúc động. Và xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về Ẩn từ rất lâu, mà trong những người quen chúng tôi ai cũng biết. Một lần có một phóng viên chiến trường người Mỹ bị quân Campuchia bắt giữ. Vợ anh ta đã tìm gặp Phạm Xuân Ẩn và xin giúp đỡ chồng mình. Chị ta cho rằng Ẩn là nhà báo, vì vậy chắc sẽ có quen biết ai đó để có thể giúp trả tự do cho chồng mình. Và Ẩn nói với tôi rằng dù biết nếu làm như vậy sẽ bị lộ thân phận và tạo ra một mối nghi ngờ rằng tôi có mối liên hệ với phe bên kia rất nguy hiểm, nhưng đó là một người bạn của tôi, không thể làm khác. Tôi có thể nói rằng Ẩn đã cho tôi một hình ảnh tốt đẹp và chân thật về những gì diễn ra trong cuộc chiến đó. Giữa mớ hỗn loạn của chiến tranh, thật khó mà biết được cái gì thật và không thật. Với tôi, Phạm Xuân Ẩn đã làm tốt nhiệm vụ của mình với một tính cách chính trực, ngay thẳng, một nhân cách tuyệt vời. Có thể trạng lý tưởng của người quen làm việc liên tục với áp lực cao, nhưng tuổi tác và thói quen hút thuốc lá đã làm phổi ông Ẩn khô kiệt. Năm 2003, ông bị ốm nặng và phải nằm bệnh viện lần đầu tiên trong đời. Sau 5 ngày liên tục thở máy, ông trở về với hai lá phổi chỉ còn làm việc 35% công suất. Rồi sức khỏe ông xấu hẳn khi sắp bước vào sinh nhật lần thứ 79. Ông lại phải vào viện, cũng là lần cuối cùng. Trong 50 ngày ông Ẩn nằm ở bệnh viện quân đội 175, các bác sĩ đã tìm hết cách để kéo dài đời sống người hùng thượng cấp của họ. Nhưng tất nhiên, họ không thể chống lại các quy luật của tự nhiên. Để đi cái đường sau dưới và hơi thấp hơn một chút thì mới có thể là bởi vì bệnh nhân nằm tư thế con lê thì tạo ra cái góc dịch ở đằng sau. Vừa rồi thì chọc dịch như vậy thì khi mà với dây trường hợp này thì theo tôi là chúng ta đi cấp cứu chẩn đoán bệnh suy hô hấp của bệnh nhân bằng phổi phế quản tắc nghẽn mạng phổi. Trong những ngày cuối cùng này, không chỉ vợ ông Ẩn mà những đồng đội từng bao năm kề cận bên ông đều xót xa trước một Phạm Xuân Ẩn dí dỏm, yêu đời, tài hoa và mạnh mẽ ngày nào, giờ như một con kình ngư bị ném lên bờ, thoi thóp níu giữ sự sống qua chẳng chịt những dây chuyền và ống dẫn. Có lúc ông mê sảng gọi vợ: em ơi, chúng đang tra tấn anh, chúng bỏ đá vào miệng anh. Thì ra, bao nhiêu căng thẳng dồn nén ông phải chịu đựng trong hàng chục năm tưởng đã nhạt phai, thật ra vẫn còn nguyên đó, chỉ trực chờ lý trí suy yếu là trào ra từ vô thức. Trong ngôi nhà im vắng này, dù cửa vẫn mở nhưng hơi ấm đã không còn. Những con vật được ông Ẩn thương yêu nhưng vẫn chờ ông về chăm sóc cho chúng sau gần 2 tháng biển biệt không thấy chủ. Rồi một ngày, chim thôi hót, chó không buồn sủa, những con vật này đã linh cảm được điều gì đó. Trong khu vườn nhỏ này, cây cỏ vẫn âm thầm trong cuộc luân chuyển của sự sống, không hề biết rằng người chủ của chúng cũng vừa hoàn thành trọn vẹn một chu kỳ hóa sinh. 11 giờ 20 phút ngày 20 tháng 9 năm 2006, đúng 9 ngày sau sinh nhật lần thứ 79 của mình, từ giường bệnh, ông Phạm Xuân Ẩn không về nhà mà bước thẳng vào cõi vĩnh hằng. Dù thế nào,
chúng ta vẫn tin ông đã ra đi mà không phải ân hận gì, sau khi dành cả cuộc đời để trở thành một trong những tác giả của sự thanh đình này. Chính đó là nền tảng để đất nước phát triển ngày càng nhanh hơn. Giá mà sống thêm được 2 tháng nữa, ông Ẩn sẽ nhìn thấy Việt Nam đăng cai tổ chức một bữa tiệc quốc tế lớn để ra mắt sự hội nhập của mình. Đến tham dự có cả những cựu thù năm xưa. Con người này đối với thế giới ấy, thì thực ra là người ta không phải người ta muốn tìm hiểu xem là ông đã làm tình báo như thế nào đâu. Tất nhiên về nghề nghiệp tình báo thì có thể có những mối quan tâm ở cái những góc ấy thì tôi không nói đến. Nhưng mà quan tâm của những người viết đối với ông Ẩn thì đây là một cái người, một cái gọi là một cái bí ẩn và bất ngờ đối với họ. Một cái gì rất bất ngờ và một cái gì rất là, có thể nói là rất là ấn tượng, rất là vui thích. Tôi nghĩ rằng nếu như không có cuộc chiến tranh mà ông chỉ làm nhà báo thôi, ông cũng sẽ trở thành một nhà báo rất là vĩ đại và đồng thời cũng lại là có một niềm hạnh phúc, không phải lo âu, không phải lo lắng, không phải sống cuộc đời hai mặt. Tôi cho đấy là một cái thiệt thòi của chiến tranh đối với con người đấy. Lúc sinh thời, trong những cuốn sách viết về ông của nhiều tác giả trong ngoài nước, thì cuốn sách của bà Ngọc Hải là ông thường nhắc tới. Có lẽ do tác giả, thay vì xây dựng hình ảnh một người hùng, thì bà lại cố gắng vẽ ra chân dung một con người bình thường trong nhà tình báo lỗi lạc ấy, với đủ những tổn thương tinh thần, những lo âu trĩu nặng. Trong khi đó, cuốn Một Người Việt Thầm Lặng của Jean-Claude Bonmonti được mở đầu rằng cuốn sách này là câu chuyện về một điệp viên hoàn hảo, thì Larry Berman dùng hẳn cụm từ ấy làm tựa cuốn sách của mình. Trong tất cả các cuộc tiếp xúc với phóng viên báo chí và các trinh khách nước ngoài, ông luôn với tư cách của một nhà tình báo chiến lược. Sau ngày miền Nam giải phóng, và nhất là từ khi ông trở lại với cuộc sống đời thường, tuy có băn khoăn về những vấn đề phát triển của đất nước, nhưng ông vẫn tuyệt đối tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Cũng như chúng tôi, Larry Berman dù tìm đến ông với mục đích gì, để tìm lời giải cho những bí mật lịch sử hay giúp hộ thế hình dung rõ hơn một số uẩn khúc của chiến tranh, thì hầu như tất cả đều không mang cảm giác đang gặp gỡ một trong những nhà tình báo lớn nhất thời đại, mà thấy mình đang được đón tiếp bởi một ông già Nam Bộ chân tình, dí dỏm, uyên bác. Thực sự là một anh hùng, nhưng cả đời mình, ông Phạm Xuân Ẩn chưa bao giờ sống và hành động với mục tiêu trở thành một anh hùng. Ông không biết che giấu những điểm yếu của mình, không biết báo cáo theo khẩu vị của cấp trên. Và khi lương tâm đòi hỏi, thì dù việc có thể làm lộ thân thế, ông vẫn cứ làm. Ít nhất đã có 2 ví dụ được đưa ra ánh sáng. Một, vào đầu thập niên 1970, khi ông can thiệp thành công để cứu mạng đồng nghiệp người Mỹ Robert Sam Anson bị bắt tại Campuchia. 2, là lần giúp chùm mật vụ Trần Kim Tuyến kịp di tản tháng 4 năm 1975. Cả 2 trường hợp này đều có thể gây bất lợi cho ông từ cả 2 phía, kẻ thù lẫn đồng đội. Sau này, ông Ẩn từng nói, trong suốt thời kỳ hoạt động, ông luôn mang theo thuốc độc trong ve áo của mình để khỏi phải chịu nhục hình trong trường hợp bị bắt. Và vì cả đời luôn trong tư thế đón nhận cái chết, nên ông ra đi rất thanh thản. Người ta có thể đọc thấy trên các vòng hoa những dòng chữ chẳng liên quan gì đến việc ông là một nhà tình báo, một anh hùng. Có vòng hoa viết: kính viếng người thầy kính yêu Phạm Xuân Ẩn, chúng em luôn ấp ủ tình hữu nghị của thầy. Dự án Việt Nam, Đại học Harvard. Trên một dòng hoa khác là dòng chữ: những ký ức đáng yêu và khâm phục đối với Phạm Xuân Ẩn. Neil Susan, Catherine và Maria Sheehan. Một ngày sau khi ông mất, ngày 21 tháng 9 năm 2006, các hãng tin AP, DPA, Reuters đồng loạt đăng những bài viết đánh giá cao tài năng và thái độ làm báo trung thực của ông Ẩn trong suốt thời gian hoạt động gián điệp, bằng cách dẫn lại câu nói nổi tiếng của ông: tôi chiến đấu vì 2 điều, độc lập và công lý xã hội. Hãng tin AP nhận định, trong lịch sử tình báo chiến tranh, hiếm có người nào thành công như ông Ẩn. Ông đã sống 2 cuộc đời qua cuộc chiến kéo dài gần
15 năm ở Đông Dương, vừa là một nhà tình báo cộng sản, vừa là một nhà báo. Còn hãng tin DPA viết, trong suốt thời gian xảy ra chiến tranh, ông Ẩn được biết đến với biệt danh ông Trùm của các cơ quan thông tấn Việt Nam, một phóng viên xuất sắc với những bài phân tích chính trị sắc bén trên các hãng tin quốc tế như Reuters, Christian Science Monitor và tạp chí Time. Trong cuộc tiến đưa này, tất nhiên không thể thiếu người đồng đội đã gắn bó cùng ông trong nhiều giây phút sinh tử, nữ anh hùng Nguyễn Thị Ba. Tất cả đã trôi qua như một cái chớp mắt. Hôm nay, đến viếng ông Ẩn lần cuối cùng, bà như tiến đưa một phần đời sôi động, hiểm nguy mà cũng đẹp đẽ nhất của chính mình. Khi ấy, với bà, con người vừa tạ thế này là một nhân vật quan trọng của cách mạng miền Nam, một ông khách tốt bụng và dễ mến mang bí danh X6. Người quan trọng đến mức bà sẵn sàng hy sinh để bảo vệ thân thế ông không bị lộ. Còn sự có mặt của bà đối với ông Ẩn lại mang ý nghĩa biểu tượng lớn lao, để ông thấy mình không đơn độc trong cuộc chiến đấu giữa lòng đối phương. Tên bà là Thu Nhạn, cánh chim nhạn của mùa thu, một cái tên khá đẹp, nhưng không vận vào một cuộc đời luôn phải thường trực sống trong âu lo thấp thỏm. Bà kết hôn với một ký giả chứ không hề chuẩn bị để làm vợ một gián điệp. Nhưng 6 tháng sau ngày cưới, khi biết người bạn đời của mình thực sự là ai, bà tự nguyện làm đồng đội của chồng. Khi ông đi đưa tài liệu, bà đi theo quan sát từ xa để dù chồng có bị bắt thì báo cho cơ sở tai biết. Bà Thu Nhạn thôi công việc ở trung tâm khuất trương tiểu công nghệ để làm người nội trợ. Bà không dùng người giúp việc, cũng không đi làm bên ngoài, vì như ông Ẩn giải thích sau này là để không có môi trường cho địch đánh vào bên trong. Sống trong lòng địch, ông Ẩn luôn tính đến chuyện bị bắt, bị thủ tiêu. Ông dặn vợ trước những dấu hiệu nếu lỡ khi ông bị bắt. Là một phụ nữ, một người mẹ, bà biết rõ hơn ai hết những tai họa nào sẽ giáng xuống gia đình mình nếu chẳng may chồng bà bị lộ. Nhưng chưa bao giờ bà dám hình dung thử số phận của 4 đứa con sẽ như thế nào nếu điều đó xảy đến. Trong suốt quá trình hoạt động, chỉ có vợ và mẹ ông Ẩn là biết sự thật việc ông làm, nên đôi khi hiểm nguy lại đến từ con cái. Có lần ông ngồi chép tài liệu, không ngờ bị đứa con 6 tuổi nhìn thấy. Sáng hôm sau nó bảo với mẹ, thấy ba viết bằng mực gì không có chữ. Ông sợ con đi kể lại với người khác, phải giải thích rằng chắc tại đèn sáng làm con lóa mắt, chứ ba vẫn viết bình thường. Việc nuôi dạy con cũng phải hết sức cân nhắc, vì con ông đang lớn lên trong một xã hội mà ông đang chiến đấu chống lại nó. Sau này, trong một báo cáo cho cấp trên về việc sử dụng chiếc xe Renault trong chiến tranh, ông Ẩn cho biết một trong những lý do khiến ông không chịu đổi chiếc xe 4 ngựa cũ kỹ của mình lấy một chiếc xe mới tốt hơn là để dạy con không đua đòi như những gia đình khác. Ông Ẩn từng nói rằng tử vi của ông rất tốt, phải tốt mới sống sót được qua chiến tranh. Người phương Đông tin rằng phần thưởng lớn nhất của một đời tích thiện là về già được vui vầy bên gia đình, nhìn thấy con cháu trưởng thành và thay mình cáng đáng những tâm nguyện chưa tròn. Họ đã có được niềm hạnh phúc ấy, đã có những phút giây vui vầy cùng đón xuân về, dù cả hai đều biết đây có thể là những mùa xuân ít ỏi cuối cùng của đời mình. Hơn ai hết, bà thấm thía nỗi căng thẳng mà ông phải chịu đựng trong một thời gian dài, nên với bà, mỗi nụ cười thanh thản của ông đều là một món quà vô giá. Như nhiều người già khác, thời gian cuối đời ông Ẩn hay ngồi xem lại những bức ảnh của mình. Những bức ảnh này như những lát cắt của quá khứ, có thể trong thoáng chốc đưa ông trở về với một phần đời thật xa xăm mà cũng thật gần gũi. Ông có thể thấy lại hình ảnh của người bạn đời gần 45 năm trước, khi bà trở thành cô dâu của ông trong ngày hôn lễ 25 tháng Giêng năm 1962.
tướng Phạm Xuân Ẩn đã không còn để xem trước những thước phim này, để tiếp tục nhắc nhở chúng tôi rằng đừng bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì có thể làm hại những người đã vô tình hoặc có ý thức mà trở thành nguồn tin của ông trong quá khứ. Nhưng cho dù ông Ẩn muốn mang theo xuống mộ rất nhiều bí mật, thì ông vẫn phải để lại cho hậu thế sự ngưỡng mộ một nhân cách lớn đến mức đã giúp ông vượt qua được những giằng xé nghiệt ngã của chiến tranh. Bằng nhân cách của mình, chứ không chỉ bằng các chiến công, ông thực sự là một anh hùng. Là người Á Đông, chúng ta tin rằng có thể ông Phạm Xuân Ẩn vẫn tồn tại đâu đó dưới một hình thức khác để tiếp tục dõi theo cõi nhân gian này bằng đôi mắt đầy âu lo và nụ cười hóm hình quen thuộc.